Y đạo quan đồ chương 51 tiền cũng không phải là vạn năng thanh niên nhân nọ bật cười ha hả nói tiểu tử nhà ngươi rất kiêu ngạo a à. Trương Dương cũng đã nhìn ra người ta rõ ràng là chủ động gây chuyện chứ bình thường ở xã hát giả Sơn này dám cùng mình đối mặt thật không nhiều lắm Trương Dương đang suy nghĩ xem có nên cho hắn một bài giáo huấn hay không thì thanh niên này trước tên đã nhầm Trương Dương mà xuất thủ hắn vung tay đấm tới phía Trương Dương Người trong nghề vừa ra tay là đã biết sức nhau, Trương Dương từ tư thế hắn khởi thủ, cùng bước tấn hai chân lập tức nhìn ra thằng nhãi này đích thị là cao thủ. Tốc độ xuất thủ của đối phương lúc bắt đầu không nhanh, thế nhưng khi còn cách Trương Dương chừng khoảng hai tấc thì vai phải hắn hơi trầm xuống, thắt lưng bắt đầu phát lực. Trương Dương làm một cái động tác hơi lùi người về phía sau, vừa khít tới điểm tận lực của quyền đối phương, sau đó tay trái nhanh chóng túm lấy rồi vặn mạnh tay phải của đối phương. Thân người nhanh chóng áp sát lại, tay phải tung một cú móc nhằm vào cắm đối phương. Audio điện tử võ tấn bền. Thanh niên kia giơ tay trái chắn trước cổ chặn lại quyền của Trương Dương, gối nhằm tiểu phúc của Trương Dương mà lên. Hắn hai lần ra tay đều là kỹ thuật cận chiến rất cao, hơn nữa đều mang theo nội gia quyền kinh. Trương Dương giơ chân lên chặn gối của hắn lại, thân thể lao nhanh về phía trước, dùng vai hút mạnh vào ngực thanh niên kia, đồng thời hai tay phát lực thanh niên này rốt cuộc cũng không theo nổi nhịp độ và sức mạnh trong động tác cảo trương dương, cả thân người bị đẩy văng về phía sau, choạng vạng lùi tới 6 7 bước mới đứng vững lại được, tuy rằng là thế nhưng vẫn thập phần khó khăn. Trong ánh mắt hắn toát lên vẻ kính ngạc cùng với phẫn nộ, đang muốn sông lên lần thứ hai thì nghe thấy một thanh âm trầm ổn, phục sinh. Dừng tay lại, một trung niên nhân mặc áo kiểu tôn trung sơn màu xám đi tới, hắn ôm quyền hướng Trương Dương nói, vị tiểu huynh đệ này, thực sự là hổ thẹn đồ đệ của ta không hiểu chuyện, đã đắc tội rồi. Trương Dương thấy người ta khiêm tốn tạ lỗi với mình, tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra vẻ phong độ, liền mỉm cười nói, đồ đệ của ngươi cũng thật không tệ a. À. Vừa nói trong lòng vừa thầm đánh giá trung niên nhân này, trông dán vẻ trầm ổn đạo mạo, hơn nữa có thể đào tạo ra một tệ tử như vậy, xem ra nhất định là một cao thủ lợi hại. Xã Hắc Sơn tử này xem chừng thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tôn mãn độn thấy xảy ra tranh chấp, vội vàng chạy tới giữa nói đều là người một nhà đều là người một nhà cả có gì từ từ nói sau đó hắn đem trương dương cùng trung niên nhân kia giới thiệu với nhau nguyên lại trung niên nhân kia tên gọi là lương bách xuyên tại xuân dương mở một võ quán lớn đồng thời cũng là hội trưởng hình ý quyền giang thành trong giới võ thuật giang thành chính là một nhân vật nổi danh con thanh niên nhân kia là đồ đệ của hắn tên là nghiêm phục sinh Trương Dương thầm nghĩ chính mình cũng chả làm gì, đây là chính nghiêm phục sinh kia gây sự rồi xuất thủ trước với mình. Lương Bách Xuyên nhìn qua chiếc xe của Trương Dương, thấy bốn cái lốp xe đều, lập tức sắc mặt trở lên khó coi, quay lại hỏi nghiêm phục sinh là ngươi làm sao. Nghiêm phục sinh trên mặt lộ rõ vẻ sợ sệt lắc lắc đầu. Hắn học võ với sự phụ đã lâu, hiểu rõ môn quy rất quy củ, nghiêm ngặt. Giả như dám làm loại chuyện này, lọt đến tai sư phụ thì nhất định chịu trừng phạt rất nghiêm khắc trương dương cũng không có ý định gây khó dễ cho bọn họ phải biết rằng lương bách xuyên này cũng là một nhân vật phong vân loại võ lâm danh sĩ này thủ hạ đệ tử đông đảo các mối quan hệ cũng khó lường nếu như kết ân oán với hắn sợ là sau này phiền phức không ít trương đại quan nhân ta đây mặc dù cũng chẳng sợ gì nhưng dù sao cũng là người của nhà nước không thể làm cái chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đám ấy được nhưng sở yên nhiên lại không dễ buông tha như thế nàng chỉ vào nghiêm phục sinh nói, ta biết chính ngươi là kẻ vừa phá hoại xong. Cái thứ lén lén lút lút, nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì. Mặt nghiêm phục sinh đỏ lên, ta không làm. Lương Bách Xuyên đối với đồ đệ mình thì rất rõ ràng tính cách, nghiêm phục sinh tuy rằng tính nết hấp tấp nóng này, nhưng làm người rất mực thành thực, nếu hắn nói không có làm, thì chắc chắn là không có làm. Lương Bách Xuyên bèn mỉm cười nói, vị tiểu cô nương này, ta tin tưởng vào nhân phẩm của phục sinh, loại kê minh cầu đạo hèn hạ này hắn chắc chắn không làm đâu. Sở yên nhiên lạnh lùng nói, người là sư phụ hắn đương nhiên là tin hắn nói rồi. Nói không chừng các ngươi cùng một mạch. Vừa nghe sở yên nhiên nói vậy xong, sắc mặt lương bách xuyên đích xác có phần khó coi. Lúc này từ phía bên trong đi ra bốn gã thanh niên hắn tử, tất cả đều là đồ đệ của lương bách xuyên. Sở yên nhiên vừa rồi nói đều bị bọn họ nghe được, nhưng người này tự nhiên không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám vũ nhục sư phụ họ, cả đám giận dữ tiến lên vây Trương Dương cùng sở yên nhiên lại. Trương Dương tuy không muốn gây sự, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ là một người sợ phiền phức. Thấy đám người kia hùng hổ xông tới như vậy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng trở lên lạnh như băng. Lương Bách Xuyên cả giận nói, làm cái gì thế? Đều lui hết xuống cho ta, đây là chỗ các ngươi sinh sự hả? Năm tên đồ đệ đều cúi gằm mặt xuống, từ bên trong đi ra một vị trung niên nhân, nhìn niên kỳ cũng phải hơn 50 tuổi, so với Lương Bách Xuyên còn cao hơn. Thấy sự tình như vậy liền đứng ra cười nói, vị tiểu huynh đệ này. Ta khả dĩ có thể đứng ra chứng minh dùm bọn họ tuyệt không phải là người làm như vậy đâu. Sở yên nhiên khinh thường nhìn qua mặt lão, người chứng minh giúp. Người có tư cách sao? Trung niên nhân bị nàng trách móc đích xác có phần hơi xấu hổ. Hắn cười nói, người học võ chúng ta chán ghét nhất là những chuyện tình xấu xa hèn hạ này. Bình thường sư phụ đối với chúng ta yêu cầu rất nghiêm ngặt. Những chuyện như thế này chúng ta tuyệt đối không làm, ta nghĩ nhất định là hiểu lầm." Tôn Mãn Độn thấy hắn đi lên, vẻ mặt tươi cười nói, "Chúc xã trưởng, ngài thế nào cũng đi ra." Trương Dương ngẩn người ra, Tôn Mãn Độn hướng hắn giới thiệu, "Vị này chính là Chúc xã trưởng xã Tây Lâu." Đầu óc Trương Dương trong nháy mắt đảo một vòng, hắn lập tức nhớ ra Vương Bác hùng trước khi đi nói qua tiếp nhận vị trí của hắn chính là xã trưởng xã Tây Lâu Trúc Khánh Dân. Không phải chứ, thế nào lại có thể trùng hợp như vậy được? Trúc Khánh Dân này cư nhiên lại chạy tới tận đây ăn thịt lừa, hơn nữa lại còn là người trong võ lâm. Con mẹ mấy cái sự trùng hợp chết tiệt này luôn rơi trúng đầu mình thế nhỉ? Trúc Khánh Dân lúc biết thân phận của Trương Dương cũng liền tươi cười, hắn đã nhân được thông chi từ nguyên bí thư đảng ủy xã Vương Bắc Hùng, nay cũng là tân nhiệm cục trưởng cục thuế huyện Xuân Dương đoàn công tác của xã tây lâu cũng đã hoàn toàn tiếp nhận chỉ thị rõ ràng hai ngày này sẽ đến xã hắc sơn tử công tác lương bách xuyên là hình ý quyền sư phụ cả đám sư huynh sư đệ hướng hắn mời khách trúc khánh dân biết hắc sơn tử này có món thịt lừa nổi tiếng cho nên dẫn mọi người tới đây ai ngờ lại gặp sự việc như thế này trương dương biết thân phận trúc khánh dân tự nhiên bỏ đi ý niệm truy cứu vừa rồi hắn cười cười nói quên đi nếu đã là hiểu lầm vậy tốt nhất không gây thêm phiền phức cho nhau nữa. Sở yên nhiên còn muốn tiếp tục truy cứu, lại bị Trương Dương kéo đi ra ngoài. Trúc Khánh dân dù sao cũng là người trong thể chế, tâm tư so với người khác tự nhiên là kiến đáo hơn nhiều. Hắn vỗ vỗ vai nghiêm phục sinh, thấp giọng hỏi, ngũ sư đệ, có chuyện gì xảy ra thế? Nghiêm phục sinh hơi đỏ mặt nói, nói thế nào cũng không phải là ta làm. Trúc Khánh dân từ lời này của hắn đương nhiên đã nghe ra là nghiêm phục sinh có thể không làm, nhưng chắc hắn cũng biết rõ là ai làm. Trúc Khánh Dân cũng không tiếp tục truy vấn nữa, nói mấy câu cùng sư phụ và mấy vị huynh đệ, rồi tất cả lại tiếp tục vào trong uống rượu. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên đi ra đến chỗ ô tô, Sở Yên Nhiên phẫn nộ giật khỏi cánh tay hắn, nói lớn, nhất định là bọn họ làm. Người làm sao vậy, tự lúc nào lại trở lên sự phiền phức thế? Ta không phải là sợ, nhưng chúng ta dù sao cũng không có chứng cứ gì, cứ đứng đó cãi nhau thì giải quyết được gì. Trương Dương vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên chiếc Toyota, trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái tên Điêu Đức Trí, lần trước tại đài truyền hình hắn ăn nói lỗ mãng đã bị Trương Dương giáo huấn cho một trận. Lúc ấy Trương Dương đập xe hắn cũng chính là chiếc này. Trương Dương lúc này mới nhớ ta cái tên nông dân xí nghiệp gia này xuất thân từ xã Tây Lâu, Trúc Khánh dân kia cũng chính là từ xã Tây Lâu đến, vài sự kiện liên hệ với nhau, sự tình diễn ra càng kỳ quặc. Trương Dương đột nhiên kéo sở yên nhiên quay lại, sở yên nhiên cả giận nói, làm gì thế? Trương Dương đoán không hề sai, chúc khánh dân bọn họ tới đây ăn chính là do Điêu Đức Trí an bài. Điêu Đức Trí cũng đang ngồi ở bên trong, từ lần ăn đòn ở đài truyền hình lần trước, thằng nhãi này cho rằng mấy bao tiêu tiêu chuẩn còn quá kém, cho nên lần này an bài 10 tiệc, một là chúc mừng chúc khánh dân, hai là cầu lương bách xuyên giới thiệu cho hắn mấy hảo đồ đệ làm bảo tiêu. Ai ngờ oan ra ngõ hẹp, ở đây lại gặp Trương Dương, thù hận cũng nổi lên trong lòng, thằng nhãi này giả vờ đi WC, rồi lẻn ra phá hỏng lốp xe của sở yên nhiên. Về phần nghiêm phục sinh thì hắn vốn đã muốn làm bảo tiêu cho Điêu Đức Trí, thấy Điêu Đức Trí làm vậy chẳng những không có hỏi đến, sau khi nghe Điêu Đức Trí nói trái lại còn có tâm tư giúp Điêu Đức Trí chút giận. Chỉ là hắn không ngờ công phu của Trương Dương lại lợi hại như vậy, không những không ra tay được, ngược lại còn bị Trương Dương cho một bài học. Sự việc vừa rồi chỉ có Điêu Đức Trí cùng nghiêm phục sinh rõ ràng, bởi vì chuyện vừa rồi nên bầu không khí tiệc rượu vốn đang náo nhiệt trở lên lạnh nhạt đi rất nhiều. Trúc Khánh Dân tuy rằng là quan chức cao nhất ở đây, thế nhưng Lương Bách Xuyên là sư phụ của hắn, mọi việc tự nhiên lấy Lương Bách Xuyên làm chính. Lương Bách Xuyên hiển nhiên tâm tình ăn uống nữa, nhàn nhạt cười nói chúng ta đi thôi. Hắn nói còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị Trương Dương cùng sở yên nhiên đẩy vào. Trương Dương mỉm cười nói, xin lỗi mấy vị, vừa rồi ta với bằng hữu mới nhớ ra, xin phép quấy quả một chút vừa nói ánh mắt hắn đã nhìn vào điêu đức trí đang ngồi ở góc điêu đức trí thấy trương dương tiến tới trên mặt thoáng biến sắc vội vàng cúi gằm mặt xuống cố gắng tránh khỏi ánh mắt trương dương chỉ tiếc là đã chậm lương bách xuyên cười cười đứng lên nói tiểu trương chủ nhiệm sự tình đều đã nói rõ ràng cần gì phải xin lỗi chúc khánh dân đã lưu ý ánh mắt của trương dương nhìn lại thấy bộ dáng điêu đức trí có vẻ kinh hoàng mất tự nhiên trong lòng tự nhiên minh bạch chuyện vừa rồi xảy ra. Trương Dương cười nói, điêu lão bản, thật trùng hợp a, à, đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Điêu đức Chí nghe được Trương Dương gọi đích tên mình, sợ đến giật cả mình, tay cầm chén rượu không tự chủ được run lên, khiến chén rượu rơi xuống đất vỡ nát. Trương Dương mỉm cười, trước mặt Trúc Khánh Dân cũng không có vội vạch trần, gật đầu nói, mọi người dùng bữa ngon miệng nhé. Sau đó xoay người kéo sở yên nhiên ra ngoài. Lương Bách Xuyên bị hành động của Trương Dương làm cho có chút mờ hồ, hắn quay sang hỏi Trúc Khánh Dân, hắn có ý tứ gì vậy? Trúc Khánh Dân nhàn nhạt cười, rồi quay sang nhìn Điêu Đức Trí đang ngồi kia với ánh mắt đầy thâm ý, Điêu Lão Bản, có thể nói chuyện gì xảy ra không? Đỗ Phú Phong nửa giờ sau mới tới thanh thai Sơn Trang, thấy bốn cái lốp xe nát bén, không khỏi nở một nụ cười, hắn lôi từ xe ra mấy dụng cụ sửa xe. Gần đây hắn nghiễm nhiên trở thành chuyên viên sửa xe riêng cho sở yên nhiên đỗ phú phong cười nói đắc tội với người ta a à. trương dương gật gật đầu thấp giọng nói tân nhiệm bí thư đảng ủy xã trúc khánh dân đang ở bên trong đỗ phú phong nao nao trương dương lúc này mới đem chuyện tình điêu đức trí kể đầu đuôi ra đỗ phú phong không khỏi bật cười ha hả nghĩ không ra cái tên nông dân xí nghiệp ra ấy mà cũng thủ dai ra phết trương dương thấp giọng nói ta vốn không định tha cho hắn nhưng hôm nay thì khác dù sao cũng nên nể mặt mũi chúc bí thư một chút hai người đang nói chuyện bên này lương bách xuyên cùng trúc khánh dân đã đi tới phía sau là điêu đức trí với vẻ mặt xấu hổ đang bước theo trương dương cùng đỗ vũ phong chào hỏi trúc khánh dân chỉ điêu đức trí đúng đó nói điêu lão bản có chuyện muốn nói với ngươi điêu đức trí đỏ mặt ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào trương dương ấp úng nói trương chủ nhiệm thật không phải chuyện vừa rồi là ta làm sở yên nhiên từ bên cạnh giận dữ đi tới nói lớn người thế nào lại xấu xa như vậy một nam nhân đại trưởng phu có thể làm chuyện hèn hạ như thế sao? Điêu Đức Trí cúi gằm mặt xuống không nói gì, nếu như không phải vì Lương Bách Xuyên và Trúc Khánh dân thúc ép, hắn sẽ không đời nào thừa nhận chuyện này. Trương Dương ra vẻ rộng rãi cười nói, quên đi, trước đây hai ta có chút xích mích với nhau, người vừa rồi làm thế coi như là chút giận, chúng ta không ai thiếu ai cả. Từ nay về sau coi như mọi chuyện đều xóa bỏ dù sao trương đại quan nhân đích xác cũng không có thèm tính toán với loại tiểu nhân vật như điêu đức trí bất quá đối với việc này thì hắn cũng cô hoàn toàn rộng lượng đến như vậy nguyên nhân chính khiến cho trương dương rộng rãi đến như thế chính là chúc khánh dân ở đây người ta đã chủ động muốn làm rõ ràng thì mình cũng nên nể mặt mũi người ta một chút tuy rằng hắn bây giờ đang là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện nhưng biên chế chân chính vẫn là chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình xã chúc bí thư danh chính ngôn là lãnh đạo của hắn Trúc Khánh Dân đối với biểu hiện rộng rãi của Trương Dương cũng biểu thị sự hài lòng, làm tân nhiệm bí thư đảng ủy xã Hắc Sơn Tử, tự nhiên đối với tình hình nội bộ xã hắn cũng phải tìm hiểu rõ ràng một chút. Có người đã nói riêng với hắn, vị chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình này là một người có bối cảnh thâm sâu, kỳ thực từ việc Trương Dương đang kiêm nhiệm cả phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư của huyện cũng có thể nhìn ra điều đó. Trúc Khánh Dân thuộc về cái loại người không có nhiều tham vọng tiến thủ trên đường quan lộ, tới từng này tuổi rồi tiến xa hơn nữa cũng không còn có nhiều cơ hội, cho nên trúc khánh dân bình thường đối với võ học hứng thú hơn nhiều đối với chính trị, chính là một cán bộ có sở thích đặc biệt nhất tại xuân dương huyện này. lương bách xuyên sở dĩ buộc điêu đức trí đứng ra thừa nhận là bởi vì hắn trời sinh tính tình chính trực, trong mắt không một phần đục, hắn cho rằng là người học võ muốn giải quyết mâu thuẫn tranh chấp phải đường đường chính chính đứng ra khiêu chiến, loại chuyện tình xấu xa đáng hổ thẹn này thực sự là vô cùng hèn hạ thấp kém. Hơn nữa vừa rồi hắn chứng kiến Trương Dương xuất thủ có thể khẳng định là công phu của Trương Dương tuyệt không thấp hơn hắn, trong lòng Lương Bách Xuyên không khỏi giấy lên tâm tư muốn cùng Trương Dương tỉ thí luận bàn. Chờ xong Phương nói chuyện xong xuôi, lúc này mới nói tiểu trương chủ nhiệm, có thời gian, hai chúng ta xem thân thủ một chút. Người trong võ lâm, lời này chính là ý tứ muốn luận bàn võ thuật. Trương Dương cũng minh bạch ý tứ của Lương Bách Xuyên không phải là ý khiêu khích, là thực tâm muốn cùng hắn luận bàn, liền tươi cười nói, khi nào có cơ hội, ta cũng rất muốn xem sư phụ của trúc bí thư đây thân thủ ra sao. trúc khánh dân nở nụ cười, tiểu trương chủ nhiệm, nếu như không phải cái thân già này mẫn cảm, ta thực sự cũng muốn lãnh giáo thân thủ ngươi lắm a. À. đỗ vũ phong trong lòng thầm mừng, thật không ngờ cái lão tân nhiệm bí thư đảng ủy xã này lại có nghĩa khí giang hồ như vậy. mất hứng nhất trong mọi người hẳn là sở yên nhiên, trên đường quay trở về xã hắc sơn tử, trên mặt nàng cứ lạnh như băng hầu như mỗi lần nàng về xã Hắc Sơn Tử này đều gặp chuyện, đầu tiên là bị tai nạn, sau đó lại bị người ta bắt cóc, dỡ cũng lại có chuyện xảy ra. Không lẽ cái xã này là điểm đen có sung với nàng sao? Trương Dương cầm danh thiếp của sở yên nhiên nhìn, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhà đầu này đúng là có tiền àm không có chỗ tiêu, hay cái là chính mình lại đang là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện A, không bằng khiến nàng đầu tư về Xuân Dương huyện một chút, coi như là mình cũng để lại chút thành tích hắn đem ý nghĩ ra nói với sở yên nhiên sở yên nhiên nghe xong không có ý kiến gì chỉ nhẹ giọng nói chờ ta trở lại thương lượng với lâm a di xem có được không đã trương dương tươi cười nói người nói với a di ngươi chỉ cần đầu tư tại huyện xuân dương này ta sẽ tối ưu chính sách ưu đãi cho các người sở yên nhiên vốn không ưa nhìn cái điệu bộ ra dáng quan lớn của hắn nhịn không được đá hắn một câu một phó chủ nhiệm sở thương mại đầu tư sợ rằng không làm chủ được đến như thế a à ta phát hiện dạo này ngươi đá xoáy ta càng ngày càng nhiều a à. có phải ngươi có cái thú vui đó không sở yên nhiên nhìn bang qua nói cứ cho là thế đi buổi tối có ở lại đây không nếu như có thì về nhanh còn vác mấy cái chăn ra phơi chút nắng sở yên nhiên mặt hơi nóng lên nàng cắn cắn môi dưới ta trở về kinh sơn ngày mai đi du lịch cùng lâm a di chắc chừng một tháng mới trở về trương dương ra bộ thở dài nhẹ nhõm một cái hai một tháng a lâu như vậy sao, vậy nếu như ta nhớ ngươi thì biết phải làm sao đây? Tâm hồn thiếu nữ của sở yên nhiên không khỏi động một chút, nhưng trên ma ẹt mang theo vẻ tươi cười giễu cợt, trên đời còn có người có thể khiến cho trương đại quan nhân nhớ sao? Trương Dương thở dài nói, ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, vô nại minh nguyệt chiếu câu cừ, giá thế thượng đa tình đích nhân thì tối bất hạnh đích. Bản tâm hướng minh nguyệt, nhưng minh nguyệt lại tỏ nơi nào trên đời đa tình là khổ nhất nhân sinh sở yên nhiên bật cười khanh khách người điên rồi thực sự là điên nặng rồi trương dương cảm thấy thật chẳng biết làm sao chính mình đã trịnh trọng biểu lộ tình cảm thế nào mà lọt vào tai nàng lại thành dở hơi không biết hay là bản thân còn chưa đủ thành ý a à? chuyện tỳ nhan ngữ thần dũng mãnh sông lên thanh hà thôn an chí viễn đã biết an chí viễn đối với quyết định của cháu gái mình thì rất không vừa lòng hành vi đó của an ngữ thần chính là đắc tội với cả thôn thanh hà An Chí Viễn tuy rằng tuổi ngoài 70, thế nhưng suy nghĩ thì không hề hồ đồ, lão biết rõ danh tiếng của phụ thân tại Thanh Thai Sơn này không tốt, xem xét tình huống cụ thể, người dân trong thôn đối với quyết định của xã thì nhất mực phản đối. Hành vi đó của An Ngữ Thần chỉ khiến mâu thuẫn của thôn dân Thanh Hà với bọn họ càng tăng thêm. An Chí Viễn tìm Trương Dương, đối với hành vi của An Ngữ Thần biểu thị sự ái náy, đồng thời hỏi về chuyện tình mộ địa cùng đền thờ. Có chuyện An Ngữ Thần làm đẹp Trương Dương xử lý vấn đề này hiển nhiên càng có nhiều chủ động. Trên mặt hắn lộ ra chút vẻ tâm trạng, nói với An Chí Viễn, "An lão, nguyên bản là chuyện này ta cũng đã thương lượng với Lưu lão bí thư, vấn đề có lẽ cũng không quá khó, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn 20 người dân thôn bị thương, ta thật vất vả lắm mới ổn định lại họ được. Lúc này tiếp tục đưa chuyện ra nói sợ rằng không thích hợp." An Chí Viễn thở dài nói, "Hơn nửa tháng nữa là tới ngày rỗ cha ta." ta muốn làm chuyện này thật nhanh, hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm qua. Hai, tiểu trương chủ nhiệm, người vô luận thế nào cũng phải giúp ta việc này. Về phần những thôn dân kia, chi phí thuốc men bồi thường ta sẽ chi trả, hơn nữa chỉ cần có thể thực thi thành công, ta sẽ bỏ vốn giúp xã nhà tu sửa đường xá cầu cống. Trương Dương thầm nói đúng là lão cáo già, ta quan tâm là người đầu tư hay không đầu tư về Xuân Dương huyện, tu sửa đường xá cái chó gì mấy cái việc còn con ấy đừng có tưởng dễ dàng sai khiến ta. Trương Dương nhấp một ngụm trà, xoay trọng tâm câu chuyện tới chủ đề đầu tư, an lão, chuyện đầu tư người tính thế nào. An trí viễn nhíu mày, phải công nhận rằng tiểu tử này tuy còn trẻ nhưng độ giảo hoạt phải nói là rất cao, cư nhiên xoay chuyện mộ địa sang liên hệ cùng chuyện đầu tư. An trí viễn có chút mất hứng, hắn rất ghét người khác khiến hắn miễn cưỡng làm một việc gì. Mà Trương Dương rõ ràng là lợi dụng chuyện mộ địa muốn hắn đầu tư tại Xuân Dương. An Chí Viễn thấp giọng nói, Trương Dương, ta vốn vẫn coi ngươi là tiểu bằng hiếu, cho nên rất nhiều chuyện ta không muốn làm dùm beng mới nhờ tới ngươi. Chứ kỳ thực, trực tiếp nói một câu trên huyện, một khối mộ địa hẳn là không khó. Trương Dương gật đầu, đích xác với lực ảnh hưởng của An Chí Viễn này, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, trên huyện khẳng định sẽ bật đèn xanh ngay lập tức. Trương Dương mỉm cười nói, nhưng An Lão chắc cũng biết một câu, trên có chính sách thì dưới cũng có đối sách, vô luận bất luận tại thời nào cũng thể thể bỏ qua lực lượng quần chúng được, nếu như không công tác thông suốt tư tưởng cho nhân dân ở đây, hẳn sau này sẽ xảo ra không ít phiền toái. Ăn lão hẳn là không có khả năng lúc nào cũng có mặt ở đây phải không? Ăn chí viễn cũng rõ lời Trương Dương nói hoàn toàn là thực tế. Trương Dương lại nói tiếp, hiện tại chuyện này gặp chút phiền phức, bọn họ cho rằng lập mộ địa ở Thượng Du sẽ phá hủy đi phong thủy của thôn. An Chí Viễn nói, ta có thể bồi thường kinh tế cho họ, hơn nữa ta có thể mời phong thủy sư tốt nhất đến. An lão a, có điều tiền cũng không phải là vạn năng đâu, trên đời này có rất nhiều người không cần đến tiền, hơn nữa rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền. Trương Dương đáp lại. An Chí Viễn thành thật nói, mấy trợ lý của ta đã khảo sát tình huống, hiện trạng kinh tế tại Giang Thành, căn cứ vào đó tổng hợp lại phân tích, có thể nói hiện tại Giang Thành không thích hợp để đầu tư những lời này coi như triệt để từ chối lời kêu gọi đầu tư của trương dương trương dương nghe vậy trong lòng không khỏi phiền muộn thì ra là người cũng chẳng phải là vì cố hương gì cả rốt cuộc thì cũng là con của đại tướng cướp mà thôi tất cả đều chỉ là vì tư lợi không có đầu tư trương đại quan nhân sẽ không có thành tích không có thành tích thì sẽ rất khó được đề thăng trương dương hiểu rõ đạo lý đó trong lòng không khỏi buồn bã an lão gia hương đối với ngài thật sự rất có thành ý a à thành ý không đại biểu được cho sinh ý, việc làm ăn buôn bán phải lo lắng đầu vào với sản xuất, phải lo lắng tới vấn đề lợi tích, ta không thể vì tình cảm cá nhân mà mạo hiểm cả tập đoàn, đem sinh ý toàn bộ gia tộc thành trò đùa được. Trương Dương trầm tư một hồi, An Lão nói đích xác là cũng có lý, người ta tuy rằng là có tiền, tuy rằng là sinh ra tại Xuân Dương huyện này, thế nhưng đó cũng chưa thể là lý do đủ để Lão xuất tiền ra đầu tư về huyện. Trương Dương thờ dài, Thấp giọng nói, quyết định của an lão tiên sinh ta cũng có thể hiểu được. Thôi thì chuyện mộ địa ta sẽ tân lực giúp đỡ ngày làm sao cho thỏa đáng. Thế nhưng còn chuyện lập đền thờ cho tôn nhị nương kia có lẽ nên hoán lại. An Chí Viễn nguyên tưởng rằng Trương Dương nghe xong lão cửu tuyệt đầu tư thì cũng sẽ tìm cách từ chối yêu cầu của lão. Nghĩ khôn ra Trương Dương cư nhiên lại nói như vậy, thật khiến lão có chút bất ngờ. Trương Dương lúc này mới đem chuyện lưu chuyện khôi kịch liệt phản đối kể lại từ đầu chí cuối cho An Chí Viễn nghe. An Chí Viễn nghe xong lập tức minh bạch, nguyên lại là Tôn Nhị Nương chính là kẻ thù giết cha của Lưu Truyện Khôi. Đặt mình vào địa vị của người khác mà ngẫm lại, Lưu Truyện Khôi kia đích xác là nuốt không trôi cục tức này. An Chí Viễn liền thấp giọng nói, Trương Dương, người có thể an bài cho ta gặp mặt Lưu Lão Bí Thư Chi Bộ kia được chứ? Yêu cầu này dù sao cũng tịnh không quá đáng, đối với Trương Dương mà nói cũng chẳng khó khăn gì. Hắn lập tức lái xe đưa An Chí Viễn tới thôn Thanh Hà lưu truyện khôi đối với An Chí Viễn tới thăm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đa phần thời gian đều ngâm ký điếu thuốc mà hút chứ chẳng nói lời nào. Kỳ thực nói hắn là An Chí Viễn có thể cừu hận thì cũng thật không rõ ràng. Nhị nương của An Chí Viễn đem cha lão bắn chết, bên ngoài đều cho rằng đó là vì cha lão hăng hái làm việc nghĩa, nhưng trong lòng lưu truyện khôi cũng rõ ràng, năm đó mẹ lão cũng không phải chỉ một lần oán giận, cha lão cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì, thèm thuông nhan sắc của tôn nhị nương, nguyên vốn là định có ý đồ, nhưng ai ngờ bị ăn ngay một viên đạn. Nhưng vô luận nói thế nào, thì rõ ràng Tôn Nhị Nương vẫn là người hại chết cha lão. Trương Dương sau khi giới thiệu bọn họ xong, để phá tan cái không khí bế tắc, An Chí Viễn mỉm cười nói, Lưu Bí Thư Tri Bộ, ta lần này đặc biệt xin lỗi chuyện đứa cháu gái của ta, nó tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện, dễ xung động cho nên mới đắc tội với người thôn ta. Ta xin phép được bồi thường tiền thuốc men gọi là để tạ lỗi. Lưu chuyện khôi nhả ra một cột khói, hai mắt lim dim nhìn, an trí viễn lại nói: từ trước tới giờ ta luôn có một nguyện vọng, muốn đem cha ta cùng nhị nương ta hợp táng cùng một chỗ. Thế nhưng nhiều năm qua vì không tìm được phần mộ của cha, cho nên mới đình trệ đến bây giờ. Ta biết ta đã ly khai ra hương lâu năm như vậy, tới giờ lại trở về gây nhiều phiền phức cho thôn ta như thế là không phải. Nhưng thân là phận làm con, ta cũng đàng vì phụ mẫu mà làm trong chữ hiếu. Hắn vừa nói vừa xúc động. Lưu chuyện khôi hút xong một hơi thuốc rồi nói, cha ngươi là một tướng cướp, ta không thể để cho mộ phần của hắn phá hỏng cả phong thủy của thôn được. Trương Dương ngồi nghe chuyện mà trong lòng thầm phục, lão lưu bí thư chi bộ này thực sự là ngay thẳng A. Thằng nhãi này thực sự là thống khoái, mục đích của hắn chính là mang an lão về đây để l chuyện khôi trực tiếp từ chối lão. Dù sao an trí viễn cũng đã quyết định không đầu tư về Xuân Dương Huyệt, cho nên cũng không cần hao phí sức lực vì chuyện này nữa tốt nhất cứ để lưu lão bí thư từ chối là xong. An Chí Viễn gật đầu nói, không sai, đúng là đã từng là tướng cướp, thế nhưng lão nhân ra dù sao cũng đã qua đời rất lâu rồi. Những sai lầm đã sớm trở thành quá khú, nếu như lưu bí thư tri bộ đồng ý đáp ứng. Ta sẽ vì thôn Thanh Hà mà tu sửa đường xá, nâng cấp cải thiện cuộc sống sinh hoạt của thôn. Người thấy thế nào? Ta đây không cần tiền. Lưu chuyện khôi lạnh lùng nói, hắn ghét nhất là những kẻ có tiền tự cho mình là nhất, có tiền là có tất cả sao? Ta đây là người sơn giã, nhưng cũng không phải là kẻ dễ khuất phục a. À. An Chí Viễn nhìn Trương Dương với ánh mắt xin sự giúp đỡ, Trương Dương kỳ thực cũng có chút đồng tình với lão nhân này. Dù sao lão cũng lặn lọi từ xa xứ về đây muốn mang thầy u táng cùng một chỗ, chỉ mong làm trong chữ hiếu. Thật không ngờ nguyện vọng này cũng khó mà thực hiện được. Trương Dương hướng lưu chuyện khôi nói, lưu bí thư chi bộ, an lão đã quyết định không lập đền thờ, người xem chuyện mộ địa. Lưu chuyện khôi dứt khoát, ta đây không thể đem tương lai của cả thôn ra đặt cược được. An đại hồ tử là thổ phỉ, nếu như mai kia phong thủy thôn này bị hủy, linh khí chẳng còn, con cháu đời sau biết làm sao đây. Nếu không các ngươi đem thôn chuyển đi chỗ khác thì ta đồng ý cho các ngươi. An Chí Viễn vẻ mặt buồn rầu bước ra khỏi ủy ban thôn. Nhìn bóng lưng An Chí Viễn, Trương Dương cảm thấy có chút không đành lòng, đuổi theo nói, An Lão, ta đưa ngươi trở lại. An Chí Viễn lắc lắc đầu, hắn nói, khỏi, ta muốn yên tĩnh một mình, rồi chậm rãi hướng Thanh Vân Phong đi tới. Trương Dương nhìn lão nhân tội nghiệp lùi thủi lên núi, trong lòng lo lắng nhớ có chuyện gì, nhưng lại sợ lỗ mãng theo sau thì lại khiến lão tức giận. Đành đợi một lúc rồi mới đuổi theo lên núi, hắn đoán chắc hẳn là lão đi tới mộ phần An Đại Hồ từ trên Thanh Vân Trúc Hải. Dù sao hắn cũng đang là một phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện, mà cái sở này thành lập chủ yếu là để nhắm và an trí viễn. Hắn đầu tư là một chuyện, nhưng nhớ bây giờ mà lão xảy ra cái sự gì, món này chỉ sợ chắc chắn tính lên đầu hắn, lúc đấy thôi thì dù sao niên kỷ cũng lớn như vậy, chiếu cố cho lão cũng là điều nên làm. Lấy tốc độ của Trương Dương đi với Thanh Vân Trúc Hải chắc cũng mất khoảng một giờ đồng hồ, nhưng khiến cho Trương Dương kỳ quái là dọc đường đòi theo vẫn chưa thấy bóng lão đâu. Một lão nhân 70 tuổi đi đường núi với cái tốc độ đó thật là ghế gớm ao, xem ra hậu đại của an đại hồ tử đều hết sức biu hắn a chương năm chức vị và chức phận lúc tới nhà của trần sùng sơn trương dương thấy hắn đang ngồi ở cửa làm mấy thứ đồ bằng trúc liền tới chỗ hắn chào hỏi trần sùng sơn thấy tiểu trương tới cũng tươi cười nói tới tìm an trí viễn phải không trương dương gật gật đầu bác trần có tới đây sao trần sùng sơn cũng gật đầu đáp lại vừa mới đi rồi ta cũng định tới chào hỏi hắn một chút nhưng thấy hắn lại như có tâm sự nên cũng không quấy rầy hắn. Trương Dương cũng thấy kỳ quái, quả thực chẳng thể hiểu nổi nữa. Một ông lão hơn 70 tuổi rồi mà cước bộ lại có thể nhanh đến vậy được sao? Trần Sùng Sơn chỉ cái cối phía đối diện, ý bảo Trương Dương ngồi xuống nói chuyện. Trương Dương cũng lắc đầu từ chối, ta thấy hơi lo lắng cho hắn, muốn tới rừng trúc xem xét một chút. Trần Sùng Sơn buông đám cây trúc trong tay xuống, đứng dậy nói cũng được nhưng mà nên để ta đi cùng thì hơn, đường đi lối lại trong rừng trúc vô cùng phức tạp, người lạ như người cũng khó lòng mà tìm được đường đi lắm. Trương Dương lặng lẽ theo sau Trần Sùng Sơn tới rừng trúc, lúc tới gần phần mộ của An Đại Hồ Tử liền nghe thấy tiếc khóc nước nở đằng xa. Cả Trần Sùng Sơn lẫn Trương Dương đều sửng sốt nhìn nhau, hai người nhìn xuyên qua những khe hở giữa thân cây trúc, thấy An Chí Viễn đang quỳ trước mộ cha hắn, hai tay chậm rãi vuốt ve tấm bia mộ, khuôn mặt đầy đẫm lệ ngập tràn tang thương. Chuyện Điền Văn, nhìn dáng vẻ đáng thương của An lão, nội tâm Trương Dương cũng thấy chua xót thay. Một lão đã già gần đất xa trời, sau hơn 40 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, đến bây giờ về lại quê hương, cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là có thể đem cha mẹ chôn chung một chỗ. Thế nhưng ngay đến cả điều này hắn cũng không làm được, thì không đáng buồn, đáng khóc sao được. Trần Sùng Sơn cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu ý định của đối phương, bây giờ tốt nhất là nên để hắn một mình. Không nên quấy nhiễu hắn làm gì. Hai người đang định lặng lẽ rời đi, lại nghe tiếng An lão thấp giọng gọi lại, "Ra đây đi." Trong lòng Trương Dương cũng thầm khen, thính lực của An Chí Viễn cũng thực cao, hai người bọn họ còn cách hắn một khoảng khá xa, hơn nữa cũng không có gây ra tiếng động gì lớn, vậy mà vẫn bị hắn phát giác được. Lại nghĩ tới công phu của An nữ thần cũng không tệ, từ đó cũng có thể suy đoán ra, ông nội của nàng, An Chí Viễn nhất định phải là một cao thủ trần sùng sơn cùng trương dương có chút xấu hổ đi ra ăn chí viễn vội vàng lau khô mấy vệt nước mắt trên mặt đi lúc xoay người lại nhìn thì trong mắt lại toát lên vẻ ngạc nhiên không ngờ được khi nhìn thấy trương dương cũng ở đây kỳ thực hắn cũng có nghe thấy có tiếng bước chân vốn tưởng là chỉ có một mình trần sùng sơn nhưng hắn lại không có phát hiện ra trương dương hắn liền minh bạch tại sao cháu gái mình khi gặp trương dương liền nếm mùi thất bại nguyên lai like người ta cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ Tiểu tử này tới tận đằng sau lưng mà mình vẫn không hề phát hiện ra. Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm hiệp thư các. Vẻ mặt Trương Dương đầy áy náy nói, là ta lo lắng ngươi lên núi một mình, chẳng may có việc gì thì không hay, cho nên mới theo tới đây. An Lão cười nói, đa tạ ngươi đã quan tâm, rồi hắn lại cười cười quay sang bắt chuyện với Trần Sùng Sơn. Ánh mắt Trương Dương dừng lại trên bia mộ của An Đại Hồ tử hắn thấp giọng nói, kỳ thực để lão nhân gia an nghỉ ở trốn dân giã thanh tú như vậy cũng khá tốt, như thế linh hồn ngài cũng được an bình, không bị người đời dòm ngó. An lão thở dài một hơi, ta cũng biết, nếu như cha ta trên trời có linh, chắc chắn người cũng rất muốn được chôn chung một chỗ với nhị nương, âm điệu của hắn cũng trở nên chua sót, có lẽ đây là điều hắn nuôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Trương Dương bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hít thở dồn dập ở sâu trong rừng trúc bên phải, nếu như không phải thính lực hắn cường đại hơn người, thì chắc chắn là cũng không thể nghe ra được. Trương Dương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía phát ra tiếng hít thở đó, người nào ý thức được hành tung của mình bị Trương Dương phát hiện, liền cuống quyết quay đầu bỏ chạy. Trương Dương thấy kẻ lạ mặt kia đột nhiên bỏ chạy, cũng nhanh chóng đuổi theo. An Lão cùng Trần Sùng Sơn đang nói chuyện, bỗng nhiên nhoáng một cái thì thấy bóng dáng của Trương Dương đã gần chìm vào trong khu rừng trúc bạt ngàn rồi. Hai người cũng thầm than, thân thủ thằng nhãi này thực cũng quá nhanh thấy cũng đã khuất tầm mắt của an lão cùng trần sùng sơn trương dương liền thi triển kinh công thực sự của mình ở trong rừng trúc dày đặc mà hắn vẫn chạy như bay rất nhanh trương dương liền thấy được bóng dáng của đối phương đằng trước người nọ cũng không ngờ nhanh như vậy đã bị trương dương đuổi kịp hắn liền không chạy theo đường thẳng nữa mà lúc thì chạy rích sắc lúc thì lại bất ngờ quạt sang một hướng khác hắn là muốn lợi dụng địa hình rừng núi hỏng che mắt để cắt đuôi trương dương nhưng mà hắn nào biết, Trương Đại Quan Nhân Kinh Công lại chắc tuyệt kim cổ đến độ không thèm chạy trên đất bằng mà là bay nhảy trên ngọn trúc. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ trong chu vi 200 thước đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Trương Dương. Bóng dáng người mặc áo xám đang vội vàng chạy trốn phía trước kia Trương Dương lại trông có vẻ quen quen. Cẩn thận suy xét lại những người hắn quen biết liền nhận ra đó là lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa trên Thanh Vân Phong, lần trước cũng đã từng gặp qua. Lúc biết được thân phận đối phương rồi, Trương Dương liền tăng tốc cước bộ, thân hình vọt nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã bay tới đám trúc đằng trước mặt Lý Tín Nghĩa. Một lúc lâu mà Lý Tín Nghĩa cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi đằng sau, quay đầu nhìn lại cũng không thấy bóng dáng Trương Dương đâu cả, cước bộ hắn cũng dần chậm lại, lấy ống tay áo lau đi đám mồ hôi trên trán, thấp giọng mắng tiểu tử thối. Thiếu chút nữa làm ta đứt hơi mà chết rồi, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng trúc kêu lào xạo trên đầu, hắn lại vội vàng định quay đầu chạy tiếp nhưng cũng đã muộn, Trương Dương từ đám trúc trên đầu phi thân xuống phía dưới chắn đường chạy của hắn. Trương Dương đứng ngạo nghễ trước mặt hắn, cười tủm tỉm. Lý Tín Nghĩa tức giận mắng, người đuổi theo ta làm cái gì? Trương Dương cười cười đáp trả, vậy tại sao Lý Đạo trưởng phải chạy? Ban ngày ban mặt thấy người là bỏ chạy, phải chăng trong lòng có quỷ? Trương Dương cũng nhận ra là hắn có mục đích nhất định, mới lặng lẽ chạy tới chỗ bọn họ như vậy. Lý Tín Nghĩa chừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái nói, trong lòng ngươi mới có quỷ thì có. Hắn vừa nói vừa chậm rãi tiến lên, Trương Dương cũng cười tủm tìm tiến lại chỗ hắn, đạo trưởng à. Sao ta thấy người lại có hứng thú với phần mộ của An Đại Hồ Tử đến vậy nhỉ? Lý Tín Nghĩa cũng chẳng thèm để ý đến Trương Dương, hờ hững hỏi, tiểu tử, An Chí Viễn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Từ lần đầu thấy Lý Tín Nghĩa giả thần giả quỷ dọa bọn trộm mộ, Trương Dương cũng thấy lão đạo sĩ này có vẻ gì đó bất thường mà hắn biết mặt mình với Trần Sùng Sơn, vậy mà lần này cũng không có ra mặt, chỉ dám lén lút đứng quan sát từ đằng xa, chứng tỏ 89 phần là hắn muốn tránh né An Chí Viễn, bằng không việc gì hắn vừa thấy mình bị phát hiện cái là cuống cuồng bỏ chạy như vậy. Trương Dương cố ý thở dài một hơi nói là hắn muốn di rời phần mộ của cha hắn An Đại Hồ Tử. Di rời, Lý Tín Nghĩa cũng vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Trương Dương vẫn rất chú ý tới biểu hiện của Lý Tín Nghĩa, vừa dứt lời xong liền thấy biểu hiện của hắn thay đổi như vậy, trương dương cũng đoán ra hắn với an chí viễn chắc chắn có mối quan hệ bất thường nào đó mà người khác không biết. lý tín nghĩa nói hắn định gì rời mộ an đại hồ tử đi đâu, hiện giờ hắn cũng biết là không thể che giấu được trương dương nữa, đành phải hỏi thẳng. trương dương cũng không giấu giếm hắn chút nào, kể lại tất tần tật sự tình an chí viễn muốn đem xương cốt của an đại hồ tử về hợp táng với tôn đại nương ở thôn thanh hà. Lý Tín Nghĩa nghe xong cũng thấy không yên lòng, cứ trả sát hai tay lẩm bẩm nói, đồ đồ. Quá hồ đồ rồi. Trương Dương cũng thấy trong đó có điều bất thường, thấp giọng hỏi, Lý Đạo Trưởng, không nhẽ người biết ẩn tình gì trong đó à? Lý Tín Nghĩa do dự một chút rồi vẫn nói với Trương Dương một câu, người đi theo ta. Trương Dương mang theo nỗi lòng đầy nghi vấn đi theo Lý Tín Nghĩa về phía trước. Hai người đi cũng tầm khoảng hơn 10 phút, tới sườn một ngọn núi nhỏ, đi vào khu vực toàn cây tùng liền thấy một ngôi mộ được xây bằng đá tảng. Lúc này Lý Tín Nghĩa mới chỉ tay vào ngôi mộ kia nói, đây mới là mộ của Tôn Nhị Nương. Lý Tín Nghĩa cũng nhận ra sự không tin tưởng trong mắt Trương Dương, hắn ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, người yên tâm, ta sẽ không lừa người đâu. Trương Dương liền nói, ngôi mộ này cũng không có bia, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi được. Lý Tín Nghĩa cũng gấp gáp đến độ mồ hôi sau lưng chảy ra như mưa, ta là một người xuất gia, sao lại lừa ngươi được chứ? Hai con mắt trương dương đảo một vòng, nở nụ cười xảo quyệt nói, trừ phi ngươi chính là em trai của An Chí Viễn, là con trai của An Đại Hồ Tử cùng Tôn Nhị Nương. Khuôn mặt già nua của Lý Tín Nghĩa cũng đỏ bừng lên, ậm ừ nửa ngày trời mới chậm chậm gật đầu. Cũng chẳng cần hắn phải gật đầu thừa nhận, từ đủ những loại biểu hiện của hắn từ nãy tới giờ, Trương Dương cũng lờ mở đoán ra được thân phận của gã đạo sĩ thối này. Thấy hắn thật sự gật đầu nhận đúng, Trương Dương cũng thấy có chút cảm thán, quả thực nhiều chuyện trên đời này lại trùng hợp đến vậy. Không ngờ được là em trai của An Chí Viễn vẫn còn sống, hơn nữa hắn lại còn ở trên núi thanh thai này chăm nom bảo vệ phần mộ của cha mẹ hắn. Lý Tín Nghĩa nói, kỳ thực mấy người kia đều là bị ta cùng mẹ ta giết chết. Nhưng lại sợ người ta phát giác nên chúng ta đành phải cho nổ lựu đạn để phi tang chứng, rồi thừa dịp tình trạng hỗn loạn, hai mẹ con ta chạy trốn tới đỉnh Thanh Vân Phong này. Chỉ là không lâu sau mẹ ta lại bị bệnh nặng mà qua đời, ta liền đem người an táng tại chỗ này, phần mộ của cha ta cũng là được mẹ ta nói cho ta biết. Sau khi mẹ ta mất, ta cũng ra bên ngoài lăn lộn mười mấy năm, sau đó ta nhận thấy cõi tục này không còn điều gì đáng để ta lưu luyến nữa, hơn nữa ta với đạo gia cũng có duyên phận, nên mới quay trở về đây tầm sư học đạo. Trương Dương nói, nếu như An lão là anh trai của ngươi, vì sao ngươi lại không chịu ra gặp mặt hắn lý tín nghĩa lắc lắc đầu nói đã là một người xuất gia thì làm gì còn anh chị em nữa giờ đây hắn giàu có danh tiếng lại cao mặc dù ở nơi xa xôi cách trở nhưng vẫn một lòng nghĩ về cha mẹ như vậy cũng coi như đã tròn chữ hiếu rồi ngươi giúp ta nói lại chuyện này cho hắn biết bảo hắn bỏ cái ý định đó đi năm đó khi mẹ ta mất ta cũng có ý định muốn đem hai người bọn họ chôn chung một chỗ thế nhưng mẹ ta lại không đồng ý Người kêu ta cứ an táng người ở trên ngọn đồi nhỏ này, như vậy hằng ngày người có thể từ đây trông thấy hắn. Mẹ ta còn nói, bọn họ hai người không thể ở cùng chỗ với nhau được, nếu không mỗi ngày đều phải cãi nhau, tách ra như vậy, ngược lại còn tốt hơn, nói tới đây giọng của Lý Tín Nghĩa cũng nghẹn lại. Chẳng hiểu sao câu nói cuối cùng của Lý Tín Nghĩa đến tai, bỗng nhiên Trương Dương lại hiểu ra nhiều điều. Phải chăng càng xa cách thì lại càng nhớ, phải chăng càng xa cách lại càng yêu, phải chăng càng xa cách lại càng hận? Hải Lan, một cái tên mà hắn muốn quên, thế nhưng thủy trung hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn ngước mặt lên nhìn về phương xa, tựa như hy vọng ở trên bầu trời xanh thẳm kia hắn có thể tìm thấy được bóng dáng thiết tha đã in đậm trong tâm trí hắn. Lúc này trong lòng hắn lại dâng trào một nỗi chua xót khó tả. Lý Tín Nghĩa chậm rãi lấy ra từ bên hông một bức thư đưa qua cho Trương Dương nói: đây là phong thư mà mẹ ta để lại. Trước lúc lâm chung người có nói, nếu một ngày nào đó hắn trở về kêu ta phải đưa tận tay bức thư này cho hắn. Trương Dương trịnh trọng tiếp nhận bức thư, lúc trao xong bức thư cho Trương Dương, Lý Tín Nghĩa như chút được gánh nặng bao lâu nay, hắn nhẹ nhõm thở dài một hơi nói, nói ra thực sự thấy thư thái hơn rất nhiều. Ta hy vọng người có thể giữ bí mật giúp ta chuyện này, dù gì ta cũng là người xuất gia, không thích dính dáng tới luân hồi trần tục nữa. Trương Dương biết Lý Tín Nghĩa nhất quyết không chịu gặp mặt An Chí Viễn, hắn cũng đành gật đầu đồng ý. Lý Tín Nghĩa cười nói, kỳ thực những năm 88, lúc hắn tới huyện Xuân Dương, ta cũng đã lặng lẽ quan sát hắn một hồi, vốn định đem chuyện này nói cho hắn, chỉ tiếc không có cơ hội nói chuyện riêng được. Dù sao chuyện này cũng đành phải nhờ ngươi rồi. Đạo trưởng yên tâm. Lý Tín Nghĩa lúc này mới quan sát kỹ lại Trương Dương một lượt, giọng đầy thâm ý nói, quả thực ta không nhìn lầm, ngươi cũng chẳng phải giống mấy gã phàm nhân kia. Một câu nói làm Trương đại quan nhân như được thăng chức lên bậc tiên nhân vậy. Lý Tín Nghĩa vung tay áo lên một cái, thân ảnh cũng đã chạy ra xa tít, gần khất tầm mắt, Trương Dương gọi với lại, ta có thể giúp gì được cho đạo trưởng nữa không? Lý Tín Nghĩa vừa chạy vừa giơ tay lên vẫy vẫy nói, nếu ngươi có chút thành tâm, thì xin xã chút tiền sửa sang lại từ hà quan một chút là được. Trương Đại Quan Nhân cũng biết, xin được tí tiền nào từ cái xã này cũng đều khó khăn vô cùng, cứ xem bận trước hắn phải tốn bao nhiêu nước bọt mới xin được chút phí công tác cho ban kế hoạch hóa gia đình nhưng mà có An Chí Viễn thì chắc là cũng không có vấn đề gì nhiều, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em, lọt sàng lại xuống lia thôi. Lúc An Chí Viễn tiếp nhận bức di thư của mẹ, tay hắn cũng không kiềm chế được mà run run, chậm chậm mở ra. Lúc đọc xong lá thư, hắn cũng không cầm được nước mắt, cẩn thận cất bức thư trở lại, lau nước mắt rồi quay sang nói với Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm, người có thể dẫn ta tới mộ của nhị nương được không? Trương Dương gật gật đầu, dẫn An Chí Viễn tới sườn đồi nọ. Lúc thấy được mộ của nhị nương, An Chí Viễn khóc giống lên, cung kính quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn đứng xa xa nhìn, trên mặt hai người đều có vẻ vui mừng thay cho An Chí Viễn. Cho dù chuyện xây mộ không được, nhưng hắn lại có công giúp An Chí Viễn tìm lại được phần mộ của cả cha lẫn mẹ, như vậy Trương Dương cũng coi như là công đức vô lượng rồi. Một lúc lâu sau An Chí Viễn mới chậm rãi tới bên người hai người bọn họ, cảm xúc hắn cũng đã thu liếm lại, thoáng trông thì vẫn như bình thường không còn vương vấn gì cái cảnh buồn bã như lúc nãy nữa. Hắn quay sang chỗ Trương Dương nói, lần này ta lại mắc ơn tiểu trương chủ nhiệm nữa rồi. Nhưng không biết phong thư này ngươi từ chỗ nào có được. Trương Dương mỉm cười nói, ta đã đáp ứng người ta giữ kín chuyện này, an lão tiên sinh cũng không nên làm ta khó xử chứ. An Chí Viễn gật gật đầu, nếu như Trương Dương đã không muốn nói, hắn cũng không nhát thiết phải truy hỏi đến cùng. Đã tìm được phần mộ của nhị nương, vậy cũng coi như tâm nguyện của hắn đã được thực hiện, còn về xuất xứ của phong thư từ ai mà Trương Dương có được, hắn cũng không cần phải biết. Trần Sùng Sơn đột nhiên như đoán ra được điều gì đó, ánh mắt hướng về phía tử Hà Quan ở phương xa. An Chí Viễn quyết định đêm đó ở lại trên núi gác đêm canh giữ mộ cha mẹ, coi như là báo đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Trương Dương là sợ hắn tuổi già sức yếu, sương đêm lạnh lẽo hắn lại đổ bệnh thì Trương Dương cũng mệt. Thế nhưng không nghĩ tới an lão trời sinh tính tình quật cường đến vậy, khuyên bảo hắn thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu về, Trương Dương cũng hết cách, chẳng còn biết làm thế nào nữa. Trần Sùng Sơn liền nói, người về trước đi, còn có ta ở đây trông chừng hắn, chắc sẽ không có việc gì đâu. Lúc này Trương Dương mới yên tâm xuống núi. Tuy rằng sự việc không như những dự định ban đầu, nhưng nói đi nói lại thì cũng là viên mãn, chắc chắn An Lão sẽ vừa lòng với kết quả như vậy nhưng trương đại quan nhân lại không thấy vui mừng chút nào bởi nhẽ lần trước an lão đã quả quyết rằng sẽ không đầu tư vào giang thành hắn đã không làm một người con vì quê hương mà đóng góp chút sức lực mà hắn lại đứng trên lập trường của một con buôn không mù quáng đầu tư vào nơi không sinh lời như giang thành nếu như người ta đã không bỏ tiền đầu tư thì hiển nhiên trương dương là phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện cũng chẳng được chút chiến công gì vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này làm bàn đạp để hắn có thể tiến một bước dài trên con đường làm quan, nhưng không ngờ lại thất bại từ trong trứng nước như vậy. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân lại thêm một nỗi buồn không tên nữa bởi lúc nãy trên núi nghe được những lời tâm sự kia của Lý Tín Nghĩa. Khoảng cách có thể sinh ra nỗi nhớ nhung, sinh ra tình yêu, nhưng mà nếu như khoảng cách quá xa thì chỉ có nỗi thất vọng chán trường mà thôi. Nằm trên giường ở khu nhà tập thể, Trương Dương lại miên man suy nghĩ, lúc thì nhớ tới Hải Lan, Lúc lại nhớ về Tả Hiểu Tình, lại có chút nhớ nhung sở yên nhiên. Phải chăng bản mệnh mình là sao thiên sát hay sao? Nếu không tại sao cứ tiếp cận với nữ nhân nào là lập tức người đó lại phải rời xa mình? Lúc Trương Dương đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thiếp đi thì bỗng nhiên tiếng đập cửa lại dồn dập vang lên. Trương Dương giật mình ngồi xổm dậy, nhìn đồng hồ một chút thì cũng đã là hơn 11 giờ tối, khuya khắt như vậy rồi còn ai tới tìm nữa? trương dương thò chân xuống giường sỏ dép lê chậm rãi đi mở cửa thấy an ngữ thần toàn thân mặc đồ đen đang đứng ở trước cửa trên mặt nàng ta vẫn là cái khẩu trang to đùng che hết nửa khuôn mặt như mọi khi nhưng là buổi tối nên không có đeo kính dâm chẳng biết là mình có nhìn lầm không nhưng trương dương lại thấy trong mắt nàng ta ẩn ẩn có lam quang hơi thở nàng lại có chút quỷ dị khó tả cộng với bộ dạng toàn đồ đen từ đầu tới chân này của nàng ta trương dương lại cảm giác nàng như một tiểu yêu tinh vậy ông nội ta đâu, giọng điệu của An Ngữ Thần vẫn lạnh lùng như lần đầu mới gặp. Trương Dương cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt nào với cô nàng An Ngữ Thần này cả, tính tình thì nóng nảy, chẳng có chút dịu nàng tùy mị của con gái. Hơn hết, Trương Dương thấy không thích nữ nhân này, bởi lẽ nàng ta lúc nào cũng nhìn mình bằng cái ánh mắt lạnh lùng đầy cao ngạo, chính là cái cách nhìn của những kẻ bề trên vậy, mà Trương Đại Quan Nhân lại ghét nhất bị người khác khinh thường như vậy. Trương Dương thản nhiên cười cười nói, ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết. Nói xong hắn cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, đóng cửa cái rầm. Một tiếng, nhưng mới bước được hai bước, bỗng nhiên ầm, một tiếng nổ mạnh, hai cánh của nhà của Trương Dương đã bị An Ngữ Thần một cước đá bay. Quả nhiên võ công của An Ngữ Thần không tầm thường chút nào, hai cánh cửa chính to dày như vậy mà chỉ một cước của nàng ta cũng bị gãy làm bốn. Vẻ mặt An Ngữ Thần tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương lạnh lùng nhìn nàng, nhà đầu kia cũng quá kiêu ngạo rồi, chẳng thèm coi ai ra gì cả, ngươi có bị điên không vậy. An ngữ thần chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân tung một cước ngay mặt Trương Dương. Trương Dương nhanh nhẹn giơ tay chặn đứng đòn tấn công của nàng ta, cả giận mắng, ngươi đừng có ép ta, nếu như để ta nổi giận thì ta cũng mặc kệ ngươi là con gái cũng phải cho ngươi biết lễ độ. An ngữ thần cười lạnh nói, ngươi cứ thử xem, từ lần chịu thiệt thòi ở trên thôn Thanh Hà, nàng cũng đã ôm một bụng tức giận, chỉ muốn sớm tìm cơ hội trả lại mối nhục này cho thằng nhãi trương dương kia. Nàng chẳng cần nói nhiều, mà dùng hành động thực tế để nói chuyện. An ngữ thần nhảy lên, chân trái tung ra một cước quét ngang mặt trương dương. Trương dương hụp người xuống né tránh, sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài sân. An ngữ thần cũng đuổi theo sát nút hắn ra ngoài sân. Nàng lại tung người lên cao, chân phải thuận thế quét từ dưới lên. Trương Dương nhẹ nhàng lui về phía sau một chút tránh trong gang tấc nhưng an ngữ thần cũng không vừa chân phải vẫn còn ở trên cao lại nhắm đầu trương dương mạnh mẽ bổ xuống trương dương nhíu nhíu mày nhanh chóng giơ tay phải lên cao tóm ngay mắt cá chân của nàng ta cảm nhận thấy lực lượng cường đại từ chân nàng ta truyền tới tay trương dương biết nàng ta lần này hạ thủ không chút lưu tình nào phải chăng muốn lấy mạng mình mới chịu thôi thân hình an ngữ thần uốn cong lại lộn vòng một cái chân trái nàng lại tiếp tục quét từ dưới đất lên nhắm ngay cầm trương dương đá tới sau khi trương dương giơ tay trái ra chặn được cú đá bồi này của an ngữ thần hắn liền lui về phía sau hai bước cảnh cáo nàng nói ngươi cũng đừng quá đáng sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn an ngữ thần cũng chẳng thèm để tâm tới lời cảnh cáo của trương dương lại tiếp tục tung một gước nữa nhắm ngay đùi phải của trương dương nhưng mà lần này trương dương cũng chẳng thèm né tránh hay chống đỡ mặc kệ nàng ta đá tới lúc an ngữ thần đá trúng đùi phải của thằng nhãi trương dương kia lại cảm giác như đá trúng thiết bản vậy nàng đau tới phải hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu chân lại lui về phía sau. Nhưng Trương Dương nào có để nàng ta được thoải mái nghỉ ngơi như vậy, thân hình hoáng một cái đã áp sát tới gần An Ngữ Thần. An Ngữ Thần thấy Trương Dương áp sát, cuống quyết tung một quyền vào mặt Trương Dương, nhưng lại bị Trương Dương tóm gọn. Trương Dương dùng sức kéo nhẹ tay An nữ Thần một cái, An Ngữ Thần bị mất đà nên lúi húi bước lên mấy bước, chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Trương Dương tặng một cước vào ngay vào mông. Trương Dương cũng không thèm nương tay nữa, cước lực cũng khá mạnh, làm nàng ta ngã rúi rụi trên đất. Không đợi an ngữ thần bò dậy, Trương Dương đã vọt tới, chân phải hắn dừng ngay trên ngực nàng khoảng một tấc hơn. Trương Dương lắc đầu cười nói, chỉ bằng mấy ngón võ mèo cào này của ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Còn ở đó mà làm loạn nữa, ta cũng chẳng ngại mà vùi hoa dập liễu một trận đâu. An ngữ thần vì bị kích động mà ngực phập phồng nhấp nhô liên tục, đôi mặt đẹp to tròn trừng trừng nhìn Trương Dương, vẻ mặt nàng vừa thẹn lại vừa giận. Hiện giờ nàng mới chấp nhận một sự thực phú phàng, cho dù nàng khổ luyện 10 năm nữa cũng không có nửa điểm thắng được thằng nhãi Trương Dương này. Trương Dương chậm rãi thu chân lại, vừa quay đầu đang đang định về phòng thì chợt nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của An Ngữ Thần. Trương Dương thấy bộ dạng thở hổn hển như sắp không chịu được nữa của nàng ta, cũng thấy có chút nghi ngờ, nhưng theo tiếng hít thở gấp gáp lại nhận ra đó không phải là giả tạo. Một lần nữa hắn lại gần bên người An Ngữ Thần, thấy hai hàng lông mày của nàng cũng cau chặt lại, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi cùng đau đớn. Trương Dương cũng nhận ra nàng ta bị tái phát bệnh hen xuyến. Hai tay ăn nữ thần run run thò tay vào trong túi áo lục tìm bình xịt chữa bệnh hen, nhưng nàng lần mò mãi một lúc lâu cũng không thấy cái bình xịt đâu cả. Nàng sợ hãi, mồ hôi chán cũng lấm tấm nổi lên, đoán chừng tám chín phần là vừa rồi bị rơi mất lúc ẩu đả với Trương Dương. Trương Dương cúi xuống, bế nàng ta lên đưa trở lại phòng mình, đặt lên giường lúc trương dương bỏ chiếc mũ cùng cái khẩu trang to đùng của nàng ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch lộ rõ dưới ngọn đèn đôi môi của nàng cũng đã chuyển thành màu tím ngắt miệng thì mở lớn cứ khò khè mãi không dứt trương dương cũng không phủ nhận tiểu yêu tinh này cũng cực kỳ xinh đẹp nhưng lúc này hắn cũng không còn thời gian mà ngắm nữa nhanh chóng điểm một huyệt của nàng rồi bắt mạch cảm thấy mạch đập yếu ớt vô lực hắn thấp giọng nói khí trong phổi không đủ hơi thở ngắn lại đứt quáng Trương Dương quan sát kỹ lại thấy đầu lưới của nàng hơi đỏ, hắn thấp giọng nói, đắc tội. Ngón tay Trương Dương nhanh chóng điểm xuống mấy huyệt đạo, phế du, cao mãnh du, khí du, túc tam lý, thái yên, thái khê. An ngữ thần cũng giật mình sợ hãi, lúc nãy thằng nhãi này đã ôm mình rồi, giờ hắn lại vừa nắn vừa xoa khắp người mình như vậy, chẳng nhẽ hắn định nhân lúc mình gặp nạn mà dở trò đồi bài. Sau khi điểm huyệt xong, Trương Dương liền vực nàng ngồi dậy, song trưởng mạnh mẽ áp vào lưng nàng ta. An ngữ thần đột nhiên cảm thấy một dòng khí ấm áp cứ thế từ lưng lan tỏa ra, chạy theo những đường kinh mạch tới từng bộ phận trong cơ thể. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra là Trương Dương đang chữa bệnh cho mình, sự sợ hãi trong lòng cũng dần tiêu tán đi. Trương Dương thúc giục luồng chân khí trong người an ngữ thần vận chuyển một vòng, nhưng đột nhiên đôi lông mày của hắn lại cao chặt lại. Bởi nhẽ Trương Đại Quan Nhân từ lúc hành nghề y từ kiếp trước tới giờ, nhưng lại chưa hề thấy qua người nào có mạch tượng kỳ quái đến vậy có rất nhiều đường kinh mạch bị bế tắc hơn người bình thường. Tuy rằng cũng có chút tò mò nhưng Trương Dương cũng chẳng có cái ý nghĩ vì nàng ta mà phải hao tổn công lực đả thông kinh mạch cho nàng. Nói thì nói vậy thôi chứ muốn đả thông kinh mạch một người cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, lại còn phải dựa vào nhiều yếu tố mới làm được. Thấy tình trạng của An Ngữ Thần cũng chuyển biến tốt hơn, hô hấp cũng bình ổn lại, Trương Dương mới chậm rãi thu hồi nội lực. Phần áo phía sau lưng An Ngữ Thần cũng đã thấm ướt mồ hôi, mái tóc dài màu đen tuyền rủ xuống che nửa khuôn mặt trắng như bạch ngọc, môi nàng cũng khôi phục lại được chút huyết sắc, điệu bộ ướt át của nàng lúc này trông mới đúng là của một cô gái trẻ đẹp xinh tươi. An ngữ thần cũng chẳng nói lời nào, chậm rãi bỏ hai chân xuống đất ngồi ở mép giường, thấy được cái bình xịt chữa bệnh hen xuyến của mình ở góc phòng, nàng tiến lại nhặt lên, đút vào túi áo rồi lại lặng lẽ đi ra bên ngoài cửa. Trương Dương lớn tiếng gọi với lại, ông nội ngươi đêm nay ở lại trên đinh thanh vân phong, có bác trần ở đó trông chừng rồi người không cần phải lo lắng gì đâu bước chân của an ngữ thần dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục bước ra ngoài cửa trương dương nhìn lại một chút cái mớ hỗn độn mà trước kia là cánh cửa chính của mình hắn lắc lắc đầu cảm thán xem ra ngày mai phải tìm người sửa lại rồi sáng sớm ngày hôm sau an lão về lại xã hắc sơn tử tới ban kế hoạch hóa gia đình tìm trương dương nhưng không thấy hắn hỏi qua mới được biết Tiểu Trương chủ nhiệm vẫn còn đang ở nhà sửa lại cửa. Lúc tới nhà của Trương Dương ở khu tập thể, An Chí Viễn liền thấy Trương Dương cùng một người khác đang loay hoay lắp lại cánh cửa mới. Thấy An lão tới, Trương Dương liền tươi cười tiến lại đón. An lão thấy cái cánh cửa cũ của Trương Dương bị gãy nát bươm, giọng nói có chút kinh ngạc nói, sao lại thành ra như vậy? Ở cái xã Hắc Sơn tử này còn có người nào lớn gan đến mức phá nát cửa nhà tiểu Trương chủ nhiệm chứ? Trương Dương hắc hắc cười lớn, phá cửa nhà ta không phải là người xã Hắc Sơn tử này, mà là một tiểu nha đầu người Hồng Kông. An lão liền hiểu ra ý tứ Trương Dương là muốn ám chỉ ai, hắn gượng cười nói, ngươi không phải nói tiểu yêu đó chứ. Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu, thật sự làm người khác phải ngạc nhiên đó, mấy người nhà các ngươi ai cũng dũng mãnh quá đi. Trải qua nhiều sự tình như vậy, An lão cùng Trương Dương nghiễm nhiên lại trở thành bạn vong niên. Bởi vậy cho dù Trương Dương có nói móc, hắn cũng chẳng thấy chút tức giận nào, ngược lại còn nở nụ cười tươi tính tình tiểu yêu thực giống cha nàng lúc nào cũng nóng nảy như vậy hắn vỗ vỗ vai trương dương cười nói có rảnh thì đưa ta đi xuân dương một chuyến an lão đã đích thân yêu cầu trương dương cũng chẳng có gì phải cự tuyệt vui vẻ gật đầu đồng ý trương dương quay sang nói với lão từ một tiếng kêu hắn sửa lại cửa giúp rồi nhanh chóng đánh xe đưa an lão tới huyện xuân dương An Chí Viễn ngồi trong xe xuyên qua cửa kính trong suốt của xe nhìn dòng nước uốn lượn kéo dài từ trên đỉnh núi chảy xuống, hắn không khỏi cảm thán nói, nơi này thực đẹp. Có lẽ lúc trăm tuổi, ta sẽ bảo con cháu cho cốt của mình an táng ở chỗ này, để mỗi ngày được hưởng thụ cái không khí tươi mát của núi rừng. Ngươi nói xem, có phải không? Trương Dương cười nói, chuyện này thì ta có thể giúp ngươi được. Ngươi muốn phần mộ của mình rộng bao nhiêu? Một mẫu hay hai mẫu? An Chí Viễn cũng cười cười đáp trả, người cũng thật là. Ta chết cũng không muốn làm địa chủ một vùng đâu, gia tộc ta đời trước đã làm thổ phỉ rồi, đến khi ta chết đi lại thêm cái tiếng địa chủ cường hào nữa, tai tiếng lớn như vậy thì con cháu ta sau này biết sống sao được. Nói xong hai người đều cười phá lên. An Chí Viễn cười nói, tính tình tiểu yêu hơi nóng nảy, chuyện tình tối qua tiểu trương chủ nhiệm chắc cũng không tính toán chứ. Trương Dương lại hỏi lại hắn, nàng ta bị bệnh hen xuyễn à? Nhắc tới vấn đề này, An Chí Viễn không khỏi thở dài buồn bã, con bé đó từ nhỏ đã mắc bệnh hen suyễn rồi. Kể ra con bé cũng tội nghiệp, mẹ mất sớm, gia tộc chúng ta ở bên đó cũng chỉ có mình nó là con gái, nhưng mà ai cũng cưng chiều thương yêu nó nhất nhà. Trương Dương thấp giọng nói, tối hôm qua ta lúc ta bắt mạch cho nàng ta, phát hiện nhiều chỗ kinh mạch trong cơ thể nàng ta bế tắc nghiêm trọng, chuyện này ngươi đã biết chưa? An Chí Viễn gật gật đầu, cháu gái ta trời sinh kinh mạch đã bị bế tắc nói rằng gia tộc ta chỉ toàn con trai, có mỗi mình con bé là con gái thì cũng không hẳn là đúng. Kỳ thực ta cũng có hai người con gái nữa, nhưng tất cả đều chết lúc còn trong tã lót. Năm người con trai của ta cũng sinh được bảy đứa con gái, nhưng đều không có ngoại lệ, người thì chết non, người lại chết hiểu, đứa lớn nhất cũng chỉ sống được đến 20 tuổi. Theo Tây Y thì nói con gái của gia tộc ta trời sinh nhiễm sắc thể bị thiếu hụt một phần. Ta cũng có học qua một chút trung y, lại cùng với mấy nhà học giả trung y có tiếng tăm nghiên cứu tìm hiểu. Bọn ta phát hiện thấy tất cả các nàng có một đặc điểm giống nhau, đó là kinh mạch toàn thân nhiều chỗ bị bế tắc, nhưng đó cũng là mạch tượng của nhân tài về võ học. Tiểu yêu cũng giống bọn họ, mạch tượng quái dị, nhưng mà không ngờ nàng ta lại có thể sống được tới tận bây giờ. Chỉ là theo như dự đoán thì nàng cũng chỉ sống được 5 năm nữa. An Chí Viễn nhắc lại chuyện này, trong lòng hắn cũng dâng trào một nỗi bi thương cùng bất lực. Trương Dương cũng không ngờ tới vận mệnh của An Ngữ Thần lại bất hạnh đến vậy, những ác cảm trong lòng hắn từ trước tới giờ về nàng ta cũng giảm đi ít nhiều, vậy nàng ta có biết không? Đương nhiên biết, đứa nhỏ này tư chất rất thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được. Tuy rằng nàng ta biết sinh mệnh mình ngắn ngủi hơn so với người khác, nhưng tính tình của nàng ta lại càng cứng rắn hơn, ta chưa bao giờ thấy nàng ta buồn tuổi hay suy sụp cả. An Chí Viễn buồn bã thở dài nói tiếp, ta thân là ông nội cũng không có cách nào giúp nàng ta được. Ta cũng biết, số mạng mỗi người đều được ông trời định sẵn từ trước. Chỉ mong tiểu yêu được sống những ngày vui vẻ đến hết quãng đời còn lại, là ta cũng thấy vui lòng rồi. Trương Dương cũng trầm mặc không nói gì, quả thực mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà đều có niềm vui nỗi buồn riêng. Cho dù An Chí Viễn có nhiều tiền đến đâu, trước cao vọng trọng đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giúp đứa cháu gái mình khỏi bệnh được. Trước kia, lúc còn làm thần y của Đại Tùy Triều, Trương Dương cũng từng thấy qua mạch tượng như vậy trong sách cổ. Hắn cũng đọc thấy trong đó ghi vài phương pháp trị liệu, nhưng không có ghi phương pháp trị liệu nào có hiệu quả. Trương Đại Quan Nhân cũng thấy có chút động tâm, nếu như mình có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho An Ngữ Thần, vậy An Chí Viễn hắn cũng chẳng còn cớ gì có thể thoái thác việc đầu tư vào huyện Xuân Dương nữa. Vậy thì ước vọng lập công để được thăng quan tiến chức của mình cũng sắp thành hiện thực còn gì. Nơi gửi lời cảm tạ đến nhóm hiệp thư các. An lão cười nói, chuyện tình lần này lại phải cảm ơn tiểu trương chủ nhiệm rồi. Trương Dương mỉm cười nói, sao người lại khách khí như vậy? Chúng ta đều là người một nhà mà. An lão ý vị thâm trường liếc nhìn Trương Dương nói, ta không đầu tư vào quê hương, các người vẫn coi ta là người một nhà sao? Trương Dương ha hả cười lớn, có lẽ người nói cũng đúng. Suy cho cùng thì đầu tư cùng thân tình cũng không có quan hệ gì tới nhau. Tuy rằng người sinh ra ở Xuân Dương, nhưng người cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải đầu tư vào xuân dương làm thương nhân điều đầu tiên là phải nghĩ tới lợi nhuận ta cũng hiểu quyết định của người là hoàn toàn đúng đắn tuy rằng ngoài miệng thì hào sảng lớn tiếng như vậy nhưng trong lòng trương đại quan nhân vẫn tràn ngập tiếc nuối không có đầu tư thì không có chiến tích vậy thì cái chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển của hắn cũng coi như là vứt đi rồi còn gì trương dương thở dài buồn bực vất vả nửa ngày trời cũng chỉ là giỏ chúc múc nước cuối cùng cũng chỉ động lại chút ân tình của người ta không hơn không kém. An Chí Viễn nhìn Trương Dương cười tủm tỉm, rồi thấp giọng nói, trải qua quá trình khảo sát tìm hiểu, ta thấy Xuân Dương quả thực không thích hợp để đầu tư công nghiệp. Nhưng phong cảnh sông nước núi thanh thai đẹp như vậy, tài nguyên du lịch dồi dào phong phú, người nói xem, không khai phá làm khu trọng điểm du lịch, có phải là lãng phí lắm không? Đây là lễ vật mà ông trời tặng cho xã Hắc Sơn tử chúng ta, ta định hợp tác với huyện Xuân Dương, đầu tư khai thác hạng mục du lịch ở núi Thanh Thai này. Trương Dương giật mình đạp phanh lại, ánh mắt hắn tràn ngập sự không thể tin được nhìn chằm chằm An Chí Viễn. Hắn vẫn tưởng chuyện của An Lão thế là kết thúc, xem ra không còn hy vọng thăng quan tiến chức nữa, nhưng thật không ngờ đá qua đá lại một hồi lão già này mới nói chuyện vui như vậy. Bởi vì Trương Dương đạp phanh gấp mà An Chí Viễn suýt chút nữa vì quán tính là bay khỏi ghế đập đầu vào kính chắn gió. Hắn quay sang Trương Dương giả bộ dạng hung ác cười cười nói, nếu ngươi làm đầu ta va và đập vào đâu đó, chẳng may ta lại không nhớ ra những lời vừa nói thì sao? Trương Dương vừa mừng vừa sợ, gật đầu lia lịa nói, người cứ yên tâm, ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài. An Chí Viễn hài lòng cười lớn, ô tô lại một lần nữa chậm rãi chạy đi, hắn thả người tựa lưng vào ghế nói, kỳ thực lúc ta về đây vào những năm 88, ta cũng có những bước đầu ý tưởng này. Đây là lần thứ hai ta lại tới đỉnh Thanh Vân Phong, lại càng khẳng định tài nguyên du lịch của núi Thanh Thai Ngoài cảnh đẹp núi non trùng điệp Phong cảnh hữu tình ra còn có cảnh quan lịch sử nữa Trương Dương liền đoán ra là hắn đang nói đến Hắc Sơn trại lẫy lừng của cha hắn Trong lòng Trương Dương cũng cười thầm Chỉ cần hắn đồng ý đầu tư vào huyện Xuân Dương Cho dù hắn có cho xây dựng lại hẳn một Hắc Sơn trại mới toanh Thì cũng chẳng có quan hệ gì tới mình cả Sau khi đưa An Lão tới khách sạn Minh Châu Trương Dương liền gọi điện cho Lý Trường Vũ báo cho hắn tin tốt vừa mới nghe được từ miệng an lão. Lý Trường Vũ nghe xong cũng không giấu nổi sự vui mừng của mình, bởi nhẽ nếu như chuyện này thành công, thì sẽ tạo thành một bước đệm vững chắc, một chiến công sáng lạng trước khi hắn chuyển lên giang thành nhận chức. Với đại chiến công dắt lưng như vậy, hắn cũng chẳng còn ngại gì những thế lực trên giang thành cả, những lo lắng toan tính của hắn trước đây cũng được giảm đi ít nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, hắn liền ra nhiệm vụ cho Trương Dương, bắt buộc phải hoàn thành tốt chuyện tình lần này, Trương Dương. Mau chóng an bài để ta cùng an lão gặp mặt. Trương Dương cười nói, an lão cũng muốn gặp mặt ngươi một chút. Ba giờ chiều tại bến tàu sông Xuân Thủy, ta sẽ dẫn an lão tới đó. Lý Trường Vũ lúc này cũng phải cảm tạ trời đất khiến hắn gặp được Trương Dương. Tiếp xúc với Trương Dương lâu ngày, Lý Trường Vũ cũng nhận thấy tính bốc đồng nóng nảy Hơi hợt của tuổi trẻ, nhưng hắn cũng biết thằng nhãi này có tài thực sự. Từ những năm 88, Giang Thành, thậm chí cả tỉnh Bình Hải cũng đều có ý định kêu gọi An Lão tiên sinh đầu tư vào quê nhà. Nhưng không biết là xuất phát từ điều gì mà hắn hết lần này tới lần khác đều nhẹ nhàng cự tuyệt, chẳng biết thằng nhãi Trương Dương này dùng thủ đoạn gì, lại có thể thuyết phụ được lão giả cố chấp này chịu bỏ tiền đầu tư. Lại nhớ tới cái khuôn mặt cười tươi sáng lạn như mặt trời của Trương Dương, Lý Trường Vũ nhịn không được phải nở nụ cười. Qua Trương Dương, hắn lại như thấy được hình ảnh của mình thời còn trai trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết tuổi trẻ, luôn hăng say sông sáo nhận nhiệm vụ, không gì là không làm được, không có khó khăn nào mà không vượt qua. Từ đợt cùng các xuân lệ chơi trò dung xe ở bên bờ sông Xuân Thủy rồi phát sinh sự việc ngoài ý muốn, để rồi dẫn tới bao nhiêu sự việc rắc rối, hắn vẫn luôn cố gắng né tránh cái nơi tai hại ấy. Nếu không phải vì gặp mặt an lão tiên sinh, hắn cũng chẳng thiết một lần nữa đến cái nơi này. Lý Trường Vũ tuy rằng chưa thực sự tới Giang Thành nhận chức, nhưng hắn được thăng chức chuyển lên Giang Thành là điều chắc chắn rồi, hơn nữa cũng đã bước vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển giao công tác. Vì vậy Lý bí thư mới muốn mau chóng hoàn thành nốt sự vụ lần này, đó như là một dấu chấm tròn viên mãn cho nhiệm kỳ bí thư của hắn ở huyện Xuân Dương. Trên hết, hắn cũng không muốn cho cái gã Dương Thủ Nghĩa sắp được ngồi vào cái ghế huyện ủy bí thư của hắn không làm gì mà cũng chiếm được đại tiện nghi này. Mục đích chuyến công tác này của Lý bí thư, ngay đến cả Lưu Hải Đào cũng không biết được biết. Lúc tới bến tàu sông Xuân Thủy, Lý Trường Vũ dặn Lưu Hải Đào đứng chờ ở ngoài, còn hắn chậm rãi tiến vào. Tuy rằng hắn đã cố ý tới trước 10 phút, nhưng vừa bước vào đã thấy Trương Dương đứng đó chờ sẵn từ trước. Trong bến tàu cũng đã đỗ sẵn một chiếc du thuyền, chiếc du thuyền này cũng là của huyện nhà mua hồi đầu mùa xuân năm nay, như vậy ở bến tàu sông Xuân Thủy này đã có 8 chiếc thuyền. Chẳng qua dân chúng huyện Lý cũng chẳng thiết tha gì tới đám du thuyền này cả, chỉ trừ cuối tuần thì còn có người đi loanh quanh ngắm cảnh bình thường cũng chẳng có ai đi. Trương Dương phất phất tay vẫy gọi Lý Trường Vũ, dẫn hắn lên du thuyền. Trong khoang thuyền, An Chí Viễn đã nhàn nhã ngồi chờ từ lâu, thấy Lý Trường Vũ tới, hắn cũng tươi cười đứng dậy đi tới, chủ động bắt tay làm quen. Lý Trường Vũ nhiệt tình nắm tay An Lão cười nói, đã nghe danh An Lão tiên sinh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. An Chí Viễn cười cười trêu đùa nói, ta từ lâu cũng đã ngưỡng một đại danh vị quan phụ mẫu của huyện Xuân Dương đến giờ mới được diện kiến. Hai người vừa chào hỏi vừa ngồi xuống bàn, Trương Dương cũng rời khỏi khoang thuyền, dạo chơi ngắm cảnh, phù thuyền buông mảnh che xuống khiến khoang thuyền thành một nơi khá kín đáo và yên tĩnh. An Chí Viễn rót một ly trà rồi đưa qua cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ khách khí nhận chén trà, mỉm cười nói, hành tung của An Lão thực như suốt quỷ nhập thần vậy. Lần trước nghe nói An lão đã tới Giang Thành, đã hơn nửa tháng nay muốn được gặp mặt An lão lấy một lần, nhưng vẫn chưa có duyên. Chỉ đành lắc đầu cảm thán, An lão làm việc như thần long, thấy đầu như không thấy đuôi. An Chí Viễn ha ha cười lớn, tuy rằng mới gặp lần đầu nhưng theo cách nói năng bất phàm của Lý Trường Vũ, hắn cũng đoán ra gã Lý bí thư này chắc chắn không phải là hạng người tầm thường. An Chí Viễn không nói thẳng chủ đề ngay mà nhìn về phía Trương Dương ở ngoài rèm cửa, cười cười nói: Lý Bí Thư có thể trọng dụng được một cán bộ trẻ đầy tiềm năng như tiểu trương chủ nhiệm, như vậy cũng đủ chứng minh ánh mắt của ngài không hề tầm thường chút nào rồi. Lý Trường Vũ cũng lộ ra nụ cười đầy khiêm tốn, trong lòng hắn thầm nghĩ. Cũng không phải là ta trọng dụng hắn, mà là thằng nhãi này còn cự lại ta nữa là đằng khác. Nhưng đến giờ này Lý Trường Vũ cũng chẳng có chút phản cảm nào với Trương Dương cả, hơn hết hắn lại còn thầm kêu may mắn khi tìm ra được một khối ngọc thô như Trương Dương cho dù không rơi vào tay hắn thì cũng sẽ có một ngày Trương Dương sẽ tỏa ra hào quang trói lọi, hơn hẳn những kẻ bình thường kia rất nhiều. Tuy rằng hắn từng giúp Trương Dương những bước đầu, nhưng thời gian gần đây, suy tính cẩn thận lại thì tiểu tử Trương Dương này ngược lại còn giúp hắn nhiều hơn. Lý Trường Vũ tươi cười nói, thanh niên có sức mạnh của tuổi trẻ, có sáng tạo, có nhiệt huyết, chỉ có điều, kinh nghiệm công tác cũng chưa có nhiều, còn cần phải tiếp tục rèn luyện học tập hơn nữa. An Chí Viễn lại không đồng tình với cách nhìn của Lý Trường Vũ, hắn lắc lắc đầu nói, quả thực ta cũng không phải là nói bừa. Nhiều năm nay ta tiếp xúc khá nhiều tới các cấp lãnh đạo ở nội địa, thấy bọn họ đều yên tĩnh, tính tình lại quá cẩn trọng, còn những điều khác ta cũng không tiện nói ra. Lý Trường Vũ cười nói, An lão cứ nói đừng ngại. Chúng tôi đều là đảng viên Đảng Cộng sản, luôn phê bình và tự phê bình là tiêu chí để hoàn thiện bản thân mình hơn. Được, nếu như Lý Bí thư thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không giả mù sa mưa nói nịnh hót nữa. Nghe nói quan lại ở nội địa nói là phải chú trọng gần gũi với dân thường, nhưng mà ta lại cảm thấy bên trong đó còn nhiều vấn đề khác nữa. Cán bộ nhà nước cũng được chia làm nhiều loại, mọi người ngoài miệng thì vẫn nói mọi người đều ngang hàng bình đẳng nhau, nhưng trong đầu vẫn chia người khác thành nhiều cấp bậc cao thấp khác nhau. Hiện tại nhà nước đề xướng toàn quốc tiến hành cải cách, từng đám cán bộ từ trên xuống dưới cũng luôn miệng hô khẩu hiệu cải cách, nhưng mà ý nghĩa thực sự của cải cách thì nào bọn họ có hiểu. Giang Thành khuyên ta đầu tư, huyện Xuân Dương cũng muốn ta đầu tư vào quê nhà, nhưng bọn họ có hay không đã từng nghĩ tới phương hướng đầu tư như thế nào cho hiệu quả, và đầu tư ở đâu chưa? Ta thấy bọn họ là chỉ muốn nhằm đến mớ tiền đầu tư của ta mà thôi, hoặc có người muốn ta đầu tư vào địa phận của họ để họ có thể chiếm được chiến tích, chiếm được công lao hỏng thăng quan tiến chức. Ta có thể khẳng định được một điều, bọn họ cũng chẳng cần biết là đầu tư có đem lợi hiệu quả kinh tế cùng lợi ích xã hội cho quê hương của họ hay không, bọn họ chỉ biết có tiền và địa vị. Lý Trường Vũ nghe xong cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ, tuy rằng lời nói của An Chí Viễn đã bộc lộ hiện trạng phổ biến của cán bộ nhà nước thời này, nhưng cũng khiến tâm lý hắn sao động một chút. Quả thực lý bí thư hắn cũng khát vọng chiến tích, thèm khát công lao, hắn là muốn lưu lại ở huyện Xuân Dương một dấu chấm tròn viên mãn. Đầu tư của An Lão có ý nghĩa gì với hắn? đúng là hắn cũng chẳng lo lắng tới cuộc sống của nhân dân huyện Xuân Dương, mà hắn chỉ nghĩ đến chiến tích lần này như ánh sáng chiếu dọi con đường làm quan của hắn. Những lời này của An Lão cũng khiến vị quan phụ mẫu huyện Xuân Dương là Lý Bí Thư hắn phải thấy hổ thẹn. An Chí Viễn nói, quan trường nội địa cũng gây cho ta một cái ấn tượng, đó là sự qua lại giữa các cấp bậc cán bộ nhà nước lại cực kỳ cứng nhắc và nghiêm ngặt, điều này làm đám cán bộ nhà nước đó càng ngày làm việc trở nên cẩn trọng hơn. Mỗi một chuyện gì xảy ra, bọn họ đều phải lo lắng tới cảm nhận của đám lãnh đạo trên đầu, xem họ có thích hay không thích, bởi vậy bọn họ luôn cố gắng đưa sự việc đạt tới độ hoàn mỹ nhất, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ để không phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy ta mới nói đám cán bộ nhà nước nội địa cẩn trọng có thừa. Đa số họ làm việc là vì chức vị chứ không phải vì chức phận. Lý trường vũ thở dài, quá trình cải cách cũng dần dần làm thay đổi tư tưởng, quan niệm của cán bộ nhà nước, của đảng viên, ăn lão tiên sinh cũng đã hiểu thông suốt được vấn đề này rồi. Quả nhiên là bậc đại tài. An Chí Viễn cười nói, cho nên ta mới nói Trương Dương không giống đám người bọn họ, có thể khai thác được tinh thần cán bộ trẻ tuổi của tiểu trương chủ nhiệm, còn mắt ngài cũng không hề tầm thường chút nào. Lý Trường Vũ cười cười, trong lòng thầm đoán phải chăng thằng nhãi Trương Dương này đã cho An Chí Viễn uống mê hồn dược gì rồi, làm hắn ta ca ngợi thằng nhãi này suốt vậy. Cuộc nói chuyện của hai người rốt cuộc cũng chuyển vào chủ đề chính. An Chí Viễn thuật lại cho Lý Trường Vũ nghe lại ý tưởng đầu tư của mình. Hắn muốn trong khoảng 3 năm sẽ từng bước biến cả khu vực núi Thanh Thai thành một khu du lịch thắng cảnh sinh thái trọng điểm của cả hai tỉnh Bình Hải và Bắc Nguyên. Từ đó tạo tiền đề cho bước tiến xa hơn đó là đưa danh tiếng khu du lịch này trở thành tầm cỡ quốc gia. Lý Trường Vũ thấp giọng nói, khai phá khu du lịch sinh thái thì không thể nghi ngờ sẽ góp phần bảo vệ môi trường hơn công nghiệp, hơn nữa một khi hoàn thành dự án thì người dân ở nơi đó lại được lợi vô cùng. Nhưng ta cũng còn phải trưng cầu ý kiến của chuyên gia nữa, hơn hết ta thấy điều kiện của núi Thanh Thai hiện giờ thì vẫn chưa thích hợp để làm du lịch cho lắm." An Chí Viễn cười nói, "Nếu như điều kiện không thích hợp thì ai còn muốn đầu tư nữa?" Một câu nói này cũng làm Lý Trường Vũ nở nụ cười, không còn băn khoăn lo lắng điều gì nữa. An Chí Viễn nói, "Sau khi ta trở về, sẽ cùng ban giám đốc đề xuất dự án cụ thể, trước tiên có lẽ phải cải thiện đường xá của cả vùng núi Thanh Thai này đã." Bên cạnh đó sẽ lập nên một đoàn đội chuyên trách tuyên truyền quảng bá khu du lịch núi Thanh Thai này, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa khu du lịch lên một vị thế mới. Lý Trường Vũ rẻ dặt hỏi lại, muốn hoàn thành dự án này sợ rằng sẽ cần một khoản đầu tư không nhỏ, An lão tiên sinh định dự trù bao nhiêu? An Chí Viễn mỉm cười nói, ta đã tính qua một chút rồi, trong 3 năm tới sẽ đầu tư khoảng 2 triệu, còn về phần sau này xây dựng khách sạn, tu sửa di tích lịch sử hay các hạng mục khác cùng phương tiện du lịch chuyên trách cũng rơi vào khoảng trên dưới 10 triệu. Lý Trường Vũ nghe được số tiền 10 triệu, tim cũng phải đập dồn dập. Phải biết rằng trong năm 91, toàn bộ huyện Xuân Dương của bọn họ tổng thu tài chính cũng chỉ khoảng 9.800 vạn, vậy mà An Lão lại đầu tư một lượt tới gần 10 triệu. Với số tiền khổng lồ như vậy thì đừng nói là huyện Xuân Dương mà ngay đến cả tỉnh Bình Hải này cũng không có dự án đầu tư nào lớn như vậy. Nếu như An Lão thực tình đầu tư số tiền đó, thì chiến tích của Lý Bí Thư hắn cũng đủ để làm chấn động cải cái tỉnh Bình Hải này. Tuy rằng nội tâm Lý Trường Vũ kích động không thôi nhưng ngoài mặt hắn vẫn không hề biểu lộ chút thanh sắc gì. Chậm rãi nhấp một ngụm trà nói, nếu như An Lão Tiên Sinh quyết định khai phá tiềm năng núi Thanh Thai, ta có thể cam đoan, cả huyện Xuân Dương này sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với ngài để sớm hoàn thành dự án. An Chí Viễn mỉm cười nói, nghe nói Lý Bí Thư sắp được chuyển lên Giang Thành. Lý Trường Vũ không khỏi liếc nhìn An Chí Viễn một cái. Quả nhiên lão cáo giả này không để đơn giản chút nào, xem ra trước khi hắn quyết định nói ra những lời này, hắn đã phải điều tra tìm hiểu ngọn ngành tất cả mọi thứ liên quan đến khoản đầu tư của hắn. Bất giác trong lòng Lý Trường Vũ lại sinh ra một tia cảnh giác. Nếu như An Chí Viễn vì nguyên nhân sâu xa là mình sắp chuyển lên Giang Thành mới chịu đầu tư thì chuyện tốt này chẳng phải là nhằm vào dương thủ nghĩa sao. Hiển nhiên Lý Trường Vũ cũng không mong muốn có kết quả như vậy, Hắn chậm rãi buôn chén trà xuống, lạnh nhạt nói, cho dù phải lên Giang Thành, chắc chắn ta cũng không bỏ giờ công tác của ta ở huyện Xuân Dương này, An lão không cần phải băn khoăn nhiều. Ánh mắt An Chí Viễn lại một lần nữa chuyển ra phía bên ngoài rèm cửa nhìn Trương Dương đang nói chuyện phiếm với gã lái đỏ. An Chí Viễn cười nói, ta tin tưởng Trương Dương, nếu như đám lãnh đạo các người có được tư tưởng như của hắn, ta nghĩ núi Thanh Thai hay xã Hắc Sơn tử chắc chắn sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Lý Trường Vũ cũng thấy có chút buồn bực, không biết thằng nhãi Trương Dương có cái số sao 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 C chương 53 tiểu nhân quan trường. Vận khí gần đây của Trương Dương quả thực là rất may mắn, An Lão vừa đáp ứng đầu tư tại Xuân Dương Huyệt, thì bên này Triệu Tân Hồng lại truyền tới tin tốt, chuyện tình danh ngạch đã định. Hắn liền đi tới trường học tìm Tống Tư Đức lấy hồ sở để khai, kỳ thực hầu như mọi chuyện của hắn đều do Tống Tư Đức thao tác. Lúc Trương Dương tới trường cũng vừa là lúc tan học, hắn trực tiếp tới lớp tìm Triệu Tính, Triệu Tĩnh trông thấy hắn, vui sướng chạy tới ca, người thế nào lại rảnh rỗi tới đây vậy a? À? Trương Dương đưa tay ra xoa xoa đầu nàng, Triệu Tĩnh vốn đã có chuẩn bị sẵn nên thấy thế lập tức cúi đầu né tránh. Trương Dương sờ trượt một cái không khỏi cười nói, được a. À? Có bản sự. Triệu Tĩnh đắc ý tươi cười, đó là gầy đây mỗi ngày ta đều chăm chỉ luyện tập bộ công phu ngươi dạy, cảm giác lợi hại hơn hẳn a. À? Trương Dương cười ha hả, đi nào, chúng ta đi ăn triệu tĩnh lắc đầu nói không được đâu bây giờ còn phải học thêm nữa cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là tới thời điểm thi vào cao đẳng rồi vậy chúng ta đi tới căn tin ăn đi đi nào có chuyện tốt muốn nói cho người đây trương dương không khỏi phân trần kéo triệu tĩnh đi ra đến ngoài cửa thì lại gặp trần tuyết đang cay trở về ký túc xá trương dương biết rõ nhà đầu kia tính tình lạnh lùng nhưng vẫn chào mời lịch sử trần tuyết có đi ăn không cùng đi với chúng ta không nằm ngoài dự liệu trần tuyết lắc lắc đầu ta ăn rồi các ngươi cứ đi ăn đi nhìn bóng lưng của nàng trương đại quan nhân cảm thán tiểu tĩnh ngươi nói ta có đúng hay không là khó ưa lắm thế nào mà nàng tan gay cả mắt cũng không thèm liếc nhìn một chút triệu tĩnh khanh khách cười ca à kỳ thực trần tuyết rất tốt đó nhưng người ta là con gái xấu hổ mà vậy ngươi thế nào không biết xấu hổ ôi dám nói ta thế hả tìm chết phải không hai anh em lên xe rời đi. Trên xe Trương Dương vì hai tay bận cầm lái, liền bị Triệu Tĩnh nhéo tai thế nào? Còn dám khi dễ ta nữa không? Trương Dương cuống quýt xin hàng, hai anh em ngồi yên hết đùa trên ô tô rồi, lúc này Trương Dương mới đưa thông báo cho Triệu Tĩnh. Cái gì? Triệu Tĩnh nhìn qua thông báo một cái, đôi mặt trừng to lên nhìn với vẻ không thể tin nổi, sừng suốt hơn nửa ngày nàng mới hét lên được một câu, đây là thực sao? trương dương mỉm cười gật đầu điền vào hồ sơ đi hai chân của ngươi đúng là đặt vào cánh cổng trường đại học sư phạm đông giang rồi đó tiểu nha đầu tay hắn đưa lên nhẹ xoa xoa đầu triệu tính nàng lần này không có bận tâm tới mái tóc bị hắn vỏ rối tung cả lên vành mắt nàng hơi đỏ lúc này mới hét lên một tiếng vui sướng ôm chầm lấy hung hăng thơm lên má hắn một cái ca ngươi thật vĩ đại trương dương cười cười có còn cần đi học thêm nữa không học thêm thi cử các thứ ta đã sớm chịu đủ rồi. Triệu tĩnh hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt. Trương Dương cười nói, nhà đầu, đừng hưng phấn quá độ nhá. Chuyện này cần phải bí mật, truyền ra ngoài sớm là không tốt đâu. Triệu tĩnh gật đầu liên tục, đúng là may mắn tới quá bất ngờ, khiến cho nàng kích động tới không biết phải diễn tả tâm trạng bản thân lúc này như thế nào. Điện thoại của hắn vang lên, Trương Dương nhìn lại một chút, đó là tô lão thái bảo hắn tới vi viên ăn tối, mẫu thân từ lập hoa cũng ở đó. Trương Dương đã ẩn ngay chắc là Lý Trường Vũ cũng có việc tìm mình rồi đây. Hắn liền thay đổi ý định, không ra ngoài ăn cùng triệu tính nữa, dù sao mẫu thân từ lập hoa cũng đang ở vi viên, đưa muội muội tới đó dùng cơm luôn cũng không vấn đề gì. Từ lập hoa không nghĩ triệu tính sẽ tới đây, bà cảm thấy Trương Dương đun là có phần liều lĩnh, dù sao nơi này cũng là nhà của Lý Bí Thư, không được sự cho phép mà cứ tự nhiên dẫn người đến như thế thật có chút không phải phép. Thế nhưng thấy bộ dạng Tô lão thái tươi cười vui vẻ đón khách, lại nhìn sang Lý Trường Vũ vẫn hòa ái trong lòng mới bình tĩnh lại, xem ra người nhà Lý bí thư đây thật là người nhân hậu, đối đãi với Trương Dương như người trong nhà, điều này khiến cho bà cảm thấy Trương Dương thực sự là may mắn, song lại sinh ra chút cảm giác áy náy vì bản thân mình có thể làm được cho nhi tử quá ít. Trương Dương cùng Lý Trường Vũ vào trong phòng làm việc, Lý Trường Vũ đưa ra công văn thông báo nhập học nói, tháng sau trường Đảng tuyển sinh đào tạo cán bộ trẻ có năng lực ta đã đưa ngươi vào trong danh ngạch rồi. Trương Dương vui vẻ tiếp nhận tờ thông báo, trong lòng minh bạch, đây chính là phần thưởng của Lý Trường Vũ dành cho mình nói gì thì nói. Chuyện bản thân hắn đối phó với An Chí Viễn Lão Tiên Sinh, điểm thưởng này cũng là quá nhỏ. Lý Trường Vũ chỉ chỉ ghế sofa, Trương Dương ngồi xuống nói, Lý Bí Thư, An Lão làm hợp đồng thế nào? Lý Trường Vũ mỉm cười, người làm ăn chính là người làm ăn. Tính toán của An Lão rất cao, Đầu tư lần này có thể là chắc chắn. Ta xem hẳn sẽ là bắt đầu thí điểm tịa Bình Hải, đại thể thế nào thì hai ngày tới ta sẽ cùng An lão bàn bạc Bà cụ thể tiếp. Có thể thấy được tâm tình Lý Trường Vũ đang rất tốt, khóe môi thủy chung vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Có một điều hắn cũng chưa có nói cho Trương Dương, tại Giang Thành hắn không chỉ được phân công quản lý về công tác vệ sinh, văn hóa mà còn cả du lịch nữa, có thể nói khối đầu tư này của An lão hẳn là trong quyền quản lý của hắn rồi thành tích rực rỡ này hẳn là sẽ không phải chia sẻ cho ai khác. Trương Dương nói, Lý Bí Thư lúc nào thì tới Giang Thành. Lý Trường Vũ cười nói, tuần sau, bất quá chắn ta sẽ lại nhanh chôn gặp nhau ở Giang Thành thôi. Hắn vừa nói vừa chỉ thông báo nhập học trên tay Trương Dương. Trương Dương nói, học trường đảng này sòn ra làm gì? Tiểu tử này đang muốn ám chỉ Lý Trường Vũ người cũng đã tới Giang Thành làm ông lớn rồi, còn ta thì vẫn cứ là một tên tiểu chủ nhiệm ở xã thôi, thế nào cũng xem xét cho ta chút công việc thực tiễn đi chứ. Lý Trường Vũ đương nhiên không thể không nghe ra ý tứ của thằng nhãi này, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh thấp giọng nói, an lão đáp ứng đầu tư tại Xuân Dương huyện rồi, công tác của sở thương mại đầu tư chắc chắn sẽ trở lên nặng nề hơn. Người tuy rằng biên chế vẫn là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử, nhưng công việc chủ yếu vẫn là công tác chiêu thương tại sở đầu tư, phải hiệp trợ công tác đầu tư của an lão cho thật tốt về phần công tác kế hoạch hóa gia đình ở xã chỉ cần để ý qua qua chút là được. Chuyện này ta sẽ hướng lãnh đạo cường điệu một chút. Trương Dương để ý đến chính là cấp bậc, thấy Lý Trường Vũ không đề cập gì tới vấn đề này, trong lòng hắn không khỏi có chút nôn nóng, hắn không nhịn được nói ta không muốn chỉ là một cái phó chủ nhiệm. Lý Trường Vũ không khỏi cười nói, người biết được đi học tập tại trường đảng ngãi là gì không? Trương Dương nhìn lại giấy thông báo nhập học trên tay mình mới hiểu ra, đây là lý trường vũ đem hắn đi mạ vàng A. Sau khi học tập tại trường đảng trở về, hắn có thể danh chính ngôn thuận thăng chức được rồi. Trong lòng không khỏi phấn khởi lên, tùm tìm cười nói, thật cảm tạ lý bí thư. Lý trường vũ lắc đầu cười cười, không nhịn được giáo huấn hắn, thanh niên yêu cầu nhất là cần phải có sự tiến bộ, không thể cứ suốt ngày chăm chăm vào tăng quan tiến chức được. Hãy thừa lúc tuổi còn trẻ àm cùng dân cùng đảng làm việc đi. Đó chính là tiền đề cho ngươi về sau đó. Trương Dương âm thầm cười nhạt, người cứ ẩm ý thúc giục chuyện tình an lão đầu tư về Xuân Dương huyện, đó không phải là vì thành tích, vì thăng quan tiến chức thì là vì cái gì. Nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ khiêm tốn tiếp thu lời của Lý Trường Vũ, trải qua bao thời gian rèn luyện, tư thái và hành động của Trương Đại Quan Nhân đã tiến bộ không ít. Chỉ ít thì cái bộ dạng khiêm tốn kia cũng khiến cho Lý Trường Vũ hết sức vừa lòng. Nhưng Trương Dương cũng không ưa nhìn cái bộ dạng mãn nguyện đắc ý của Lý Trường Vũ, gần đấy lão có thể nói là thăng quan tiến chức, con đường danh vọng trải rộng dưới chân. Đắc ý quá sẽ quên mình là ai, quên mình rồi sẽ mất luôn cả gốc. Con mẹ nó chứ, quên ai thì quên, chứ quên ân nhân cứu mà ngươi thì không có được a. À. Trương Dương lừa lựa liền hỏi, thời gian gần đây, à, vẫn tốt chứ. Mặt lý trường vũ không khỏi nóng lên, lão tử đang nói chuyện chính sự, chuyện công tác chính trị với người, thế nào ngươi lại xoay ngay sang chuyện phòng the, nhưng tư duy chính trị của lý bí thư đâu có như người thường động não lại một chút hắn lập tức nghĩ ra ngày biểu hiện vừa rồi của mình là ra vẻ đắc ý quá người ta đây chính là nhắc nhở khéo léo mình nhớ tới bản lãnh thần quỷ khó lường của trương dương ý nghĩ của lý trường vũ lập tức thanh tỉnh lại với ai cũng có thể như thế nhưng trước mặt tiểu tử này thì không hắn không những bản lãnh thần sâu mà còn biết không ít chuyện mật của mình bất quá nói thật ra gần đây hắn gặp cát xuân lệ kia quả thật như cá gặp nước Cát Xuân Lệ vừa đi được mấy ngày, hắn cũng không thanh tâm quả dục nổi vài ngày. Ngay cả lão bà Chu Hồng Mai chưa thèm động đến đã lâu kia cũng mang ra vài lần. Biểu hiện sinh lý mạnh mẽ như vậy là đều được Trương Dương ban tặng cho. Hắn kho khan một tiếng nói cũng khá, nói những lời này ra khỏi mồm mới chút chút hối hận, nói vậy chẳng hóa ra nhận mình ngày xưa vô năng à. Cũng may Trương Dương không có tiếp tục dây dưa đề cập tới nữa, Lý Bí Thư, Dương Thủ Nghĩa kia là người như thế nào, biết Dương Thủ Nghĩa là ngừa tiếp nhận lại cái ghế của Lý Trường Vũ, trong lòng Trương Dương không khỏi có chút phiền muộn, dù sao trong quá khứ bản thân mình với con lão cũng phát sinh xung đột. Hiện tại Lý Trường Vũ rời đi, lão lại lên nắm quyền, có xét lại chuyện xưa hay không khó nói lắm. Lý Trường Vũ đương nhiên minh bạch Trương Dương lo lắng điều gì, hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi rồi nói, ta còn ở tại Giang Thành, hơn nữa an lão đầu tư cũng là do ngươi tranh thủ được. Đừng nói là tại Giang Thành, ngay cả tỉnh này An Lão cũng rất có ảnh hưởng. Những lời này chính là nói tiểu tử ngươi phải lo cái gì. Chỉ cần ta còn tại vị ở Giang Thành, Dương Thủ Nghĩa kia vẫn là thuộc cấp của ta, hắn dám động đến ngươi sao. Chưa kể tới ngươi còn có quan hệ với An Chí Viễn Lão Tiên Sinh, chỉ cần có thể khéo léo thắt chặt mối quan hệ này, Dương Thủ Nghĩa dám đắc tội ngươi sao. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương cười nói, sau này ta phải gọi ngài là phó thị trưởng rồi. Lý Trường Vũ tuy đắc ý lắm nhưng miêng miệng vẫn ra vẻ trách, nói bậy, cái gì mà bí thư với thị trường, chúng ta là người một nhà. Cứ gọi Lý Thúc được rồi. Nói xong Lý Trường Vũ cũng có chút hơi sửng sốt, thế nào chính mình lại sản sinh ra cảm giác thân cận với tiểu tử này đến như vậy nhỉ? Trương Dương cũng có chút cảm động, nói gì thì nói quan hệ giữa hắn với Lý Trường Vũ vốn là quan hệ vừa lợi dụng, vừa uy hiếp lẫn nhau, lâu dài trở thành ăn ý và hợp tác đôi bên cùng có lợi trên quan trường vốn chỉ có hai loại quan hệ này tồn tại. Lúc dùng cơm tối, từ lập hoa nguyên bản không dám ngồi chung với Tô Lão Thái và Lý Trường Vũ, nhưng vì Tô Lão Thái và Trương Dương nên hai mẹ con bà và Triệu Tính cũng miễn cưỡng ngồi chung mâm luôn. Biểu hiện của Lý Bí Thư vô vùn hòa ái, hỏi thăm vấn đề học tập của Triệu Tính, còn quan tâm hỏi xem có cần hắn hỗ trợ gì không. Lúc này Trương Dương mới đắc ý đem chuyện danh ngạch vào Đại học Sư phạm Đông Giang ra nói cho Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ nghe xong không khỏi đánh giá lại trương dương này một phen. Tiểu tử này bước chân vào quan trường chưa lâu, thế nhưng ở trong đó lại như cá gặp nước. Ngẫm lại hắn chính là một bá nhạc a, à, trong lòng khổng khỏi có chút hài lòng. Lý Trường Vũ lại nói: Đại học sư phạm Đông Giang chính là trường học cũ của ta, ta có vài tên đồng học sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên. Nếu như cần thì ta cũng có thể giúp đỡ một chút, làm cho Lý Bí Thư sắp tới là phó thị trưởng Giang Thành nói ra những câu này đã là quý hóa lắm, điều này khiến cho từ lập hoa và triệu tính không khỏi kinh sợ. Tô Lão Thái thì đặc biệt thích triệu tính, nhà đầu này nhanh mồm nhanh miệng, lại thông minh hoạt bát, trò chuyện cùng Tô Lão Thái rất hợp ý. Lý Trường Vũ nhìn vật trong lòng bỗng cảm thấy một tình cảm ấm áp khó nói lên lời, loại tình cảm này chính là sự ấm áp của tình cảm gia đình. Là một người vốn quen lạnh lùng tránh đấu, đấu đá tàn khốc thì tối khát khao có được thứ tình cảm này hắn đầy cảm xúc nhìn trương dương chính là thanh niên này đã làm cải biến nhân sinh của hắn lý trường vũ mỉm cười triệu tĩnh nữ hài tử này thật tốt a à? lần sau rảnh rỗi cứ tới đây chơi tô lão thái nói ngươi không phải vẫn muốn có một đứa con gái sao triệu tĩnh xin sắn nần ngoãn như thế không bằng nhận làm con gái nuôi đi a à? lão thái đúng là tính tình hết sức ngay thẳng cứ nghĩ sao là nói vậy từ lập hoa kinh sợ nói đại nương đừng nói như vậy chứ Lý Trường Vũ cười nói, ta thực ra cũng muốn, nhưng chẳng hay ý tứ triệu tính thế nào thôi. Triệu tính sừng sốt, không thể tưởng tượng nổi là huyện ủy bí thư người ta muốn nhận mình là con nuôi, vội hướng đôi mắt to sang cầu cứu Trương Dương. Trương Dương cũng minh bạch tâm tư của Lý Trường Vũ, hắn là muốn thân càng thêm thân, triệu tính nhận hắn là cha nuôi cũng là chuyện tốt, Trương Dương ngược lại hoàn toàn không có ý kiến gì, đối với đứa em gái này hắn thập phần thương yêu, nếu nó nhận Lý Trường Vũ làm cha nuôi, sau này có tìm hắn hỗ trợ, Lý Trường Vũ tự nhiên là không thể trốn tránh được, như vậy mình cũng có thể tránh được không ít phiền phức. Vì thế hắn mỉm cười gật đầu. Tô lão thái mặt mày tươi cười rạng rỡ, "Tĩnh Nhi a, à. còn không mau gọi một tiếng cha nuôi đi." Triệu Tĩnh lúc này mới đỏ mặt nhỏ giọng kêu một tiếng cha nuôi, Lý Trường Vũ cũng tươi cười rạng rỡ. Từ Lập Hoa trên mặt không khỏi vui mừng xúc động. Trương Dương lại nói, "Đây cũng chỉ là cha nuôi trên danh thôi." Lý Trường Vũ bật cười ha hả, người a, à, nghĩ ta nhỏ mọn như vậy sao? Hắn quay trở vào phòng làm việc cầm một cái bút máy ngòi vàng ra đưa cho Triệu Tĩnh cầm lấy. Hy vọng người sau này có thể sử dụng nói để viết, sản sinh ra những áng văn chương. Rốt cuộc đúng là lãnh đạo, lời nói rất áp hùng hồn. Triệu Tĩnh tay run run nhận lấy mà trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Cùng một ngày mà nàng gặp được những chuyện cứ như mơ vậy trong lòng nàng rõ ràng có thể được như vật chính là nhờ tiểu ca của nàng. Lý Trường Vũ rời đi Giang Thành cùng An Lão Ký kết hợp đồng để cho tập đoàn An Thái của lão đầu tư phát triển du lịch tại Thanh Thanh Sơn. Giá trị của bản hợp đồng lên tới 2 triệu đô la Hồng Kông, sự kiện này gây chấn động toàn Giang Thành, đương nhiên chấn động nhất chính là thượng tầng lãnh đạo tại Xuân Dương huyện. Tất cả các thành viên trong huyện ủy đều vốn không còn cơi Lý Trường Vũ là một thành viên trong ban lãnh đạo huyện vì hắn đã sớm chắc chắn thăng nhiệm lên Giang Thành tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động. Lý Bí Thư ra tay quả nhiên tuyệt diệu, sự kiện này trước đó còn không hề ra được một chút phong thanh nào, thế mà chỉ trong chớp mắt, một bản hợp đồng không thể tin nổi được ký kết. Nhìn bên ngoài thì có thể thấy đây là cái phúc cho Xuân Dương Huyệt, nhưng tinh tế mà xem xét, đây chính là một nước cờ rất cao tay cảo Lý Trường Vũ. Trước khi đi, hắn vẫn cố làm cho xong sự tình này, nếu như thành công thì đây chắc chắn là công lao thuộc về hắn, còn nếu như không, trách nhiệm cũng không thể quy kết lên người hắn được, mà trách nhiệm này sẽ được trao kèm với chiếc ghế của người tân nhiệm vào vị trí của hắn. Một nước cờ không thể cao tay hơn, không thể không khiến cho người khác phải bái phục. Thế nhưng đối với tân nhiệm Dương Thủ Nghĩa mà nói đây là ích kỷ, là tần nhẫn, là tuyệt tình. Dương Thủ Nghĩa đang ngồi trong phòng làm việc, khói thuộc lập lờ bay lượt, hắn đang hết sức căm tức. Chuyện tình an lão đầu tư tại Xuân Dương huyện lớn như vậy mà hắn không nghe được một chút phong thanh nào. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu lý trường vũ kia đã gạt bỏ hắn ra, nhưng cũng phải nói tên ra hỏa đó bảo mật tin tức quá tốt. Tâm tình của Dương Thủ Nghĩa đang cực kỳ kém, nếu như chuyện này có thể lúc hắn nhậm chức mới bắt đầu thì có thể vẻ vàng biết bao. Nếu như thế thì hắn sẽ nổi bật hơn hẳn lý trường vũ kia suốt 3 năm cũng không có làm gì nổi bật. Thế nhưng bây giờ điều đó chỉ là mộng tưởng mà thôi, lý trường vũ kia căn bản không cho hắn cơ hội đó. Dương Thủ Nghĩa cần một người để phát tiết, nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát tiết lên đầu chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư triệu thành đức. Người thân là chủ nhiệm mà cái tên phó chủ nhiệm kia là một chuyện lớn như thế sau lưng người ngồi cũng không biết. Biết cũng không nói sớm cho ta, muốn giấu ta phải không? Triệu Thành Đức rất nhanh minh bạch ý tức của Dương Thủ Nghĩa, hắn đau khổ nói, Dương Bí Thư A. Người hẳn cũng biết lý phó thị trường kia hẳn là muốn nuốt một mình miếng thịt này để lấy thành tích với lãnh đạo trên thành, hơn nữa sở thương mai đầu tư có hai người quản là ta và Trương Dương, kêu gọi đầu tư thẳng thắn mà nói chỉ là một gã buôn nước bọt chứ có thực quyền gì. Biên chế của hắn lại là ở xã Hắc Sơn Từ, ta mặc dù là lãnh đạo nhưng cũng chẳng làm gì nổi hắn. Chuyện này thực sự là mãi tới khi hợp đồng được ký kết ta mới biết. Dương Thủ Nghĩa vẫn còn chưa hết giận, thân tại kỳ vị, bất ngưu kỳ chính. Thật không biết cán bộ như ngươi thì quản lý cái gì? Quốc gia trả lương cho ngươi để làm gì? triệu thành nước bị chửi không vuốt mặt kịp trong lòng thầm mắng con mẹ ngươi bất quá thua lý trường vũ phát hỏa với ta làm cái con mẹ gì trước thế chó nào cũng không thấy người hỏi đến chuyện tình ở sở thương mại đầu tư bao giờ giờ bị người khác đoạt mất thế nào lại sốt ruột thế trong lòng thầm chửi là thế nhưng đương nhiên ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đau khổ không dám có ý kiến lại dương thủ nghĩa căn phẫn ném cái tàn thuốc xuống đất hưng hăng dùng chân di di cái tên trương dương kia một phó chủ nhiệm mà cũng dám tự chủ trương, không thèm báo cáo xin ý kiến thượng cấp. Nếu như mỗi người đều làm việc ký kiểu vượt cấp như hắn thì đám cán bộ chắn ta chẳng phải là thành thùng rỗng kêu to sao. Ngươi là lãnh đạo thì hãy trông nom hắn cho thật tốt đi. Triệu Thành Đức liên tục gật đậu, nhưng trong lòng thầm nghĩ ở cả cái Xuân Dương huyện này ai mà chả biết sau lưng Trương Dương là Lý Trường Vũ, trước là huyện ủy Bí Thư, nay đã làm tới phó thị trưởng Giang Thành. Ngươi muốn thì cứ tự đi mà làm, bảo ta làm cái gì lão tử không muốn đắc tội với người ta a à. Dương Thủ Nghĩa lại rút ra một điếu thuốc, Triệu Đức Nghĩa vội vàng đưa bật lửa tới châm lửa cho hắn, Dương Thủ Nghĩa cố giết lấy một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, hắn thấp giọng nói, An Lão đã ký hợp đồng đầu tư về Xuân Dương, công tác của sở kế hoạch đầu tư khẳng định ngày sẽ trở nên nặng nề hơn. Chỉ có hai người sợ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, có vấn đề gì cứu nói với ra, ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Triệu Thành Đức lập tức hiểu ra, Dương Bí Thư dù sao cũng là Dương Bí Thư, phương pháp chỉnh người đúng là không thiếu. Hắn vốn nhìn Trương Dương không vừa mắt, lấy cớ mở rộng sở thương mại đầu tư là cái cớ, thực chất là hắn muốn lợi dụng chuyện này đá bay Trương Dương ra khỏi đó. Cho dù không đá đi thì cũng gạt Trương Dương ra rìa. Dù sao điều này triệu thành đức cũng không có ý kiến gì, bất hiển sơn, bất lộ thủy. Lý Trường vô tuy rằng là phó thị trường Giang Thành, nhưng tại Xuân Dương thì Bí Thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa mới là đương gia, Mặc dù quyền cao chức trọng hơn đấy, nhưng phép vua vẫn thua lệ làng, Lý Si di ảnh hưởng kém đi thì tất yếu là Dương Thủ Nghĩa làm gì Lý Trường Vũ cũng khó mà có cách can thiệp. Nghĩ thấu đáo điều này trong lòng Triệu Thành Đức thản nhiên, dù sao cũng cứ làm tốt bổn phận là được, hai bên đều không phải là chỗ lão tử có thể đắc tội được, Dương Thủ Nghĩa ngươi cũng đừng có ép người. Dương Thủ Nghĩa lúc này mới đưa ra ý đồ của hắn, "Lão Triệu a, ta dự định điều phó cục thuế tống thủ thành sang làm trợ thủ cho ngươi, sắp tới công việc càng ngày càng nặng nề. Làm vậy một là chia sẻ gánh nặng cho ngươi, hai là đem sở thương mại vực dậy. Triệu Thành Đức trong lòng có điểm khó chịu thế nhưng trước mặt Dương Thủ Nghĩa không có dám biểu lộ ra, ai cũng rõ phó cục thuế tống thủ thành kia là người của Dương Thủ Nghĩa, biến động tại Xuân Dương huyện lần này cũng không phải là nhỏ, nguyên bản tưởng là sau khi cực trưởng cục thuế cắt dục tài về hưu, tống thủ thành nhiễm nhiên sẽ tiếp nhận chiếc ghế này, ai ngờ lại lòi ra một vương bác hùng từ xã nào vọt một cái lên thẳng làm cục trường cục thuế. Thằng thừng mà nói, luận về thủ đoạn hay tuổi tác thì vương bác hùng đều hơn Tống Thụ Thành. Điều này làm cho tình cảnh của Tống Thụ Thành trở lên khó xử. Chuyện này Dương Thủ Nghĩa đã ngầm đáp ứng cho Tống Thụ Thành hưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu khiến cho Dương Bí Thư có phần ái náy. Hiện tại đưa Tốn Thụ Thành về làm phó chủ nhiệm sở thương mại đầu tư này cơi như là bồi thường cho hắn. Triệu Thành Đức trong lòng có chút bực bội, hắn đương nhiên là không muốn phải sẻ phần với người khác dương thủ nghĩa ngươi làm vậy hẳn là muốn thao túng luôn cả ta lẫn cái sở đầu tư này ngoài mặt tự nhiên có chút bất mãn nói dương bí thư an bài như thế cũng tốt sở công thương dù sao công tác cũng khá nặng nề cho nên ta bình thường ít quan tâm đến công việc ở sở đầu tư được không bằng để cho tống thụ thành làm chủ nhiệm đi hắn đây là vì ép tức giận mà nói vậy không ngờ dương thủ nghĩa lại lập tức đồng ý cũng tốt cứ quyết định như thế đi người cứ chuyện tâm phụ trách như cũ đi, công việc tại sở đầu tư cứ để lão tống phụ trách chính, đồng thời hỗ trợ thêm cho người tại sở công thương. Triệu Thành Đức quả thật hối hận khi vừa thốt ra lời vừa rồi, sở đầu tư tuy rằng hiện tại tiếng tăm chỉ là một tiểu ban, thế nhưng khi An Lão đã ký kết hợp đồng đầu tư thì lực ảnh hưởng của sở đầu tư lại tăng vọt. Món tài chính khổng lồ đó chỉ có khiến cho các ban ngành khác tròn mắt nhỏ nước miếng mà nhìn. Đúng là trên quan trường cô thể hành động theo cảm tính được, vừa mứa oi nói xong đã bị Dương Thủ Nghĩa túm ngay được, hiện tại có hối cũng đã muộn. Lý Trường Vũ đi rồi thì tại Xuân Dương phát sinh hàng loạt biến động, trương Dương vẫn là nghe Nghiêu Văn Cương nói, tiểu tử này tuy rằng không phải là người trong thể chế, thế nhưng Cục trưởng Cục Tài chính là cha của hắn, cho nên tin tức của hắn so với những cán bộ bình thường còn linh hoạt hơn nhiều. Trương Dương vừa nghe được Tống Thụ Thành nhanh chóng trở thành chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư kiếm phó chủ nhiệm sở công thương, không khỏi cảm thấy giật mình. Cái tên Tống Thụ Thành này là tự nhiên hắn biết, con trai hắn là Tống Đại Minh vì đắc tội với mình mà từng bị mình bẻ gãy hai ngón tay. Trương Dương tuy rằng chưa có gặp mặt Tống Thụ Thành, thế nhưng cư hận thì coi như đã tạc, giờ lại nghe hắn trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình. Trong lòng nhanh chóng minh bạch hẳn là Dương Bí Thư bắt đầu bắt tay vào công cuộc trả đũa mình. Lần trước chính là mình nện cho con của lão một trận, nay lại giúp Lý Trường vũ cướp đi miếng ăn béo bở cửa hắn, hắn không ghi hận trong lòng mới là lạ. Trương Đại Quan Nhân lần này coi như là ở lại chịu hậu quả. Như Văn Cường nói, Trương Dương, đừng trách ta không có nhắc ngươi trước, Tống Thụ Thành kia đích thị là một tên tiểu nhân không hơn không kém, tại chính trường Xuân Dương danh tiếng hết sức thối. Sau này ngươi phải cẩn thận đó. Trương Dương hơi nhếch mép lên cười nhưng cũng không có nói gì, lão tử dù sao cũng là biên chế chính thức tại xã Hắc Sơn Tử, cùng lắm thì ta sao 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 cần làm ở sở thương mại đầu tư, muốn chơi ta sao tống thụ thành người còn chưa đủ tư cách. Lúc này Vương Bác Hùng cùng Khương Lượng, Triệu Tân Vĩ đều đã vào phòng hát, thông quan Trương Dương làm cầu nối, bọn họ đã thập phần quen thuộc nhau, hiện tại có thể coi là một hội được rồi. Như Văn Cường mở bia đưa cho mỗi người một chai, ta đã đặt tiệc tại Kim Khải rồi, trưa nay chắn ta ai cũng không thể không có mặt, nhất định không say không về. Triệu Tân Vĩ cười nói, ta đã gọi điện cho Đỗ Vũ Phong rồi, hắn nói buổi trưa chắc chắn sẽ tới. Khương Lượng cười nói, hắn tới rồi, trưa nay nay để hắn an bài. Mấy người cùng hướng ánh mắt nhìn Khương Lượng, lời này của hắn nhất định có ngụ ý. Khương Lượng cười nói, sở trưởng sở cảnh sát thành quan đã được xác định. Các ngươi nói có cần phải mời khách không đây? Vừa nói xong thì vừa lúc Đỗ Vũ Phong tới. Bầu không khí nhất thời trở lên sôi động, kỳ thực trong bọn họ Đỗ Vũ Phong vốn là cấp bậc thấp nhất, hiện tại cuối cùng tâm nguyện bao nhiêu lâu cũng được đền bù trong lòng hắn hứng phấn không sao kiềm được lập tức chắp nói mấy an hem yên tâm hôm nay cứ ăn uống hát hò ngủ nghỉ thoải mái tất cả cứ tính lên người ta như văn cường cười nói cái chữ ngủ này xem chừng là rất học vấn a Người định tính an bài thế nào đấy khương lượng mắng tiểu tử ngươi định làm hư hỏng những cảnh sát nhân dân chúng ta sao cẩn thận ta xử lý ngươi đó cả đám người cười ồ lên vương bác hùng kéo trương dương tới bên thấp giọng hỏi trương dương a lần này ở huyện biến động lớn không ít a à. người biết tân nhiệm cục trưởng cục công thương là ai chưa trương dương lắc đầu đối với hắn mà nói những biến động ở thượng tầng thế này rất xa xôi huống chi hắn cũng chưa rõ tin tức thế nào vương bác hùng uống một hớp bia rồi thấp giọng nói hồ ái dân từ giọng nói đã nghe ra vẻ bất mãn hồ ái dân tại xã hắc sơn tử chỉ là kẻ bại trận trong cuộc đấu tranh chính trị dưới tay vương bác hùng thế nhưng chỉ ký ức mắt một cái hắn đã để thăng lên không những thế mà còn vọt thẳng lên ngồi trên cái ngai vàng cục trưởng cục công thương đưa tầm mắt nhìn xa xa ra hẳn là tương lai cái vị trí phó chủ tịch huyện nhiều khả năng sẽ trở thành cái mục tiêu tranh chấp của cả hai xem chừng con đường làm quan sắp tới hẳn là sẽ lại phải cùng hồ ái dân quyết đấu một hồi quyết liệt thậm chí mọt mất một còn hắn thầm cản thán đúng là ông chờ sắp đặt cho hắn cùng hồ ái dân trở thành đối thủ cả đời của nhau trương dương cũng chẳng lo lắng gì đến hồ ái dân dù sao mình và hắn cũng không có nhiều khả năng xuất hiện tại một địa phương, hắn thở dài cảm thán đúng là cục diện chính trị ở viện thật phức tạp hơn xa ở xã nhiều lắm. Vương Bác Hùng nhắc nhở Trương Dương, từ Triệu Bân có quan hệ khá gần gũi với Dương bí thư, sau này ngươi cũng nên cẩn thận một ít. Đây chính là người thứ hai trong ngày nhắc nhở hắn phải cẩn thận, Trương Dương mỉm cười nói, ta trước giờ vẫn là người không phạm đến mình thì mình cũng không phạm tới người. Còn nếu bọn họ thích tìm phiền phúc thì ta cũng không có ý kiến gì vương bác hùng nhìn trương dương với con mắt đầy thâm ý hắn đương nhiên quá rõ ràng tính cách của tiểu tử này giả như nếu ai chọc hắn sợ rằng đúng là sẽ của ăn quả đắng có một chút mà mọi người không rõ đó là lý trường vũ đi giang thành tại sao lại không mang trương dương theo nếu có hắn che chờ tiểu tử này hẳn là sẽ có không gian phát triển hơn chim sẻ sao hiểu được trí chim hồng bọn họ đương nhiên không thể biết được ý đồ của lý phó thị trưởng chính là muốn bố trí một con cờ chiến lược tại xuân dương đây chính là con cờ chủ chốt để hắn có thể nắm được quyền ảnh hưởng và có được lợi ích chính trị từ Xuân Dương. Trương Dương rất nhanh được lĩnh giáo thế nào là tính tình có thù tất báo của tên tiểu nhân Tống Thụ Thành. Sau khi đảm nhiệm chức vụ được hai ngày, đến ngày thứ ba, hắn liền triệu tập cuộc họp trong Sở Thương mại Đầu tư. Hội nghị được tổ chức tại phòng họp của Sở Công Thương, Trương Dương Nguyên vốn tưởng rằng Sở Thương mại Đầu tư chỉ có ba người là hắn, Triệu Thành Đức và Tống Thụ Thành vậy mà khi tới phòng họp lại thấy có đến 7 người. Triệu Thành Đức bởi vì trong lòng bất mãn với cách xử lý của Dương Thủ Nghĩa mà lấy cớ khác từ chối không thèm tham gia hội nghị. Kỳ thực Tống Thủ Thành cũng chỉ là vì ngại những vấn đề nhạy cảm nên mới mời Triệu Thành Đức tới họp, hắn không tới càng làm cho Tống Thủ Thành mừng. Ngoại trừ Tống Thủ Thành cùng Trương Dương còn có 5 người khác nữa, gồm phụ ban tài vụ sở công thương Tô Nham, phụ trách ban tuyên truyền sở công thương Vương Lị, phụ trách ban du lịch Vu Tiểu Đông, nguyên cục phó cục thuế Khang Quốc Cường và lái xe Vương Tại Hòa. Hai vị này vốn là thân tín của Tống Thụ Thành từ lúc còn ở cục thuế, này đi rồi cũng mang theo sang đây để kiếm trác. Thực sự làm cho Trương Dương có một chút lưu ý đó là vua Tiểu Đông, vị phụ trách ban du lịch này là một mỹ nữ rất có danh tiếng ở Xuân Dương huyện. Trước đây từng là diễn viện kịch tại Xuân Dương, sau có lãnh đạo tỉnh xuống Xuân Dương thị sát, nàng được trưng dụng làm hướng dẫn viên du lịch tại đây sau những chuyện này nọ nọ kia với các vị lãnh đạo, tự nhiên là nàng được cất nhắc lên làm chủ nhiệm ban du lịch của huyện. Lãnh đạo huyện cũng không ít người mơ tưởng tư sắc vào nàng, nhưng có điều đây là hàng của thượng tầng lãnh đạo tỉnh, nên đương nhiên chẳng ai dám vuốt sâu hùng cả. Trương Dương ngồi xuống cạnh chỗ vu tiểu đông, ánh âm cô khỏi nhìn vào bộ ngực phập phồng của nàng. Thật sự là ghê gớm a, à. con mẹ nó chứ, không khác gì đôi quả bóng. Vu tiểu đông tựa hồ cảm nhận thấy ánh mắt mê mản của Trương Dương, trong lòng có chút cười khỉnh, hơi cúi người về phía trước một chút, cố tình để lộ ra bộ ngực luôn khiến cho nam nhân phải si mệt này. Tống Thủ Thành thấy thế trong lòng thầm chửi đồng một câu, vừa để ý vừa không thể không thừa nhận vu tiểu đông quả thực rất hấp dẫn. Hắn ho khan một tiếng để lấy lại sự tập trung cho mấy người, sau đó nói tất cả mọi người đều đã biết, hôm nay sở thương mại đầu tư chúng ta có cuộc họp đầu tiên kể từ khi thành lập. Từ nay về sau chúng ta chính là những chiến hữu đứng chung một chiến hài hắn tự cho là mình lên tiếng rất dí dỏm, miệng tùm tìm cua òi nhìn mọi người, Khang Quốc Cường cùng Lương Tại Hòa cuống quýt vỗ tay, hai tên này vốn là thân tín nên quá hiểu rõ tính cách của Tống Thụ Thành như thế nào. Tô Nham cùng Vương Lị cũng vỗ tay theo, Trương Dương cùng Vu Tiểu Đông cũng đành hời hợt vỗ tay theo cho xong chuyện. Tống Thụ Thành đeo cái kính lên, hắn giọng rồi nói, trước tiên ta tuyên bố phân công công tác tại Sở Thương mại và Đầu tư của chúng ta, hắn lại ho khan một tiếng theo thói quen rồi tiếp, cấp trên phái ta tới làm lãnh đạo tại sở mới vài ngày, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ tình hình công tác, à, ánh mắt hắn hơi liếc nhìn Trương Dương qua cặp kính. Phó chủ nhiệm thứ nhất Tô Nham phụ trách chủ trì công tác thường vụ, phó chủ nhiệm Vương Lị quản lý công tác tài vụ, phó chủ nhiệm Vu Tiểu Đông phụ trách công tác tiếp đãi chiêu thương, phó chủ nhiệm Khương Quốc Cường đảm bảo công tác hậu cần, phó chủ nhiệm Lương Tại Hòa phụ trách quản lý và đảm bảo phương tiện, nói đến đây hắn dừng một chút rồi tủm tỉm cười nhìn Trương Dương, Tiêu Trương phụ trách công tác liên lạc. Trương Dương trong lòng nổi giận, con mi e lão tống nhà ngươi chứ, tất cả những người khác đều là phó chủ nhiệm A. Còn ta thân là nguyên lão ở đây, mà ngay cả trúc danh phó chủ nhiệm cũng bỏ đi, phụ trách liên lạc cơ sở không phải chính là loại ta A sao. Con mi e nó, vậy thì thà trở về Hắc Sơn Tử làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình còn hơn. Trương Dương không nói gì, cấm lấy chén trà nhấp một ngụm. Tống Thụ Thành lại nói, xét thấy sở thương mại và đầu tư chúng ta mới thành lập, cho nên không thể chiếu cố chu đáo cho tất cả mọi người, ta tại đây cũng không có phòng làm việc riêng. Tiểu Lương A, người cùng Tiểu Trương hai người còn trẻ, nên làm gương đi. Lương Tại Hòa lập tức nói, ta không cần phòng làm việc. Trương Dương cười nhạt, người là một tên sa phu, phòng làm việc của người chính là cái ghế tài xế, chứ người cần chó gì phòng làm việc. Trương Dương trước đây làm việc tại đây hầu như cũng không có dùng qua phòng làm việc, thế nhưng không dùng không có nghĩa là vô dụng, Hiện tại Tống Thủ Thành rõ ràng là muốn đem hắn đuổi ra khỏi đây, đây đã là liên quan đến vấn đề mặt mũi rồi. Trương Dương lạnh lùng nhìn Tống Thủ Thành, trong lòng thầm xem ngươi hôm nay ra cái dạng gì. Tống Thủ Thành nói, việc cấp bách của sở thương mại đầu tư chúng ta hiện tại là an bài chu đáo kế hoạch đầu tư của An Lão, chuyện này ta nghĩ mọi người theo như phân công cố gắng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hắn nhìn trương dương một chút nói tiểu trương đem công tác của sở trong giai đoạn trước làm báo cáo chi tiết rồi gửi lại cho một người để cho mọi người có thêm chút lý giải về tình hình trương dương mỉm cười ta đâu phải chủ nhiệm của sở ta chỉ là một cái hư danh công việc cụ thể tốt nhất ngài nên hỏi triệu chủ nhiệm tống thủ thành trầm mặt xuống tiểu trương người có thái độ gì vậy đối với công việc sao lại có thể có thái độ tiêu cực như vậy chứ trương dương không nói gì đứng lên bước ra ngoài cửa Tống Thủ Thành sửng sốt, người đây là cái thái độ gì vậy? Trương Dương mỉm cười nói, xin lỗi Tống chủ nhiệm, ta buồn tiểu quá, không nhịn được. Vu Tiểu Đông phì cười một cái, nhưng ý thực được có chút thất thố vội vàng nín cười, mấy người xung quanh cũng đang cố gắng nín nhịn trông rất khổ sở. Trương Dương căn bản không thèm để ý tới Tống Thụ Thành sắc mặt sầm lại, xoay người đi ra ngoài. Trương Dương cũng không để ý chuyện Tống Thủ Thành chèn ép mình. Cứ để hắn hiện tại đắc ý, Xóm muộn gì cũng còn cửa an lão, chỉ cần không có Trương Dương ta, cái sở thương mại đầu tư các người đừng hoàn thành. Trương Dương từ trong WCD ra, vừa lúc gặp nguyên chủ nhiệm Triệu Thành Đức, tươi cười cùng hắn bắt chuyện. Triệu Thành Đức cười nói, thế nào, họp xong chưa? Trương Dương thở dài nói, Triệu chủ nhiệm, người đúng là không trượng nghĩa, nói đi là đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói. Trên mặt Triệu Thành Đức có chút bất đắc dĩ, quyết định của cấp trên, ta nào có biện pháp bất quá ta vừa đi sở mở rộng không ít a nhưng lời này rõ ràng là mang hàm ý đả kích tống thủ thành muốn gạt trương dương ra rìa là rõ ràng điều đó thì ai cũng thấy triệu thành đức ở đây là muốn khiến cho trương dương cùng tống thủ thành đấu nhau một trận oanh oanh liệt liệt nhưng hiện tại trương dương ở trong thể chế đã lâu cũng không còn là một kẻ dễ bị xung động như vậy hắn cũng nhìn ra tống thủ thành cố ý bước mình phát hỏa thế nhưng càng là như thế lão tử càng không để cho ngươi như ý Tuy rằng Trương Dương có Lý Trường Vũ làm chỗ dựa, nhưng hiện tại Lý Trường Vũ đã đi giang thành. Núi cao hoàng đế xa, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần thiết phải phiền đến người ta. Xác định rõ ràng thái độ của Tống Thụ Thành, Trương Dương đã bắt đầu xây dựng đối sách. Người muốn chơi thì cứ chơi, lão tử không có thời gian dỗi chơi với người đâu. Hắn hướng Triệu Thành Đức cười cười nói, Tống chủ nhiệm muốn đem Trương Dụng phòng làm việc cũ của ta và ngài, hiện tại người trong sở nhiều lắm, có tới 6 phó chủ nhiệm cơ mà, về điểm này xem ra đây thực sự là thiếu thốn. Triệu Thành Đức cũng không khỏi nở nụ cười, nếu không thì ở phòng của ta cứ kê thêm vài cái bàn. Trương Dương cười nói, quên đi, sau này chỗ này ta cũng ít tới, tới lại làm cho người ta khó chịu, ngài cũng nên xem xét lại vị trí của mình đi, tống chủ nhiệm cũng rất có năng lực đó. Đây cũng là chuyện Triệu Thành Đức đang lo lắng nhất, vẻ tươi cua òi trên mặt không khỏi ngưng lại. Lúc này Vu Tiểu Đông từ trong phòng họp đi ra, hướng Trương Dương đứng xa xa gọi Trương Dương. Tống chủ nhiệm kêu ngươi vào họp đó. Trương Dương khoát tay nói các ngươi cú họp đi, ta quay về xã công có việc, Trương năm bốn thế nào là dã man. Đối với thằng nhãi Tống Thụ Thành, Trương Dương cũng khôn khéo lựa chọn phương pháp xử lý lạnh, bởi vậy mới không biểu lộ chút động thái nào cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều này khiến Tống Thụ Thành vô cùng đắc ý, cho rằng mình có thể dùng cường thế triệt để chèn ép Trương Dương, khiến thằng nhãi con này biết sợ mà nghe lời nhưng hắn nào có biết, Trương Dương đã cầm chắc phương pháp đối phó với hắn, trong mắt Trương Dương, cái loại tiểu nhân bị ổi này không đáng làm đối thủ. Tuy rằng An Lão vẫn chưa có chính thức ký kết hợp đồng đầu tư vào ngành du lịch ở núi Thanh Thai, nhưng những hoạt động thương mại đầu tiên cũng đã bắt đầu dục dịch hoạt động. Lần này bên phía An Lão cử đến một đoàn khảo sát viên người Hồng Kông, dẫn đầu đoàn vẫn là An Nữ Thần. Gã đạo diễn Vương Chuẩn lần trước bị đánh ở trên thôn Thanh Hà cũng có mặt trong đoàn khảo sát lần này. Tuy rằng lần trước tới huyện Xuân Dương không được xuân sẻ cho lắm, thế nhưng phong cảnh việt mỹ của núi thanh tha lại tạo cho Vương chuẩn một ấn tượng khá sâu. Vương chuẩn vốn là nhân viên của hãng phim Long Thịnh mà An lão lại là đại cổ đông, chẳng là hãng phim đang dự định quay một bộ phim võ hiệp, định lấy bối cảnh ở rừng cửu trại câu, thế nhưng núi cửu trại câu lại đóng cửa truy tu bảo dưỡng rừng, muốn quay tiếp thì phải đợi khá lâu. Sau lần từ núi thanh thay về. Vương Chuẩn liền nảy ra sáng kiến là sao không lấy luôn bối cảnh của rừng núi Thanh Thai cho bộ phim. Ý kiến của hắn vừa được đưa ra liền được ban lãnh đạo hãng phim phê chuẩn, dù sao tới nơi này quay phim, phí tổn sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa An Lão cũng đã có lời nhờ và bọn họ chụp một bộ ảnh về cảnh quan rừng núi Thanh Thai để quảng bá cho khu du lịch sắp xây của hắn, một chuyện vẹn cả đôi đường như vậy, hãng phim Long Thịnh mới quyết định chọn bối cảnh bộ phim là núi Thanh Thai. Đoàn khảo sát lần này gồm 7 người, 5 người là của bên hãng phim Long Thịnh, còn một người là của An lão cử tới khảo sát địa hình núi Thanh Thai. Vẫn như lần trước, lần này vẫn là An nữ thần dẫn đầu đoàn khảo sát tới Xuân Dương. Đoàn khảo sát lần này không giống như những lần ngầm khảo sát của An lão trước kia, bởi vậy An lão mới đánh tiếng báo cho đám lãnh đạo cao tầng Xuân Dương biết lịch trình của đoàn. Huyện Xuân Dương cũng cực kỳ coi trọng chuyện lần này bởi vậy mới đặc biệt phái người tới tận sân bay Nam Bình ở thành phố Giang Thành đón đoàn khảo sát. Tống Thụ Thành được lên trước chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện, hiển nhiên hắn phải đích thân tới sân bay Giang Thành đón đoàn khảo sát từ bên Hồng Kông tới. Đi theo còn có vô tiểu đông với lái xe lương tại hòa. Ăn ngữ thần vừa xuống sân bay lại không thấy thằng nhãi Trương Dương tới đón, khuôn mặt xinh đẹp cũng trầm xuống. Thực ra nàng ta không phải là nhớ thương gì tới thằng nhãi kia, mà ngược lại, Thằng nhãi đề tiện này làm nàng cực kỳ không vừa mắt. Tuy rằng lần trước hắn có ra tay cứu mình, nhưng An Ngữ Thần lại cho rằng nếu như không phải vì đánh nhau với hắn, thì bình xịt chữa bệnh hen của mình cũng sẽ không bị rơi mất. Bởi vậy nàng cũng chẳng có một chút gì gọi là cảm kích, mà trái lại, nàng lại càng hận Trương Dương hơn. Loại tiểu nha đầu ngang ngạnh chuyên lấy oán báo ơn này cũng là dạng hiếm thấy. Tống Thủ thành tươi cười niềm nở tiến lên đón, hoan nghênh An tiểu thư tới. Ta là chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện, đại biểu các cấp lãnh đạo huyện Xuân Dương gửi tới các vị lời chào trân trọng nhất. Hắn vừa cười vừa cuống quýt bắt tay từng người một trong đoàn khảo sát. Gã tài xế lương tại hòa ở phía sau thì cứ vỗ tay không ngừng, hắn cứ như sợ người ta không thèm chú ý đến mình vậy. An ngữ thần cũng chẳng thèm để ý tới tống thụ thành, liếc nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt đeo kính dâm lên. Hai tay tống thụ thành vẫn giữ nguyên ở trên không, khuôn mặt già nua của lão cũng vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Đang không biết xử sự ra sao thì lại thấy tiếng vỗ tay của Lương Tại Hòa phía sau càng to hơn, hắn quay đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lương Tại Hòa, lòng thầm chửi rủa thằng nhãi con ngu ngốc này, ông đây còn chưa đủ mất mặt nữa hay sao mà còn vỗ với trả tay. Nghệ thuật vỗ mông ngựa cũng đâu phải đơn giản, nếu như nắm bắt sai thời cơ thì nịnh hót sẽ chuyển thành chế nhạo, mà Lương Tại Hòa lúc này lại nằm ở trường hợp thứ hai. An ngữ thần lạnh lùng nói: Tại sao trương dương lại không tới đón bọn ta? Tống Thụ Thành vừa nghe thấy tên thằng nhãi trương dương kia, trong lòng liền hiểu rõ, phải chăng thằng nhãi con này trước mặt an tiểu thư đã nói xấu bôi nhọ danh dự mình? Nếu không tại sao nàng ta lại có thái độ lạnh nhạt tới như vậy? Tống Thụ Thành hay có thói quen lúc nào cũng tưởng mình là thứ quan trọng, lại hay ra vẻ mình là người thông minh nên lúc nào cũng cho mình suy nghĩ chính xác hắn cười nói chẳng là tiểu trương chủ nhiệm đang chờ các vị ở huyện Xuân Dương. Vu tiểu đông lúc này mới tiến lên tặng hoa cho từng người của đoàn đại biểu. An ngữ thần cũng vui vẻ nhận một bó hoa tươi từ tay nàng ta, nhưng sau đó lại lạnh lùng bỏ đi trước tiên. Huyện ủy cũng phái tới mấy gã thương nhân biết tiếng Quảng Đông, chủ yếu nhằm mục đích để bọn họ trao đổi công việc với đoàn khảo sát lần này. Chỉ có mình an ngữ thần vẫn mặt hoa lạnh lùng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, chẳng thèm để ý tới bọn họ. Cũng vì lúc nãy bị tiểu nha đầu an ngữ thần kia làm bẽ mặt một trận nên Tống Thủ Thành thấy xấu hổ nên không có ý định tới lui với đám người Hồng Kông này. Ngược lại với Tống Thủ Thành, Vu Tiểu Đông thì lại nói chuyện cực kỳ ăn ý với Vương Chuẩn. Còn Vương Chuẩn thấy vóc người Vu Tiểu Đông cũng khá chuẩn, lại định dở cái thói cũ ra, nói bóng gió muốn chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Từ Giang Thành chạy tới Xuân Dương cũng đã là xế chiều rồi, huyện ủy cũng đặc biệt chuẩn bị chỗ nghỉ cho đoàn khảo sát ở khách sạn Minh Châu. Hơn hết, buổi tiệc chào mừng đoàn khảo sát Hồng Kông lại là ở phòng Tứ Hải là phòng lớn nhất của nhà hàng Kim Khải Việt. Vừa đặt chân tới khách sạn Minh Châu là Tống Thụ Thành liền kéo vô tiểu đông sang một bên, kêu nàng ta gọi điện bảo Trương Dương mau mau tới đây tiếp đái đoàn khảo sát. Vô tiểu đông cũng lĩnh mệnh gọi điện về ủy ban nhân dân xã, nhưng Trương Dương lại không có ở đó. Chẳng còn cách nào khác, nàng cũng đành phải báo lại cho Tống Thụ Thành biết. Tống Thụ Thành nóng ruột vò đầu bứt tóc, tuy mới gặp mặt nhưng hắn cũng biết vị an tiểu thư này là thuộc dạng khó phục vụ. Mà vừa dối lại chót nói thằng nhãi Trương Dương đã chờ sẵn ở đây, hơn nữa vấn đề liên quan tới khoản đầu tư của an lão, lỡ như có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám nghĩ tới hậu quả. 6 giờ tối, Tống Thụ Thành tới đón đoàn khảo sát người Hồng Kông tới nhà hàng Kim Khải Việt ăn uống. Lúc tới nơi, Phu Tiểu Đông lại thấy chiếc xe Jeep của Tiểu Trương chủ nhiệm cũng đang đỗ ở trong bãi xe nàng ta tò mò đi vào đại sảnh nhỏ giọng hỏi cô tiếp viên bàn lễ tân, phó chủ nhiệm trương dương ban kế hoạch đầu tư và phát triển cũng ở đây sao? Nữ tiếp tân kia dường như rất quen thuộc với trương dương, nở nụ cười ngọt ngào nói, trương chủ nhiệm buổi trưa ăn cơm ở đây, còn từ chiều thì đã đi đánh mạt trước rồi. Vu tiểu đông cắn cắn môi dưới, đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho tống thụ thành biết không? Cẩn thận suy nghĩ một hồi liền quyết định bỏ đi, coi như chưa hề biết chuyện gì. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, việc gì phải đi chiêu chọc tới người ta. Trương Dương cũng không biết có đoàn khảo sát từ Hồng Kông tới Xuân Dương. Trên thực tế, từ lúc Tống Thụ Thành lên nhận chức chủ nhiệm Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển của huyện, hắn cũng đã vạch rõ giới tuyến với Trương Dương. Trương Dương cũng chẳng muốn nhìn mặt lão già kia, bởi vậy cũng lười chẳng thèm tới Ban Kế hoạch Đầu tư và Phát triển. Chính vì thế mà Ban Kế hoạch Phát triển và Đầu tư thời gian này cũng coi như là bình yên chưa xảy ra tình trạng nội bộ tranh chấp đấu đá lẫn nhau. Hiện giờ ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện Xuân Dương cũng chẳng khác trước là mấy, ngoại trừ việc nhân viên tăng thêm vài ba người và đổi vị tân chủ nhiệm mới. Chỉ đến khi An Lão chính thức tuyên bố sẽ đầu tư vào huyện Xuân Dương, thì lúc đó ban kế hoạch đầu tư và phát triển mới được người ta biết đến, mới được coi là tồn tại. Tống Thủ Thành cũng tranh thủ lần này đề xuất huyện tăng thêm kinh phí hoạt động của ban, Bí thư Dương Thủ Nghĩa cũng đã đồng ý đề xuất của hắn rót tiền vào ban kế hoạch đầu tư và phát triển, để họ chuẩn bị cho thật tốt lần đầu tư sắp tới của An Lão Tiên Sinh. Trương Dương cũng biết điều này từ miệng Nghiêu Văn Cường, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ bỏ họ thích làm gì thì làm. Chẳng là ngày hôm nay Trương Dương tới Xuân Dương để tham dự hội nghị tổng kết công tác kế hoạch hóa gia đình của toàn huyện. Nhưng thằng nhãi này ở hội trường lúc thì ngủ, lúc thì ngồi nghịch linh tinh, được hơn 20 phút liền trốn ra ngoài chơi, buổi trưa thì tới chỗ đám Khương Lượng cùng Như Văn Cường uống rượu nhậu nhẹt. Buổi chiều thì đi tắm nước nóng, tới tận 7 giờ tối thì tới Kim Khải Việt ăn cơm. Vừa tới nhà hàng Kim Khải Việt, Trương Dương liền nhìn thấy dòng biểu ngữ to đùng ngay ngoài cửa lớn ghi, hoan nghênh tập đoàn An Thái tới huyện Xuân Dương. Trương Dương nhìn thấy mà ngẩn hết cả người, chẳng nhẽ An lão lại tới Xuân Dương rồi sao? Thế nhưng nếu như là hắn tới, thì phải đánh tiếng báo cho mình trước mới phải chứ? cũng giống như trương dương như văn cường cũng không biết có đoàn đại biểu bên hồng kông tới hắn liền tóm một gã nhân viên phục vụ hỏi qua mới được biết vài ngày trước cấp trên đã chỉ định sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu bên hồng kông tới đây dùng cơm nghe xong như văn cường cười cười vỗ vai trương dương nói thấy không ta đã sớm nói lão tống kia không phải là thứ tốt đẹp gì rồi mà trương dương cười lạnh một tiếng nói mặc kệ hắn đi hắn thích làm gì thì làm ta cũng chẳng quản chúng ta đi uống rượu vừa vào phòng là Ngưu Văn Cường liền cả giận mắng lớn, lão già này cũng quá kiêu ngạo rồi. Tại cái huyện Xuân Dương này thì ai mà không biết là do công sức của tiểu trương chủ nhiệm mà An Lão mới chịu đầu tư. Ta thấy lão già không biết xấu hổ này định nuốt hết công trạng của ngươi rồi đó. Đám người khương lượng đều tò mò hỏi Ngưu Văn Cường đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Trương Dương cười nói, cỡ hắn mà cũng đòi nuốt hết công lao của ta sao. Chỉ sợ còn chưa có cái trình độ đó đâu. Thôi, mặc kệ hắn đi đừng để hắn phá mất tâm tình uống rượu của chúng ta nào uống vừa mới ngồi uống được một lúc điện thoại của triệu tân vĩ lại kêu lên hắn đứng dậy cười nói thật ngại quá ta phải đi chút chuyện mọi người thông cảm như văn cường nhanh nhẹn chặn cửa không cho hắn đi bực mình mắng định đi đâu vừa mới nhập tiệc mà đã định đi là sao triệu tân vĩ cười khổ nói thật sự có chuyện gấp không thì để ta xử lý xong sẽ nhanh chóng về đây uống tiếp thế nào khương lượng cười nói văn cường để hắn đi đi kẻo lại lỡ chính sự của hắn bây giờ lúc này như văn cường mới chịu nhường đường triệu tân vĩ vừa đi ra ngoài một nữ tiếp viên liền đi vào ghé miệng vào bên tai như văn cường nhỏ giọng nói câu gì như văn cường nghe xong cũng nhíu nhíu mày nói đổi cho bọn họ một chai té ra là như văn cường với cha hắn thường ngày vẫn bán rượu giả bị đám người hồng công kia nhận ra Khương Lượng cùng Trương Dương nhìn nhau cười cười, cùng mở lời nói: Sớm biết tiểu tử thối người thường ngày vẫn làm mấy cái chuyện dối trên lửa dưới như vậy, giờ thì lòi đuôi chuột rồi nhé. Nghiêu Văn cường gượng cười nói: Loại này cũng là hàng chất lượng cao, tuy là hàng giả nhưng cũng cực kỳ khó nhận ra. Ngoại trừ mấy gã cao thủ các ngươi thì cũng chẳng có mấy người ở cái huyện Xuân Dương có thể nhận ra được. Thực không ngờ tới đám thương nhân Hồng Công kia lại có thể nhận ra được. Hắn còn chưa có nói xong nữ tiếp viên nọ lại vội vàng chạy vào, thấp giọng nói, giám đốc Nghiêu, tống chủ nhiệm nói muốn gặp người. Nghiêu Văn Cường gãi gãi đầu, mặt mày khó coi chậm rãi tới phòng Tứ Hải. Trong phòng Tứ Hải, tống thủ thành sắc mặt tái mét nhìn chai rượu chi giả trên bàn, sắc mặt mọi người trong phòng cũng đều không tốt. Nghiêu Văn Cường vừa bước vào liền nhận thấy bầu không không bình thường, trong lòng thầm nghĩ. Không phải chỉ là chai rượu giả thôi sao? Làm gì tới mức như sắp đánh nhau vậy? Vốn dĩ là tống thủ thành uống cũng không nhận ra được chai Chivas này là đồ giả, nhưng cả bảy tên người Hồng Kông đều nhận ra. Hơn nữa Vương Chuẩn còn lớn giọng vạch mặt nói chai rượu này là giả ngay tại đương trường, một câu nói khiến bầu không khí vui vẻ đột nhiên trầm hẳn xuống. Trước kia Tống Thủ Thành cũng có chút qua lại với Ngưu Văn Cường, cũng biết bối cảnh của hắn. Nhưng chuyện tình ngày hôm nay thì không đơn giản chút nào, cư nhiên dám đem rượu giả tiếp đãi đoàn đại biểu người Hồng Kông, bởi vậy hắn cũng không thể nhắm mắt cho qua được ánh mắt tống thủ thành lạnh lùng nhìn Ngưu Văn Cường nói, giám đốc Ngưu, chuyện này là sao? Ngưu Văn Cường cười cười nói, thật không phải, chắc là do nhầm nhẫn ở khâu nhập hàng rồi. Ta sẽ nhanh chóng đổi một chai rượu khác ngay. Ngưu Văn Cường vừa cười nói vừa vươn tay định lấy chai rượu đã vơi một nửa ở trên bàn. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé trắng muốt từ bên cạnh nhanh nhẹn thò ra tóm lấy cổ chai, là An Ngữ Thần đã nhanh hơn Ngưu Văn Cường một bước. Nàng lạnh lùng nói, nếu như các ngươi lại đem tới đây một chai rượu giả nữa thì sao? Xem ra lần sau chúng ta tới Xuân Dương thì phải đem theo một gã chuyên gia về rượu mới được. Mấy tên người Hồng Kông đều nở nụ cười, từ trong tiếng cười bọn họ cũng có thể nghe ra được ý vị châm chọc cùng chế giễu. Như Văn Cường vẫn duy trì dáng điệu tươi cười, dù sao hắn cũng đối lý, liền nhanh chóng chữa sai, như vậy đi. Ta sẽ đổi cho các người một chai rượu khác, hơn nữa còn đặc biệt mang tới mấy món đặc sản, coi như là tạ lỗi. Ăn ngữ thần chỉ chỉ chai rượu còn hơn phân nửa cười cười nói, người muốn nếm thử một chút coi mùi vị ra sao không? Ngưu Văn Cường cũng thấy nóng mắt, tiểu nha đầu này cũng quá kiêu ngạo rồi. Ông đây đã phải xuống nước xin lỗi các người như vậy rồi, các người đã không bỏ qua lại còn muốn ta phải uống rượu giả nữa sao? Rượu giả là hắn mua, cũng là chính tay hắn bán, giờ lại đi uống thì chẳng phải là tự tay bóp sao 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 sao. An ngữ thần lạnh lùng nói, uống hết chai rượu này, chúng ta liền bỏ qua cho ngươi, bằng không chúng ta sẽ rời lập tức rời Xuân Dương. Bỗng nhiên lúc này lại truyền đến tiếng cười to sang sảng của Trương Dương, ta còn tưởng là phái đoàn của ai lớn như vậy, hóa ra là của An Đại Tiểu Thư. Thất lễ, thất lễ, Trương Dương vừa xuất hiện làm ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều sáng bừng lên, nhưng tâm tình mỗi người lại một khác. An ngữ thần cùng vương chuẩn đã từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của thằng nhãi đề tiện này, Phu tiểu Đông thì chỉ biết trương dương cũng đang ở Kim Khải Việt này, còn Tống Thụ Thành thì lại kinh ngạc cực độ, không biết tại sao trương dương đột nhiên lại ở chỗ này được. Còn mấy gã Hồng Công đi cùng kia thì là lần đầu tiên tới đây, nên cũng không biết lai lịch tiểu tử này ra sao. An ngữ thần lạnh lùng liếc nhìn trương dương nói, huyện Xuân Dương các người thực sự là hiếu khách đó. Trương Dương cười nói, là rượu giả sao? An ngữ thần đưa chai rượu qua cho hắn, lạnh nhạt nói, người tự mình nếm thử thì biết. Trương Dương cũng vui vẻ nhận chai rượu từ tay An Ngữ Thần, nhưng chẳng hiểu sao bình rượu lại như là có dầu bôi chân vậy, vừa chạm tới tay Trương Dương một cái là trượt rơi xuống đất luôn. An Ngữ Thần thấy vậy liền úp tay xuống định tóm chai rượu lại nhưng lại bị Trương Dương nắm chặt cổ tay, không nhúc nhích được tẹo nào. Bình rượu rơi xuống đất kêu cái xoảng, một tiếng vỡ tan tành, rượu trong chai cũng chảy lênh láng ra sàn nhà. Trương Dương liền giả bộ dạng giật mình, rồi gượng cười xin lỗi, thật ngại quá, là trượt tay. An ngữ thần tức giận nói, là ngươi cố tình. Trương Dương liền buông cổ tay nàng ta ra, cười nói, ta cũng chỉ xuất phát từ phép xã giao lịch thiệp mới nắm tay ngươi, thực sự không phải có ý định muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Sao 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 sao, An ngữ thần thực sự không nhịn được thằng nhãi đề tiện này nữa, tuôn ngay một từ thời thượng điển hình. Trương đại quan nhân mở lớn con mắt nhìn tiểu nha đầu an ngữ thần kia, chẳng hiểu nàng ta đang nói cái gì nữa, cái gì gì mà, phụ khoa. Trong lòng Trương Dương thầm nghĩ, nếu như người có chữa, muốn đi khám phụ khoa thì phải tới bệnh viện chứ. Ở đây kêu gào cái gì, thực chẳng hiểu nỗi tiểu nha đầu này nữa. Tống Thụ Thành đứng dậy cười khuyên can nói, đều là người một nhà mà, cứ ngồi xuống trước đi, có gì thì từ từ nói. Căn bản an ngữ thần chẳng thèm để cho hắn chút mặt mũi nào, lại tiếp tục sổ ra một chàng tiếng Anh tục tiểu nữa. Dù sao Tống Thụ Thành cũng là cán bộ cấp cao, lại thuộc bên ngoại giao nên cũng biết chút ít tiếng Anh. Hắn thực không thể tin vào tai mình được, một tiểu thư khuê các, gia đình giàu có mà lại có thể văng tục chửi bậy như vậy được, chẳng khác nào mấy mụ đàn bà tranh chua cả. Ánh mắt Trương Dương lạnh lùng liếc nhìn An Ngữ thần nói, mọi người ở đây nể mặt An đại tiểu thư ngươi cũng là nể mặt ông nội ngươi, ngươi đừng tưởng có ông nội ngươi mà ngươi có thể lên mặt như vậy, đây là huyện Xuân Dương chứ không phải Hồng Kông của nhà ngươi. Ngươi đừng tưởng có chút tiền bẩn như vậy là muốn làm gì thì làm. Tống Thủ Thành thấy Trương Dương đáp trả quyết liệt như vậy, sợ rằng thằng nhãi này đắc tội với đám khách mời người Hồng Kông này, vội vàng quát lớn Trương Dương, chú ý ngôn từ của ngươi. Hai mắt Trương Dương trợn ngược lên tràn ngập giận dữ hét lớn, ngươi cầm cái miệng thối lại cho ta. Nếu như vừa rồi có người nghe còn không hiểu, thì hiện giờ tất cả những ai có mặt ở đây đều nghe ra là tiểu trương chủ nhiệm mắng lãnh đạo của mình, bảo hắn phải câm miệng lại. Tống Thủ Thành thiếu chút nữa là ngất xỉu tại đương trường. Phu Tiểu Đông thì lại nhìn chằm chằm Trương Dương, đôi mắt đẹp lộ rõ sự hâm mộ cuồng nhiệt, đây mới là đàn ông thực sự. Sự hào hùng, đầy khí phách của Nam Nhi khiến tâm hồn thiếu nữ của Vu Tiểu Đông cũng phải sao động. An ngữ thần giận dữ đứng dậy nói, chúng ta đi. Những người giống như người căn bản không hiểu thế nào là phép tắc tôn trọng người khác. Trương Dương cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, muốn được người khác tôn trọng thì điều đầu tiên người phải tôn trọng người ta nếu như thái độ của ngươi cũng là đại biểu cho thái độ của an lão vậy thì làm phiền ngươi chuyển lời của ta tới an lão kêu hắn cũng đừng đầu tư vào huyện xuân dương của ta nữa làm gì người không tôn trọng bọn ta bọn ta cũng chẳng cần an ngữ thần nghe được câu sau của thằng nhãi kia cũng phải dừng lại một chút nhưng sau đó cũng kiên quyết phủi đít bỏ đi đám người hồng công kia cũng nhanh chóng bám theo an tiểu thư lùi dần hết lúc cả đám người hồng Kông rời đi tống thủ thành tựa như heo bị chọc tiết vậy hắn đứng phát dậy gào ầm lên, Trương Dương. Ngươi làm cái gì vậy? Dám đắc tội với mấy vị khách người Hồng Kông, nếu như ảnh hưởng tới việc đầu tư tới huyện Xuân Dương thì sao? Ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Trương Dương dùng ánh mắt kinh miệt nhìn Tống Thụ Thành nói, ta là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, ngươi có thẩm quyền bắt ta phải giải thích với ngươi sao? Nói xong hắn cũng lạnh nhạt xoay người bỏ đi, khuôn mặt của Tống Thụ Thành vì quá giận mà cũng trở nên sám quét lại, tay hắn run run chỉ Trương Dương nhưng cũng chẳng thốt ra được lời nào. Đến lúc Trương Dương sắp rời đi hắn mới gào ầm lên một câu, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Như Văn Cường đứng một bên quan sát toàn bộ màn tiểu trương chủ nhiệm đại phát thần uy, tuy rằng trong lòng vô cùng bội phục tiểu trương chủ nhiệm nhưng cũng lại thấy lo lắng cho hắn. Dù sao việc đầu tư của An Lão cũng là công tác trọng điểm của toàn huyện, nếu như vì chuyện này mà thất bại, khẳng định huyện ủy sẽ truy cứu trách nhiệm của Trương Dương. Trái ngược hẳn với suy nghĩ của tất cả mọi người, thằng nhãi Trương Dương này vẫn cứ tưng tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Bởi nhẽ hắn biết, chắc chắn An Lão không phải là người vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà thay đổi quyết định của mình. Hơn hết Trương Dương cũng nhận định rằng, An Lão đầu tư vào núi Thanh Thai cũng chẳng phải vì cái lòng tưởng nhớ quê hương kia của hắn, mà bởi vì hắn đã nhìn ra được núi Thanh Thai là mỏ vàng khổng lồ, một cây hái ra tiền, bởi vậy hắn mới chịu bỏ vốn đầu tư lớn đến như vậy còn về phần tiểu nha đầu an ngữ thần kia chắc là được nuông chiều từ nhỏ nên đâm hư cứ tưởng ra cảnh ngươi quyền thế là người khác phải sợ sao ta kinh nhưng vẫn có một điều cứ ám ảnh trương dương dương mãi nhịn không được phải quay sang hỏi như văn cường hắn thấp giọng nói này lúc nãy nàng ta nói phụ khoa là sao là chửi ngươi đó mẹ nó chứ còn dám chửi ông đây nữa như văn cường nhịn cô được ha hả cười lớn lúc ra khỏi Kim Khải Việt cũng đã là hơn 9 giờ tối, Trương Dương tới chỗ để xe của mình định lấy xe về, nhưng thật không ngờ An Ngữ Thần lại đang chếm chệ ngồi trên mui xe, ánh mắt nàng lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống. Trương Dương nghiêng đầu ngó qua bốn bánh xe xác thực chúng vẫn còn nguyên vẹn không có bị người khác đâm trọt gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, chẳng là từ cái bận bị sở yên nhiên đâm thủng lốp xe ở ủy ban xã, rồi lại tới quán thịt lừa thanh thai Sơn Trang, thằng nhãi này cực kỳ mẫn cảm với cái chuyện bị người khác đâm thủng lốp xe. Lúc này Trương Dương mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại An Ngữ Thần, thấy nàng ta vẫn mặc nguyên si một bộ tông màu đen. Áo khoác da màu đen, áo len cũng màu đen, quần bò màu đen, giày da màu đen, ngay đến cả cái kính dâm của nàng ta cũng màu đen nốt. Nhìn nàng ta giờ quả thực giống một nữ sát thủ xinh đẹp. Ánh mắt Trương Dương từ từ chuyển dần tới đôi chân thon dài của An Ngữ Thần, qua mấy lần giao đấu trước, hắn cũng biết đây là vũ khí lợi hại nhất của nàng ta. Trương Dương cười cười chiêu đùa, thế nào, vẫn chưa phục sao, lại định chịu nhục như lần trước nữa sao. An ngữ thần cũng mặc kệ thằng nhãi này nói nhăng nói cuội cái gì, chẳng thèm để ý tới hắn, lạnh lùng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số sau đó đưa qua cho Trương Dương nói, ông nội ta tìm ngươi. Ánh mắt Trương Dương đầy ước ao tiếp nhận cái điện thoại di động Motorola 8900 loại gấp, từ tay An ngữ thần. Thực ra An lão tìm Trương Dương cũng chẳng phải có việc gì quan trọng cả, chỉ là nhờ Trương Dương chiếu cố tới An Ngữ Thần cùng đoàn khảo sát lần này mà thôi. Từ âm điệu của An Lão, Trương Dương cũng đoán chừng có lẽ hắn không biết chuyện tình mình hôm nay cãi nhau to với cháu gái hắn. Nói chuyện xong, Trương Dương gấp điện thoại lại đưa trả lại cho An Ngữ Thần. Ánh mắt An Ngữ Thần xuyên thấu qua chiếc kính dâm màu đen, giao nhau với ánh mắt Trương Dương ở trên không. Nàng cũng chẳng thèm nói gì, từ mui xe nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Lúc này Trương Dương mới gọi với lại, để ta lai like ngươi đi. An ngữ thần do dự một chút nhưng vẫn mở cửa chui vào xe jeep Trương Dương cười cười nói, ông nội ngươi dặn ta phải chiếu cố nhiều tới ngươi. An ngữ thần hạ cửa kính chắn gióng xuống, một mực ngắm phong cảnh bên ngoài, chẳng thèm để ý đến Trương Dương, lạnh nhạt nói ta tự biết chăm sóc bản thân mình. Trương Dương cũng không có nổ máy ngay, bởi lẽ hắn cũng chẳng muốn gây thù kết oán gì với tiểu nha đầu này nữa hiện giờ tốt nhất nên giảm hòa là hơn. Bởi nhẽ thằng nhãi này nghĩ là nam nhân thì phải khoan dung độ lượng, cứ chấp nhặt với đàn bà con gái thì còn ra thể thống gì nữa. Hắn nói quên chưa nói cho người biết, hiện giờ ban kế hoạch đầu tư và phát triển là do tống thụ thành phụ trách. An ngữ thần thấp giọng nói ta biết. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp ông nội ta từng nói tại huyện xuân dương này người chỉ tin tưởng một mình ngươi. Trong lòng trương dương cũng thấy có chút sao động, hắn thầm than. An lão quả nhiên có là người sáng suốt, có đôi mắt tinh tường mới nhìn ra một thiên tài như mình. Trương Dương nở nụ cười đầy khiêm tốn nói, kỳ thực tất cả mọi người ai cũng nghĩ, phải làm cho thật tốt chuyện tình lần này. An ngữ thần nói, chúng ta không thích cái phong cách dối trá chỉ nói miệng của đám cán bộ nhà nước nội địa. Người tuy là một người xảo quyệt hèn hạ, nhưng cũng được coi là có chút thẳng thắn. An ngữ thần cũng chẳng muốn nói tốt cho thằng nhãi này nữa, liền chuyển chủ đề, bình rượu đó là người cố ý làm rơi phải không? Trương Dương cười cười đáp trả lại, an đại tiểu thư à. Kỳ thực ông nội người đầu tư vào quê nhà cũng chẳng phải là muốn thúc đẩy kinh tế quê nhà gì đâu, cũng là tập đoàn an thái các người muốn kiếm lời nên mới chịu bỏ tiền ra đầu tư mà thôi. Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng ai vì người khác cả. Nhưng đám lãnh đạo trên kia đều không nhận ra được điều đó, bọn họ chỉ nhìn thấy tiền của các ngươi mà thôi, bởi vậy mới nói các ngươi là khách nhân tôn quý, mới đem các ngươi đội lên đầu như vậy ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi một điều, mỗi người đều có danh dự của mình, mặc dù các ngươi là tư sản nhưng cũng chẳng cao quý hơn đám dân đen chúng ta là mấy đâu. An lão thân phận cao quý là vậy, nhưng hắn vẫn bình dị gần gũi như người dân bình thường, ngươi là cháu gái của hắn, vậy ngươi đã học được những gì từ hắn vậy? Không cần ngươi phải dạy khôn ta, tuy rằng miệng vẫn nói cứng nhưng giọng điệu của nàng lại yếu đi rất nhiều. Trương Dương nói, ta thừa nhận chai rượu đó là rượu giả, nhưng cũng không phải là chúng ta cố ý đem bình rượu giả đó tới nếu như người vẫn cứ muốn dây dưa mãi về cái chuyện rượu giả rượu thật đó nữa nhớ đâu làm dạn nứt quan hệ đôi bên thì thực không có lợi cho cuộc làm ăn sau này người thử nghĩ xem vậy thì có phải là cái được chẳng bằng cái mất không an ngữ thần cũng phải thừa nhận thằng nhãi này nói rất đúng thế nhưng lại nhớ tới cái điệu bộ hung thần ác sát lúc nãy của hắn ở nhà hàng cơn tức lại nổi lên mắng hắn, thế nhưng biểu hiện vừa rồi của ngươi chẳng có tác phong của cán bộ nhà nước gì cả. Như là, như là, chó dữ vậy, vốn dĩ an ngữ thần định nói hai từ, chó điên, nhưng lời vừa đến cửa miệng nàng liền mau chóng thay đổi. Bởi nhẽ nàng cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người vừa bình ổn một chút lại trở nên căng thẳng, nên mới chịu xuống nước như vậy. Trương Dương ha hà cười lớn, ngươi còn nói ta được sao? Chẳng phải lúc đó ngươi cũng giống một con chó cái dữ dằn sao? ăn ngữ thần căm tức nhìn Trương Dương, trong lòng thầm mắng thằng nhãi xấu xa đê tiện. Thằng nhãi này quả thực là lợn chết không sợ nước sôi lại đế thêm một câu nữa, kỳ thực chỉ cần ngươi lùi một bước là rất nhiều chuyện có thể dễ dàng giải quyết rồi. Ngươi tới đây là tìm bạn làm ăn, chứ không phải tìm cừu địch. Ta với ngươi sẽ không bao giờ là bạn. Kể cả không là bạn thì cũng không tới mức thành kẻ thù chứ. Lúc Nghiêu Văn Cường từ trong nhà hàng đi ra, thấy chiếc xe Jeep của Trương Dương vẫn còn đỗ ở trong bãi, hắn liền tới ngó qua một chút. Nhưng thực không ngờ, ngồi trong xe lại có cả An Tiểu Thư, trong đầu hắn liền nghĩ bậy bạ linh tinh. Khó trách tiểu tử này vừa xông vào cái là biểu hiện dữ dội như vậy, hóa ra là cùng An Tiểu Thư diễn trò mà thôi. Thực ra An Ngữ Thần cũng không định cứ thế cho qua cái vụ rượu giả kia, nếu như không phải vì trương đại quan nhân mở một lớn giáo dục về nhân sinh cấp tốc cả nửa ngày trời, thì chắc chắn nàng ta đã đi tìm như Văn Cường tính sổ rồi. Tuy rằng còn cách một lớp của kính xe, nhưng Như Văn Cường vẫn cảm nhận rõ ràng sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ vị An Đại Tiểu thư kia, hắn đành ngượng cười lấy lòng. Trương Dương mở cửa xe ra, đi xuống nói: người tính làm cái trò gì mà phải lén lén lút lút như vậy? Như Văn Cường cười nói, thấy ngươi vẫn chưa đi nên ta mới tới xem. Suy cho cùng Như Văn Cường cũng thấy có chút chột dạ, nếu như cái chuyện tình rượu giả dạ kia mà đồn ra ngoài, sợ rằng việc làm ăn của Kim Khải Việt sẽ bị ảnh hưởng không ít bởi vậy điều cần nhất bây giờ đó là phải lấy lòng vị an đại tiểu thư này như văn cường cười nói ồ an tiểu thư cũng ở đây đó sao thật là trùng hợp quá quán karaoke đối diện là của ta mở hay là cùng nhau sang đó chơi một chút đi tuy biết tính khí vị tiểu thư này khó chiều hắn cũng không mong gì người ta phải nể mặt mình nhưng hắn cũng phải mời xã giao lấy vài tiếng thực không ngờ tới an ngữ thần lại gật đầu đồng ý nhanh tới như vậy nàng ta nói ta vẫn chưa tới mấy cái nơi kiểu như vậy qua đó cũng được như văn cường thực không thể tin được vị an tiểu thư này lại chịu nể mặt mũi hắn làm hắn thấy có chút xúc động điều này chứng tỏ nàng ta chịu hòa giải với hắn vậy thì cái chuyện rượu giả kia chắc cũng sẽ dễ giải quyết thôi như văn cường nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào trương dương liếc nhìn như văn cường một cái là có thể đoán ra thằng nhãi này đang suy tính trong đầu cái gì hắn cũng không khỏi lắc đầu cảm thán bởi nhẽ qua vài lần tiếp xúc trước đây, trương dương cũng hiểu rõ sự lợi hại của vị an tiểu thư này. cái viên đạn bọc đường kia của ngươi cho nàng ta sợ rằng cũng vô dụng thôi. chắc chắn nàng ta sẽ bóc lớp đường bên ngoài từ từ nhấm nháp, còn viên đạn kia nàng ta sẽ đá trở lại cho ngươi. đã vậy ngươi còn vui mừng cái nỗi gì cơ chứ? tuy rằng quán karaoke ái thần của ngưu văn cường ở cái huyện xuân dương này cũng được đánh giá là loại một thế nhưng trong mắt An Ngữ Thần thì nó cũng chỉ đạt ở cái mức bình thường, chẳng có cái gì đặc sắc cả. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, nơi này làm ăn khá tốt, phòng khách không đầy 200 mét vuông nhưng khách đều ngồi chật kín hết. TV thì mờ tịt, âm thanh cũng chỉ là hạng ba, nhưng người hát lại có vẻ rất nhập tâm. Nghiêu Văn Cường cũng nhận ra ánh mắt coi thường của An Ngữ Thần, hắn ho khan một tiếng gượng cười nói, chỉ là một huyện lỵ nho nhỏ, điều kiện cũng không thể bằng bên Hồng Kông được hắn dẫn Trương Dương với An Nữ Thần vào một phòng cũng khá rộng rãi trên lầu 2, mọi người vừa vào, nữ phục vụ liền mở đầu đĩa lên. An Nữ Thần khoát tay nói, ta không hát, chỉ ngồi xem thôi. Như Văn Cường đánh mắt ý bảo nữ nhân viên kia không bật karaoke nữa mà mở nhạc nhẹ lên, sau đó hắn tới phòng làm việc của mình, cầm tới một chai chi phát xịn. An ngữ thần cùng Trương Dương hai người đều có chút ngạc nhiên khi thấy hắn còn dám sách một chai chi phát tới. Trương Dương cười nói, ta cũng phải bội phục ngươi sát đất. Như Văn Cường ha hả cười nói, lúc nãy thực xin lỗi, chai này mới là đồ thật 100%, giả một đến người. Khuôn mặt lạnh lùng của An Ngữ Thần cũng lộ ra một nụ cười nhẹ đầy tiếu ý, thấy thái độ thành khẩn nhận sai của thằng nhãi này, nàng cũng không thèm chấp nhặt với hắn vụ rượu giả kia nữa, hờ hững nói, ngươi yên tâm, chuyện tối nay chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng Như Văn Cường cuối cùng cũng rơi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi cả buổi an ngữ thần cùng trương dương chủ yếu là bàn bạc về nhật trình của đoàn khảo sát cùng việc đi lại ăn ở của cả đoàn bọn họ định ở lại núi thanh thai hai ngày việc quan trọng nhất là phải làm thế nào để đám lãnh đạo cấp cao của hãng phim long thịnh thấy hài lòng về cảnh sắc của núi thanh thai hợp với bộ phim đang quay an ngữ thần cũng nhấn mạnh nếu như có thể làm tốt chuyện này có thể miêu tả hết được vẻ đẹp của núi thanh thai thì nàng sẽ đề cử tới những hãng phim khác ở hồng kông mà bước đầu trong dự án đầu tư của An Lão đó chính là quảng bá hình ảnh của rừng núi thanh thai trên cả phim ảnh lẫn truyền hình. Trương Dương cũng cực kỳ tán thưởng cái ý tưởng lớn này của An Lão, nhưng thật ra ý tưởng bước đầu quảng bá hình ảnh của núi thanh thai này lại là của An Ngữ Thần nghĩ ra. Nàng nói, nếu như tất cả mọi chuyện đều thuận lợi đúng như dự tính, thì vào khoảng một tháng sau sẽ có một đoàn quay phim tới đây. Việc ăn ở sinh hoạt cũng như công tác, hay việc liên hệ qua lại của đoàn làm phim với thôn dân núi Thanh Thai cũng sẽ do người phụ trách. Trương Dương lại nâng chén rượu Chivas lên, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói, lần này mới là hàng thật. Ăn ngữ thần ghét nhất chính là bị người khác khinh thường không thèm để ý đến. Đôi mày liễu dựng ngược lên nói, ta với người đang bàn chuyện, người có thể nghiêm túc lại một chút được không? Trương Dương cười nói, căn bản những chuyện này với ta đều không thành vấn đề, người yên tâm đi, ta sẽ lo liệu tốt chỉ cần đoàn quay phim vào núi, ta sẽ đảm bảo mọi chuyện đều thuận lợi. An ngữ thần cũng thấy hài lòng với cách làm việc thẳng thắn của Trương Dương, nàng nâng chén rượu nên nói, được. Chén rượu này uống là để cho qua mấy chuyện không hay trước đây, mong rằng thời gian tới đôi bên sẽ hợp tác vui vẻ, chia. Trương Dương còn đang ngơ ngác chẳng hiểu nàng ta vừa nói cái gì, lại thấy nàng ta chạm chén rượu vào chén của mình lúc này thằng nhãi này mới ngộ ra, tưởng gì hóa ra là cụm chén. Trương Dương cũng vui vẻ nâng chén rượu lên uống. An Ngữ thần một hơi uống cạn chén rượu, xong thản nhiên cười nói, quả thực không phải là rượu giả. Thực ra thái độ của nàng chuyển biến nhanh như vậy căn bản là do lúc nãy ông nội gọi điện cho nàng, trong điện thoại An Chí Viễn nhắc nhở nàng ta, trong chuyện làm ăn thì nhất thiết không được để tình cảm cá nhân xen vào, thương trường như chiến trường. Kể cả là tình cảm tốt hay xấu đi chăng nữa, nếu như cứ để tình cảm lấn áp lý trí như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán của mình tuy rằng tận trong thâm tâm an ngữ thần vẫn ghét cay ghét đắng thằng nhãi đề tiện này, nhưng nàng cũng không phủ nhận, thằng nhãi này là mắt xích khá quan trọng trong kế hoạch đầu tư sắp tới của gia tộc vào huyện Xuân Dương. Hơn hết, nàng cũng phải thừa nhận, thằng nhãi con này tuy giống lưu manh nhưng cũng còn thẳng thắn hơn cái gã tống thụ thành đầy vẻ quan lưu kia. Đến giờ nàng mới hiểu, tại sao ông nội lại coi trọng thằng hãi này tới vậy, bởi vậy nàng mới quyết định dẹp bỏ thù hận sang một bên, vui vẻ hợp tác làm ăn với hắn dù sao nghiêu văn cường cũng là một gã thương buôn có tiếng qua lại mật thiết với cả hắc bạch hai đạo bởi vậy cái mũi của hắn cũng khá nhanh nhạy vừa nghe thấy người ta nói đến chuyện hợp tác làm ăn hắn cũng biết không nên ở lại đó làm gì liền lấy cớ lủi ra ngoài thế nhưng nghiêu văn cường vừa bước ra đến đại sảnh thì đột nhiên đèn điện lại bật sáng chung hết cả lên một đội cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng ống ập vào quán nghiêu văn cường giật mình hoảng hốt quán karaoke của hắn từ lúc mở tới nay chưa hề được cảnh sát ghé thăm bao giờ sao đột nhiên hôm nay lại có một đội đến kiểm tra như vậy. Dẫn đầu đội cảnh sát là một người thân hình cao lớn, tướng Mạo Uy Vũ, chính là người vừa mới tới huyện Xuân Dương đảm nhiệm chức vụ đội phó đội cảnh sát hình sự Điền Bân. Tuy rằng Nhiêu Văn Cường vẫn chưa lần nào giao lưu với vị tân đội phó này, nhưng từ lâu hắn đã nghe qua danh tiếng gã này. Thấy Điền Bân dẫn quân hùng hổ xông vào quán như vậy, Nhiêu Văn Cường cũng thầm kêu không ổn, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn cười cười lấy lòng nói, đội trưởng Điền, không biết ngọn gió nào đem ngài tới đây vậy. Điền bân lạnh lùng liếc mắt nhìn như Văn Cường một cái nói, ngươi là ông chủ ở đây. Ngữ khí của Điền bân tràn ngập sự uy áp, cứ như cấp trên đang hỏi tội cấp dưới vậy. Ngưu Văn Cường cũng biết thế lực đằng sau lưng Điền bân, bởi vậy hắn cũng không dám đối kháng lại, vẫn duy trì nụ cười nịnh hót lấy lòng nói, đúng vậy. Ta là Ngưu Văn Cường. Điền bân phất tay một cái, mấy gã cảnh sát kia liền nhanh chóng xông lên lầu hai. Tuy rằng bảo vệ của quán khá nhiều, thế nhưng đám cảnh sát đặc nhiệm lại được trang bị vũ trang tận răng như vậy, bọn chúng ai cũng không dám ho he một tiếng. Với số tiền lương ít ỏi như vậy, mà có cho thêm tiền bọn chúng cũng chẳng thiết làm cái việc phạm pháp đi đánh cảnh sát cả. Trong lòng Ngưu Văn Cường cũng thấy tức giận, mẹ nó chứ. Điền bân ngươi tưởng là ai mà kiêu ngạo như vậy, lão tử không trêu chọc gì ngươi, ngươi lại đi phá đám việc làm ăn của ta là sao? tuy tức giận nhưng ngưu văn cường cũng không dám để lộ ra ngoài mặt vẫn gượng cười nói đội trưởng điền người đang làm cái gì vậy điền bân lạnh lùng nói làm gì có người báo đại sảnh quá người có người hát karaoke cơ mặt ngưu văn cường giật giật mấy cái kỳ thực trước kia hắn cũng đã nghĩ qua tới chuyện này hơn nữa khương lượng cũng đã nhắc nhở hắn mấy lần nhưng mà mở quán ba không thì làm sao kiếm nhiều được tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng nhưng ô dù hắn to hắn vẫn quyết định mở quán karaoke ái thần này hắn lạnh lùng nói, đội trưởng Điền, ta là một người làm ăn chân chính, người nói như vậy thì ta sao có thể làm ăn gì được nữa. Nếu như quán ta không có cái loại hành vi đó, cục công an các người có chịu bồi thường thiệt hại cho ta không? Điền Bân cười lạnh nói, phối hợp điều tra với cảnh sát là trách nhiệm của mỗi công dân, người lớn từng này tuổi rồi, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết là sao. Hắn cũng lười chẳng thèm đôi co với Ngưu Văn Cường nữa, hai tay chắp sau đít chậm rãi tiến lên lầu 2. Kỳ thực lần này Điền Bân tới đây kiểm tra cũng là chủ ý của Bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa. Thực ra sự tình xét tới cùng lại do Tống Thủ Thành chủ mưu, bởi vì cái chuyện rượu giả kia làm hắn mất mặt với đoàn đại biểu người Hồng Kông, một bụng tức như vậy, đương nhiên hắn phải đi gặp lãnh đạo mà kể lể. Dương Thủ Nghĩa nghe xong cũng nổi trận lôi đình. Nguyên bản hắn cũng không ưa gì gã cục trưởng cục tài chính như Học Đông, hơn nữa con trai hắn lần trước bị người ta làm nhục cũng ở quán karaoke Ái Thần, ít nhiều cũng liên quan tới Như Văn Cường sự vụ tiếp đãi đoàn đại biểu Hồng Kông là cực kỳ trọng yếu, vậy mà lại bị tiểu tử Ngưu Văn Cường dùng rượu giả chơi một vố nữa. Dương Bí Thư trong cơn tức giận liền đánh điện cho Cục trưởng Cục Công an Thiệu Vệ Giang, kêu hắn tới quán karaoke ái thần kiểm tra một lượt. Thiệu Vệ Giang đương nhiên hiểu tâm ý của, nhưng hắn cũng không tiện ra mặt xử lý vụ này được bởi vậy hắn mới kêu Điền Bân đi làm. Dù sao cha hắn Điền Khánh Long cũng là lão đại của cả giới công an trên Giang Thành, hơn nữa hắn cũng vừa mới tới Xuân Dương, đương nhiên hành sự sẽ chẳng nề nang điều gì, nếu như lỡ đắc tội với người khác, hắn cũng còn có chỗ dựa mà chống lưng. Thiệu vệ giang quả nhiên không hổ danh lão cáo giả lăn lộn trên quan trường nhiều năm, một kẻ nằm giữa như hắn phải biết làm sao để không phật ý cấp trên, cũng không được làm mất lòng kẻ khác, nhất là cha con vị cục trưởng cục tài chính kia. Bởi vậy một bên hắn điều điên bân tới quán karaoke ái thần làm nhiệm vụ, một bên hắn đánh điện báo cho Khương Lượng biết đợt đột kích lần này, bởi vì hắn biết Khương Lượng cùng Như Văn Cường có quan hệ qua lại mật thiết. Nhưng đúng lúc Khương Lượng gọi điện tới quán karaoke thì điện thoại thoại tại quầy ba lại bị một nữ nhân viên đang buôn chuyện phiếm với bạn, bởi vậy mà Như Văn Cường không hề biết có cuộc đột kích này của cảnh sát mà chuẩn bị trước. Nhưng cũng may mắn cho hắn, đại sảnh quán cũng không có phát sinh sự tình gì cả, bởi vậy Như Văn Cường mới dám hùng hổ bốp chát lại điền bân như vậy. Trên lầu 2 chỉ có 3 gian phòng là có khách ngồi, một phòng trong đó là của Trương Dương cùng An Ngữ Thần. Còn hai phòng bên cạnh có bảy, tám tên bạn học của Ngưu Văn Cường đang tụ tập nhậu nhẹt với nhau, hiển nhiên là không có gì đáng nghi cả. Lúc cảnh sát ập vào phòng của Trương Dương thì thấy có một đôi nam nữ đang sóng vai ngồi trên ghế sofa uống rượu nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên thấy nhiều cảnh sát như vậy ập vào, người bản lĩnh như Trương Dương cũng phải giật mình sửng sốt, trong lòng thầm chửi rủa Mẹ nó chứ, có chuyện gì mà cả đám cảnh sát xông vào đây thế này? Một lúc sau Trương Dương thấy Điền Bân tay chắp sau đít tiêu sái bước vào, thù mới hận cũ lại trỗi dậy, Trương Dương liền cho rằng, thằng nhãi Điền Bân chắc chắn là muốn nhắm vào mình nên mới kéo quân tới đây đông như vậy. Nhưng sự thực cũng không phải như Trương Dương nghĩ, lúc vào phòng Điền Bân cũng thấy giật mình khi thấy thằng nhãi Trương Dương cũng có ở đây. Điền Bân cũng chẳng mấy vừa mắt với thằng nhãi con Trương Dương này. Cũng chỉ tại hắn mà từ lúc tả hiểu tình trở về Giang Thành, chẳng hiểu sao nàng ta lại trở lên lạnh nhạt hờ hững với hắn, cảm giác như nàng ta đối xử với hắn như người dưng nước lã vậy. Điền bân cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, liền đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Dương. Hắn cũng nhìn ra tả hiểu tình là có cảm tình với thằng nhãi con này, vậy còn thằng nhãi con này thì sao? Mới có mấy ngày mà đã kiếm một nữ nhân khác ngay rồi, hắn nào có thèm để tả hiểu tình ở trong lòng chút nào? Lại còn dám ngang nhiên tán tỉnh nữ nhân khác ngay trước mặt hắn, hắn cho rằng đây là hành vi khinh thường tả hiểu tình, cũng là coi thường toàn bộ gia tộc hắn, thử hỏi như vậy thì sao hắn lại không cam giận thằng nhãi trương dương này cơ chứ? Điền Bân đánh mắt cho một gã cảnh sát bên cạnh, gã cảnh sát kia liền hiểu ý đội trưởng, tiến lên trước quát lớn, đứng hết lên cho ta, hai tay để sau gáy, ngồi xổm xuống. Trương Dương vẫn lẳng lặng, chẳng thèm nói năng gì, chậm rãi nâng chén rượu lên nhấp một ngụm nữa. Hắn biết, bên cạnh có vị an tiểu thư tính tình nỏng nảy như lửa này, chuyện này cũng chưa chắc đã đến lượt hắn ra tay. An ngữ thần vẫn kiềm chế được bản thân, ánh mắt nàng liếc nhìn tên cảnh sát kia lạnh lùng nói, bọn ta chỉ uống rượu nói chuyện phiếm cũng là trái pháp luật sao. Gã cảnh sát nọ nghe vậy càng giận dữ quát tháo lớn hơn, uống rượu thì không trái pháp luật, thế nhưng hai người các ngươi là kẻ bị tình nghi, hiện tại phải theo ta về đồn để hiệp trợ điều tra phá án. Khóe môi an ngữ thần hơi nhếch lên một chút, trong đôi xinh đẹp lại mắt tràn ngập sát ý. Nàng chậm rãi đứng lên tới gần gã cảnh sát kia tạt thẳng chén rượu trong tay vào mặt hắn, tiếp đó là một cước chớp nhoáng ngay vào bụng gã cảnh sát xấu số nọ. Gã cảnh sát bị ám toán bất ngờ, cả người bay vèo về phía sau đập thẳng vào tường sau đó rơi xuống đất nằm im thiên thiết, chẳng biết sống chết ra sao nữa. Toàn bộ đám cảnh sát tại đường trường đều cả kinh, thật không ngờ cô gái kia lại xuất thủ nhanh như chớp, lại tàn độc đến vậy sau khi xử xong gã cảnh sát kia an ngữ thần dùng tốc độ nhanh nhất vào tới trước điền bân theo phản ứng liền rút khẩu súng lục bên hông ra dí sát ngay chán của an ngữ thần nhưng con dao găm giấu ở tay phải an ngữ thần cũng đã kể sát cổ họng điền bân một giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên chán điền bân chậm rãi rơi xuống lưỡi dao sáng loáng ngay cổ hắn cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ lưỡi dao đang thấm dần vào da cổ hắn trong phòng đột nhiên lại im lặng đến đáng sợ mọi người đều có thể nghe rõ tiếng từng giọt mồ hôi của điền đội trưởng rơi trên lưỡi dao sắc nhọn. Điền bân cố lấy hết súng khí uy hiếp ngược lại nữ nhân kia, người nghĩ dao của ngươi nhanh hay đạn của ta nhanh. Đôi mắt đẹp của an ngữ thần không lộ chút sợ hãi nào, nàng cười lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn đánh cuộc với ngươi, xem cổ ngươi bị cắt trước hay đầu ta bị bắn thủng trước. Trương đại quan nhân vẫn cứ vui vẻ nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ nữa, sau đó lắc lắc đầu tấm tắc khen, rượu ngon rượu ngon, Trương Dương vẫn thản nhiên uống rượu như thường, cứ như những sự tình đang xảy ra ở trước mắt cũng chẳng hề liên quan tới hắn vậy. Hắn hiểu rõ hơn ai hết bối cảnh của An Ngữ Thần, hai người này đều có thế lực chống lưng, xem ra để bọn họ tự giải quyết với nhau là cách tốt nhất. Trương Đại Quan Nhân chỉ làm người ngoài cuộc, tọa sơn quan hổ đấu, coi con nào chết trước. chương 55, Quả Phụ Thanh Chàng diện rơi vào thế rằng co, Ngưu Văn Cương chạy tới cửa phòng vừa vặn thấy một màn đó, hắn không khỏi có chút đau đầu nhưng nhìn đến trương dương vẫn bình thản ngồi uống rượu ở kia trong lòng nhất thời minh bạch người ta còn không gấp mình gấp cái gì chứ điền bân an ngữ thần hai người này ai mình cũng không thể đắc tội được bất quá hai người họ đấu nhau ngược lại có khi lại hay chuyện này điền bân không có chiếm được phần tốt bất quá ngưu văn cường là ông chủ quán vẫn phải ra mặt hắn vội chạy tới mặc dù trong lòng không muốn hắn cuống quyết nói hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi điền đội trưởng vị này chính là trưởng đoàn khảo sát từ Hồng Kông An Ngữ Thần, cháu gái của An Lão Tiên Sinh. Điền Bân nghe được câu sau trong lòng không khỏi sửng sốt. Con mẹ nó, rốt cuộc này xảy ra chuyện gì? Ý tứ của thiệu vệ giang chính là muốn chỉnh như văn cường, nói hắn bán rượu giả cho đoàn khảo sát Hồng Kông. Thế nào mà hát an ngữ thần này lại ngồi ở quán hắn uống rượu? Điền Bân vốn là một người bản tính đa nghi rất nặng, nhưng tình huống trước mặt cũng không cần suy nghĩ nhiều, Hắn có thể cảm giác được chính mình bị người khác lợi dụng, chậm rãi buông khẩu súng xuống, nét lạnh lùng căng thẳng trên mặt tan biến, nhanh chóng tươi cười, "An tiểu thư, nguyên lai like đều là hiểu lầm." Nhưng An Ngữ Thần vẫn chưa có hạ thanh kiếm trên cổ hắn xuống, ta lại không có cảm thấy đây là hiểu lầm. Trương Dương lúc này mới bắt đầu tiến lại, cười cười giữ tay An Ngữ Thần xuống nói, "Điền đội trưởng nói hiểu lầm thì là hiểu lầm, đạo lý khẳng định là nằm trong tay của điền đội trưởng a." Sắc mặt điền bân sầm xuống, thằng nhãi này cư nhiên dám nói móc mình. Điền bân nhìn qua thanh kiếm của An Ngữ Thần, thấp giọng nói quả là đau tốt, nhưng trong tâm thầm chửi, mẹ kiếp, nếu như ngươi không phải là người của An Lão, chỉ bằng vào cái tội mang theo dao kiếm bên người, Lão Tử cũng có thể xử ngươi rồi. Nói xong câu đó hắn phất phất tay, hai tên cảnh sát bị đánh gục kia mặt xám xịt vội chạy ra ngoài. Khi Điền Bân đi ra đến cười, An Ngữ Thần còn An Nhi lùng nói theo, người còn quên xin lỗi thì phải thân hình cao lớn của điền biên dừng lại trước cửa hắn cũng không thèm quay người lại mà chỉ thấp giọng nói một câu xin lỗi sau đó tiếp tục rời đi điền bân vừa rời đi cùng mấy tên cảnh sát như văn cường mới nhận được điện thoại của khương lượng khương lượng gọi là nhắc nhở hắn chú ý như văn cường ỉu xìu nói chậm rồi việc cũng xảy ra xong hết rồi khương lượng không khỏi căng thăng nghe như văn cường kể lại không có chuyện gì xảy ra lúc này hắn mới bình tâm lại mà khi Ngưu Văn Cường nói cho hắn rằng Điền Bân thiếu chút nữa đem an ngữ thần coi là gái làng chơi đem bắt lại, Khương Lượng không nhịn nổi bật cười sằng sặc, sự tình phát triển thật có thể nói là khó lường, hắn thấp giọng đem chủ mưu đứng sau vụ này ra nói cho Ngưu Văn Cường. Ngưu Văn Cường không nhịn được chửi, ta đã sớm nhìn cái tên Tống Thụ Thành không vừa mắt, hắn lần này căn bản là muốn nhân cơ hội chỉnh ta đây mà. Khương Lượng nhắc nhở, lần trước thái tử gia của bí thư với hắn ta gặp chuyện ở đây nếu không phải có lý phó thị trưởng thì cũng phiền phức to rồi, chúng không mang thù trong lòng mới là lạ. Như Văn Cường nghiến răng nghiến lời, lão dương kia thì ta không thể trêu vào thì đành chịu. Còn cái tên tốn thụ thành kia, cứ đợi đấy. Như Văn Cường nhẹ nhàng trở lại phòng, đem nguyên nhân hậu quả chuyện này nói cho Trương Dương biết. Trương Dương nghe xong mỉm cười gật đầu, tối ngày hôm nay hắn Thủy chung giữ vị trí người đứng ngoài cuộc quan sát chuyện xảy ra, Điền Bân rõ ràng là bị người khác lợi dụng, Tống Thụ Thành nguyên bản là muốn chơi Ngưu Văn Cường, nhưng chẳng ai lại nghĩ tới An Ngữ Thần lại tới quán của Ngưu Văn Cường cả, xem ra Ngưu Văn Cường cũng thật có phúc khí. Trải qua vụ lộn xộn với đám cảnh sát, An Ngữ Thần cũng không còn có tâm trạng uống rượu nữa, nàng đứng dậy ly khai phòng hát, Trương Dương cũng đi theo tiến làng, trải qua một buổi tối nói chuyện, lại trải qua một chàng ẩm ý, cả hai bất giác sinh ra một cảm giác cùng có chung kẻ địch. An Ngữ Thần đóng cửa xe ô tô cái rầm, cặm giận nói ta sẽ không bỏ qua cho Điền Bân kia. Trương Dương cười nói, thực ra mà nói thì, chuyện tối nay Điền Bân kia cũng chỉ là người bị kẻ khác lợi dụng, hơn nữa chuyện này cũng không phải là nhắm vào ngươi, Tống Thụ Thành kia là vì tư thù nên muốn trả đũa Ngưu Văn Cường nên mới đặt ra cái sự này. Nói trắng ra ngươi chỉ là bị hắn kéo vào chuyện này thôi. Trương Đại Quan Nhân rất nham hiểm, nói thì nghe như nhẹ nhàng là khuyên giải người ta, nhưng thực chất lại chính là khiến An Ngữ Thần chút giận gữ lên Tống Thụ Thành, An ngữ thần nhíu mày, cái tên Tống Thự Thành kia ta vốn cũng không ưa gì. Đúng là cái dạng tiểu nhân, chuyên dở trò sau lưng người khác. Từ phản ứng của an ngữ thần, Trương Dương biết mục đích của mình đã đạt được. Hắn lái xe đưa an ngữ thần về khách sạn Minh Châu, đang chuẩn bị lái xe rời đi thì bôn dễ ý thấy phía xa xa có một chiếc Santana màu đỏ. Trương Dương nhìn qua là biết đó chính là chiếc xe của sở thương mại. Chiếc Santana đỏ đi tới dừng lại ở ngay phía trước cửa khách sạn. Tống Đại Minh từ trong xe bước xuống, sau đó hắn mở cửa sau xe, bên trong một nữ tử chừng hơn 20 tuổi bước ra, nhan sắc của nàng cũng thuộc vào là khá, bất qua trông khá là đầy đặn, vừa bước chân xuống xe Tống Đại Minh đã thò tay nhéo lên cái mông nở nang kia một cái, nữ tử này uống éo người nói một tiếng, đáng ghét. Sau đó hai người khoác tay nhau bước vào khách sạn. Tống Đại Minh cũng coi như chẳng ra gì, thằng nhãi này thừa dịp đoàn khảo sát Hồng Kông ở trong khách sạn Minh Châu, Bảo Khang Quốc Cường đặt cho hắn một cái phòng dùng kinh phí chiêu đãi của Sở Thương mại và đầu tư, buổi tối hắn mang gái theo điên loan đảo phượng, đến xe cũng là mượn của sở. Trương Dương Nguyên bản mang hận với Tống Thụ Thành, hiện tại lại thấy quý tử của hắn, tự nhiên muốn tính món nợ này lên người thằng nhãi kia, cha ăn mặn thì con khát nước vậy. Tống Đại Minh cùng bạn gái hắn vừa tiến nhập vào trong phòng cũng không có thèm bật đèn, lập tức ôm hôn nhau, hai người vừa hôn vừa sờ soạng khắp người, vừa di chuyển về hướng cái giường. Tống Đại Minh một tay cởi áo bạn gái hắn, một tay tháo dây lưng của mình. Quần áo vừa mới cởi ra thì sau lưng tự nhiên bị điểm một cái, cả người đổ dầm về phía trước đè ập lên cô nàng kia. Cô ả bị thân hình to đùng của Tống Đại Minh đè lên, suýt nữa thì bị thằng nhãi này đè chết. Nàng sẵn giọng nói, người không nhẹ nhàng một chút được sao, cứ đổ như lợn chết vậy, nói còn chưa dứt lời, cả người cảm thấy tê dần. Đồn cảnh sát địa phương nhận được tin báo từ khách sạn Minh Châu, lập tức suốt người tới đó gõ cửa phòng không thấy động tính gì liền phá cửa xông vào, sau khi bật đèn lên thì thấy một đôi nam nữ đang lõa thể ôm nhau làm cái chuyện nọ. Tuy rằng tình huống cụ thể không rõ, nhưng vừa nhìn cái tư thế cũng minh bạch được. Vài tên cảnh sát như lang như hổ xông vào, kết quả thế nào cũng có thể đoán ra được. Tống Thủ Thành biết con trai hắn bị túm thì cũng không nói gì, chuyện đi với gái cũng không có gì đáng nói lắm. Nhưng có hai điểm làm hắn không thể bình tĩnh nổi. Đó là thằng trời đánh kia lại dùng danh nghĩa của sở thương mại và đầu tư để đăng ký và dùng kinh phí của sở để thanh toán, hơn nữ nữ tử đi với nó kia là một hồ ly tinh có tiếng ở sở, chẳng hiểu thế nào mà lại thông đồng với nó nữa cơ chứ. Tống Thủ Thành cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, thế nhưng cũng chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ, vội tới đồn công an bảo lãnh cho thằng trời đánh đó về. Về tới nhà cũng đã gần sáng rồi, nguyên bản đang ngủ ngon thì nhận được điện thoại của Dương Thủ Nghĩa gọi hắn tới nghe giọng dương thủ nghĩa có chút bất thiện tống thủ thành nhất thời cảm thấy không ổn rồi quả nhiên vừa thấy mặt hắn dương thủ nghĩa giận dữ hét lên ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy ta cho ngươi tới làm chủ nhiệm sở thương mại đầu tư không phải để ngươi lấy của công là việc riêng ngươi nhìn mà xem hiện tại cả cái huyện xuân dương này đều nói ngươi dung túng cho nhì tử lợi dụng của công hoàn toàn đang đả kích sở thương mại đầu tư tống thủ thành cười khổ giải thích hắn đúng là thực sự không phải Dương Thủ Nghĩa đập bàn cái, dầm, nói, không phải. Bị người ta bắt quả tang thông dâm tại trận, một tiểu tử chưa lập gia đình cùng một ả à hồ ly tinh đã có chồng. Người không thấy mật mặt sao? Tống Thủ Thành mặt đỏ dần lên nói, ta thật sự không biết tiểu tử này lại dám làm những việc như thế. Dương Thủ Nghĩa đang chuẩn bị chửi hắn tiếp thì thư ký của hắn từ bên ngoài đi vào nói, Dương Thí Thư, có điện thoại của Lý chủ nhiệm văn phòng thị ủy. Dương Thủ Nghĩa trong lòng căm giận Tống Thủ Thành, sắc mặt đang hầm hầm nhưng khi cầm lấy điện thoại lập tức nét mặt cùng giọng thay đổi. Hắn vừa cười trừ, vừa nói xin lỗi, hứa hẹn các kiểu. Lúc buông điện thoại thì mặt đầy mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi chửi, tống thụ thành, ngươi là cái đồ phế vật. Ta bảo ngươi tiếp đón đoàn khảo sát Hồng Kông, rút cuộc ngươi làm cái quái gì thế? Tống Thụ Thành ngơ ngác không hiểu nói, ăn uống ngủ nghỉ ta đều dùng tiêu chuẩn tối cao để tiếp đãi mà. Thối lắm, ăn tiểu thư thế nào lại ở quán của Ngưu Văn Cường? Ngươi không phải nói Ngưu Văn Cường bán rượu giả cho người ta sao? Đây là... Dương Thủ Nghĩa cười lạnh. ngươi được đấy. Điền bân tối qua tới quán của Ngưu Văn Cường, còn cho rằng An Tiểu Thư là gái làng chơi, suýt nữa thì đem bắt đi. À, cả người Tống Thụ Thành nhu chìm vào hầm băng. Dương Thủ Nghĩa oán hận nói, An Lão trực tiếp gọi điện tối văn phòng thị ủy chắc cứ tác phong làm việc của chúng ta. Ta nói cho người Tống Thụ Thành, từ nay về sau bất cứ chuyện gì đừng có nói hưu nói vượn trước mặt ta tống thủ thành nói nhất định là cái tên tiểu tử trương dương kia bày trò dương thủ nghĩa thờ ơ nói chuyện tiếp đón đoàn khảo sát hồng kông ngươi không cần quản nữa giao cho trương dương phụ trách đi cái gì tống thủ thành trợn mắt hắn quả thực còn cho rằng mình nghe nhầm dương thủ nghĩa nói đây là yêu cầu của bên phía hồng kông đưa ra họ nói ngươi cứng nhắc bảo thủ thiếu linh hoạt đấy là còn chưa nói đến vụ kia người bây giờ đi lo cho sạch sẽ đi cho ta. Trương Dương căn bản không thèm coi Tống Thụ Thành là đối thủ, một tên tiểu nhân như vậy không đáng để coi trọng. Lần thứ hai bước vào trong sở thương mại và đầu tư, mọi ánh mắt nhìn Trương Dương hoàn toàn bất đồng so với lần trước. Sở chỉ có một mục đích, đó chính là phải thực hiện vụ đầu tư của An Lão cho thật chắc chắn, bọn họ vì mục đích này mới thành lập, vì mục đích này mà tồn tại. Toàn bộ sở thương mại và đầu tư, thậm chí toàn bộ Xuân Dương, Trương Dương là người duy nhất an lão tín nhiệm, một khi chuyện này đã rõ ràng, toàn bộ phó chủ nhiệm trong sở lập tức minh bạch ai mới là chủ tử thực sự của họ. Tống Thủ Thành tuy rằng tiếng là chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư, nhưng trên thực tế hắn rất lười tới sở. Hiện tại thằng con trời đánh lại gây ra chuyện tình mắt mặt kia, chồng của cô ả kia ba ngày nay ngày nào cũng tới sở chửi ầm lên. Tống Đại Minh thì vừa bệnh ở nhà, Tống Thủ Thành thân là lãnh đạo không thể cáo bệnh mà trốn như con hắn được, đành vác cái mặt dày đến sở. Triệu Thành Đức nhìn hắn với cái ánh mắt đầy châm biếm và khinh thường, vừa mới chỉ vài ngày trước còn phong quang lắm, như bức chiêu thiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất hết, lại còn thành ra cái dạng thê thảm thế này. Cái này là thực lực A. À, người không có thực lực thì đừng có ra vẻ, nếu không quốc lấy hậu quả chỉ là bản thân mình thôi. Triệu Thành Đức cũng thập phần minh bạch tống thủ thành sở dĩ rơi vào cái thảm cảnh này chính là nhờ Trương Dương tặng cho, trong lòng đối với Trương Dương càng thêm vài phần nể trọng và kính sợ đúng là vô luận tại thời nào vô luận tại nơi nào người có thực lực luôn khiến cho người khác phải nể trọng hắn hiểu ra được ban đầu trương dương không có biểu hiện gì không phải là bơi trương dương sợ tống thụ thành kia mà căn bản không thèm để hắn vào trong mắt trương dương lái xe đi vào phía trong sân trụ sở sau đó đi tới phòng làm việc của triệu thành đức triệu thành đức nhiệt tình đứng lên đón tiếp hắn vào trong tươi cười nói tiểu trương chủ nhiệm a hình như lâu rồi chưa có tới ở đó Trương Dương nở nụ cười, ta lần này tới là để hội báo công tác cho Triệu Chủ nhiệm đây. Triệu Thành Đức cười nói, hiện tại Chủ nhiệm sở vẫn là Tống Thụ Thành, Tiểu Trương Chủ nhiệm nhầm đối tượng rồi. Không lầm a, à, ban đầu tư là thuộc về sở thương mại, ngươi chính là Chủ nhiệm sở thương mại, ta không tìm ngươi thì tìm ai chứ? Triệu Thành Đức trong lòng vui mừng, những lời này của Trương Dương khiến cho hắn rất có mặt mũi, muốn thu được tình cảm của người khác. Trước tiên là phải khiến cho bọn họ cảm giác được rằng mình tôn trọng họ, Trương Đại Quan Nhân hiểu được cái đạo lý nếu muốn người khác kính ngươi thì trước hết ngươi phải kính người ta. Trương Dương nói, ta cuối tuần phải tới Giang Thành, đi học tập huấn tại trường đảng, cho nên chuyện tình tại đây sợ rằng phải làm phiền nhiều Triệu chủ nhiệm rồi. Triệu Thành Đức trong lòng khẽ động, tới trường đảng tập huấn chính là giống như đồng được mạ vàng. Trường đảng cấp tỉnh, trường đảng cấp thành, trường đảng cấp trung ương mỗi cấp khác nhau thì sau khi đào tạo cũng cho ra những sản phẩm khác nhau. Trương Dương còn trẻ như thế, vừa bước chân vào quan trường chưa tới nửa năm lại có thể có được kỳ ngộ như thế thật khó tin. Nếu không phải có bối cảnh thâm sâu thì nhất định không thể đạt được điều đó, Triệu Thành Đức không khỏi nhíu ô tới Lý Trường Vũ hiện tại đã là Phó Thị trưởng Giang Thành, xem ra người ta đồn đại Trương Dương là con tư sinh của Lý Phó Thị trưởng cũng không phải là không có nguyên do A. À. Lý Trường Vũ tuy rằng đã đi Giang Thành, nhưng vẫn không quên chiếu cố cho trương dương tại đây đúng là nghĩa độc tình thâm trong mắt triệu thành đức trương dương nhiễm nhiên trở thành một thế lực chính trị tiềm tàng tiểu tử này tiền đồ vô hạn nghĩ như vậy thái độ của triệu thành đức đối với trương dương lại càng thêm thành khẩn trương dương nói đoàn khảo sát hồng không lần này khảo sao tương đối thảo mãn bọn họ đợi bộ văn hóa phê chuẩn thì sẽ bắt đầu cuối tuần sẽ có đoàn làm phim tới đây chuẩn bị tiến hành công tác lúc đó ta còn đang ở giang thành không thể mỗi ngày đều tới lui được, cho nên mọi vấn đề tại Xuân Dương huyện đành phiền Triệu chủ nhiệm chỉ trì cho. Triệu Thành Đức tươi cười, chủ trì thì hẳn là ngươi rồi, nếu như ngươi thực sự coi trọng ta, ta sẽ cố gắng hỗ trợ thật tốt. Lấy thân phận của hắn mà lại nói ra những lời đó rõ ràng là ý tứ A do siểm nịnh cực kỳ. Trương Dương nói, lát nữa ta muốn triệu tập một cuộc họp nhỏ tại sở. Triệu Thành Đức lập tức lãnh hội được ý tứ của Trương Dương, để ta triệu tập mọi người. Triệu Thành Đức tuyệt đối là một người tâm tư linh hoạt, Trương Dương hiện tại vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm, với chức danh này đương nhiên triệu tập cuộc họp là không được phù hợp cho lắm, so với bản thân mình ra mặt rõ ràng là không hợp lý bằng. Trương Dương tìm hắn cũng là vì tâm tư này, hơn nữa, hắn còn cần Triệu Thành Đức để áp chế Tống Thụ Thành. Cuộc họp của sở diễn ra tại phòng họp, ngoài dự đoán đó là Tống Thụ Thành lại lảng tránh không tham dự. Từ sau cái vụ nhục nhã đó, hắn quyết định chỉ cần có mặt Trương Dương, hắn sẽ không xuất hiện. Cái này gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Triệu Thành đức tiếng là chủ trì cuộc họp, nhưng trên thực tế chỉ là áp trận cho Trương Dương, hắn mỉm cười nói, "Ngày hôm nay triệu tập cuộc họp này là muốn an bài công tác trong thời gian tới. Cuối tuần sẽ có người của phía Hồng Kông tới đây, cụ thể thế nào xin mời Trương chủ nhiệm an bài." Trương Dương cười nói, "Đầu tiên xin nói cho mọi người một tin tức tốt. Sau đợt khảo sát vừa rồi, bên phía Hồng Kông rất vừa lòng, công ty điện ảnh Long Thịnh đã quyết định cử một đoàn phim tới Thanh Thai Sơn, lấy ngoại cảnh nơi này làm phim. Có lẽ cuối năm nay sẽ có vài bộ phim mà nơi đây là ngoại cảnh. Nói đến đây Trương Đại Quan Nhân cố ý dừng lại một chút, theo như kinh nghiệm của tiểu tử này thiết dây là để cho người khác có thời gian vỗ tay. Phòng họp vẫn im ắng, cư nhiên không có ai vỗ tay, yên tĩnh khoảng chừng 5 giây, sau đó Vu Tiểu Đông là người đầu tiên vỗ tay một cái, Triệu Thành Đức vỗ thay theo, lúc này những người còn lại mới bắt đầu ỉu xìu vỗ tay theo trương dương chú ý đến lương tại hòa cùng khang quốc cường hai tên này kỳ thực vỗ tay chỉ như để lấy lệ ngay cả âm thanh cũng không phát ra trương dương cười lạnh con mẹ các ngươi chứ không có chút tôn trọng ta nào cả a à? hai tiểu tử ngươi chờ xem trương dương lại nói tiếp cuối tuần đoàn làm phim sẽ tới chuyện xe cộ vận chuyển sẽ do lương tại hòa phụ trách lương tại hòa hơi sừng sốt trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Bình thường vẫn nghe người ta gọi hắn một tiếng lương phó chủ nhiệm, giờ Trương Dương lại gọi đích tên hắn khiến cho hắn có chút không thích ứng được. Trương Dương lạnh lùng nói tiếp, đoàn phim từ Hồng Kông đến hẳn là mang theo không ít đạo cụ, việc này đều do ngươi lo liệu. Ta không mong muốn có chút bất mãn nào từ phía đoàn phim. Lương Tại Hòa rất nhanh có thể ý thức được đó chính là khổ sai, Trương Dương hẳn là muốn hắn trở thành một tên khổ sai vận chuyển. Thân phận của hắn chính là lái xe. Đã thế đoàn phim lại là làm việc trong núi, lúc đó chẳng phải là hắn phải trường kỳ chạy tới chạy lui từ xã Hát Sơn Tử và huyện Xuân Dương sao? Ngẫm lại thực sự là nhức đầu, Tiểu Trương, công tác này thực sự có chút nặng nề, ta sợ bản thân không đảm nhiệm nổi. Trương Dương nói chắc như đinh đóng cột, nếu như hiện tại ngươi cảm thấy không làm nổi công việc thì có thể lập tức ly khai khỏi sở thương mại đầu tư này, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Lương Tại hòa sừng sốt, nhưng lập tức phẫn nộ đứng lên, lão tử đây đường đường là phó chủ nhiệm của sở, người dựa vào cái gì mà sai khiến được ta, hắn đập bàn đứng dậy trương dương, người có cái ý gì đây? Sở thương mại đầu tư này không tới lượt ngươi lên tiếng. Lúc này Triệu Thành Đức mới thể hiện cái uy của mình, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lương Tại Hòa, Lương Tại Hòa, người nói năng như thế với lãnh đạo sao? Thái độ như thế là sao? Những lời này chính là nói cho Lương Tại Hòa rằng ngươi chỉ là một tên sa phu mà thôi chứ lãnh đạo cái quái gì huyện chỉ đạo xuống sở này cũng chỉ có Trương Dương và Tống Thụ Thành là chính thức mà thôi, các người tới đây được gọi một tiếng chủ nhiệm đã cho rằng mình to lắm sao. Lương Tại Hòa tuy rằng biết Triệu Thành Đức cùng Trương Dương cùng một ruột, nhưng không ngờ Triệu Thành Đức lại công khai đứng về phía Trương Dương như thế. Triệu Thành Đức lại nói tiếp, sở công thương chỉ có bốn gã tài xế, nếu ngươi cảm thấy không đảm nhận được công việc thì có thể yêu cầu chuyển công tác đi nơi khác đi. Lương Tại Hòa đành nuốt cục tức mà ngồi xuống, hắn có gan cãi lại Trương Dương, nhưng đối với Triệu Thành Đức thì lại không. Trương Dương lại hướng mắt nhìn Khang Quốc Cường, Lão Khang, người làm việc tuy rằng rất tích cực, điều đó ai cũng có thể thấy được, thế nhưng dù sao biên chế cũng không phải thuộc về sở thương mại đầu tư, có nhiều chuyện không thể tùy tiện làm được, nếu không người ngoài nhìn vào lại bảo chúng ta dĩ quyền mưu tư, lấy việc công làm việc riêng. Khanh Quốc Cường cũng là một người tinh anh, lập tức minh bạch sự kiện tống đại minh kia chính là trương dương lén lấy danh nghĩa của sở để đăng ký phòng và kinh phí của sở để thanh toán cho hắn chính chuyện này đã khiến cho tống thụ thành sống dở chết dở không ngờ trương dương lại cũng lấy vậy làm đắc ý dù sao bản thân hắn cũng là trong thể chế nhiều năm đã cống hiến không ít và cũng đã là một phó chủ nhiệm một ban ngành tuy rằng bị trương dương nắm lấy yếu điểm nhưng ngoài miệng hắn vẫn không phục tiểu trương về vấn đề này ta cũng đã làm kiểm điểm ta cũng không bia tống đại mình kia lại làm cái việc đó, dù sao khoản đó cũng đã bồi hoàn lại. Làm người ai chẳng có lúc sai lầm, lẽ nào cứ phải sai lầm thì không được sửa chữa sao? Trương đại quan nhân cực kỳ đắc ý cười, "Lão Khang, chúng ta là đồng sự, ta thế nào lại có thể làm như thế chứ?" Thế nhưng bên phía Hồng Kông vì chuyện này hết sức tức giận. Hành vi của Tống Đại Minh đã bôi nhỏ hình tượng của chúng ta, bên trên muốn truy cứu rõ ràng chuyện này cho nên ta xem ngươi tốt nhất là nên tránh đi một thời gian, tránh để cho mâu thuẫn trở lên gay gắt. Triệu chủ nhiệm sẽ an bài cho ngươi. Khang Quốc Cường mình bạch rõ ràng đây chính là người ta muốn đá mình ra khỏi đây. Triệu Thành Đức tuy trước đây có cũng có trao đổi sơ qua, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ thán phục thủ đoạn của Trương Dương. Ngay cả chủ nhiệm Tống Thụ Thành và hai tên thân tín Khang Quốc Cường, Lương Tại Hòa đều là nhân tố bất ổn, đem chúng đá ra khỏi sở là một lựa chọn chính xác không thể nghi ngờ nhưng triệu thành đức cũng phát hiện rằng chính mình đã leo lên ngồi một thuyền với trương dương điều này làm cho hắn có hơi chút bất đắc dĩ nhưng nếu phải lựa chọn thì hẳn là hắn cũng sẽ phải lựa chọn thế lực của trương dương rồi khang quốc cường cả giận nói công tác của ta là do huyện phân công người không có cái quyền an bài cho ta trương dương vẫn mỉm cười nói giả như phía hồng Kông biết người vẫn ở đây sợ rằng sau đó sẽ không ít chuyện phiền phức a uy hiếp đấy chính là trắng trợn uy hiếp thế nhưng Khang Quốc Cường Quân hiểu rằng, nếu như Trương Dương muốn cho phía Hồng Kông truy cứu chuyện này thì thật sự dễ như trở bàn tay. Giờ ngay cả Tống Thụ Thành cũng muốn muốn lưu lại cái vũng nước đục sở thương mại đầu tư này, chính mình dù có miễn cưỡng lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đành trầm mặc xuống không nói gì. Ánh mắt Trương Dương lại đảo qua Tô Nham, Vương Lị và Vu Tiểu Đông, đối với bọn họ hắn cũng không có mẫu thuần gì. Bất quá khi ánh mắt Trương Dương lướt qua, trong lòng họ không khỏi giấy lên một chút cảm giác bất an, bọn họ cảm nhận rõ ràng được sở thương mại đầu tư này không phải là một cái chỗ tốt lành gì quyền lực thực sự nằm trong tay trương dương hiện tại tiểu tủ này chính là người đại diện phát ngôn của phía hồng kông trương dương cười nói các người cứ phụ trách công việc như đã phân công ta cuối tuần phải đi tập huấn ở trường đảng giang thành hy vọng các vị ở đây có thể đoàn kết nhất trí cùng nhau nỗ lực thực hiện cho được hợp đồng đầu tư này của phía hồng kông phải cho cả xuân dương toàn bộ giang thành thậm chí cả tỉnh Bình Hải này thấy được năng lực của chúng ta. Lần này không cần phải chờ đợi chút nào, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Lợi dụng lần họp này, Trương Dương coi như đã loại bỏ xong thành phần chống đối, đồng thời cũng khiến cho những người còn lại trong sở hiểu được ai mới là chủ nhân thực sự của cái sở thương mại đầu tư này. Tống Thụ Thành ngồi trong phòng làm việc của hắn mà lặng lẽ uống chén trà, ánh mắt hắn cứ chăm chú nhìn gió thổi xào sạc ngoài cửa sổ, hắn tự hồ cảm nhận được điều gì, thở dài thấp giọng nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chủ nhật Trương Dương tới Giang Thành, vì lo lắng sẽ phải liên tục lui tới Giang Thành và Xuân Dương cho nên hắn quyết định tự lái xe đi. Bất quá tiểu tử này thực sự là một tên mù đường, cứ đi một đoạn là lại phải dừng xe hỏi đường. Từ Xuân Dương tới Giang Thành chỉ có 8 mới năm cây em mà hắn đi mất hơn 2 giờ. Tiến vào trong trung tâm Giang Thành rồi, thấy xe cộ đông đúc như nêm, đường xá thì phức tạp càng khiến cho tiểu tử này hoa hết cả mắt tuy rằng hắn cũng đã tới tỉnh Lị Tĩnh An trực thuộc Bắc Nguyên, nhưng dù sao lúc đó cũng là sở yên nhiên cầm lái, hắn chỉ ngồi mà thôi. Giang Thành tuy rằng không phải là tỉnh Lị, nhưng dù sao cũng là đô thị lớn nhất tại tỉnh Bình Hải, là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất Bắc Bộ. Tuy rằng diện tích không có lớn bằng Tĩnh An, nhưng vì lý do lịch sử, cho nên đường xá trong nội thành thập phần phức tạp. Trương Dương vừa lái xe, vừa nhìn xung quanh xem có chỗ nào mua được bản đồ hay không, suốt cả buổi mà vẫn không tìm được một chỗ nào. Vì mải nhìn ngó đường xá, Trương Dương không có để ý tới đèn giao thông nên vượt quá vạch bị cảnh sát giao thông bắt lại. Hắn thầm kêu xui xẻo, lái xe vào phía vỉa hè dừng lại. Viên cảnh sát giao thông đi tới bên xe hắn, lịch sự chào hỏi rồi nói, đồng chí, xin xuất trình giấy tờ xe và bằng lái. Trương Dương cuống quyết đem giấy tờ lần lượt trình ra, nhưng giấy tờ xe thì hắn lại không có, vì dù sao đây cũng là mua lại xe cũ, có còn thì cũng có khi hết thời hạn sử dụng rồi. Trương Dương cảm giác có chút không ổn, hắn cười nói, đồng chí cảnh sát giao thông, ta vừa rồi thật là sơ ý, Tech In thừa nhận khuyết điểm. Người cứ ghi hóa đơn phạt đi, ta xin chịu phạt. Viên cảnh sát giao thông vẫn kiên trì nói, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Trương Dương giả bộ tìm tìm trong ví một chút, sau đó thất thanh kêu lên, hỏng rồi. Ta quên mang theo rồi, thật là, vội vàng tới Giang Thành quá, ngay cả việc quan trọng như thế cũng quên. Mời xuống xe, dựa theo quy định thì không có giấy thông thành không được phép chạy xe. Đồng chí, người xem ta còn có việc rất gấp, có thể thông xmả một chút không? Trương Dương vừa nói vừa lấy một bao thuốc A à thì mã kín đáo đưa cho viên cảnh sát. Không ngờ viên cảnh sát này vẫn hết sức nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên. Đồng chí, người không nên làm cái loại chuyện như thế này. Đề nghị xuống xe. Trương Dương lúc này mới ý thức được có điện thoại di động tiện như thế nào, giả như trên tay lúc này có một cái di động, điện một cuộc điện thoại cho Lý Trường Vũ có phải dễ dàng giải quyết không? Nhưng hiện có nói thế nào thì cũng đã muộn rồi, Trương Dương thở dài nói, đồng chí cảnh sát, ta thực sự là có việc gấp, ta tới Giang Thành là hội báo công tác với Lý Phó Thị Trường. Người có quen tới hứa bí thư cũng vô dụng, vi phạm là sẽ bị xử phạt. Trương Dương cũng là một người đúng nguyên tắc, thế nhưng loại người nguyên tắc tới mức cứng nhắc bảo thủ thế này thì thực sự là khiến người ta khó chịu hắn gật gật đầu rồi bỗng nhiên đề ga phóng thẳng viên cảnh sát giao thông dẫn giữ hét lên đứng lại cho ta trương dương không có ý định chạy hắn chỉ cố tình làm trò một chút thôi tiến sát vào vỉa hè hắn dừng xe lại tủm tỉm cười bước xuống xe nói với viên cảnh sát đang đỏ bừng mặt vì tức giận kia thật xin lỗi cái chân ga lỗi quá đưa chìa khóa xe đây trương đại quan nhân vung tay lên một vật nho nhỏ sáng như chùm chìa khóa bay chéo sang cái khe lắp cống thoát nước gần chỗ tên cảnh sát đang tiến lại, chết ta rồi. Chùm chìa khóa của ta. Điều phiền phức là chiếc xe của vẫn còn đậu dưới lòng đường, rất nhanh chóng tạo thành chướng ngại giao thông khiến cho đường trở lên ùn tắc khó đi. Viên cảnh sát giao thông nổi giận đùng đùng dùng điện thoại điện về trung tâm cứu hộ giao thông gọi xe tải tới. Nhưng trong lúc đó thì giao thông càng ngày càng trở nên ùn tắc. Trương Dương thì vẫn đứng khoanh tay vui vẻ nhìn một gã cảnh sát giao thông niên kỷ khá lớn đi tới, bực mình hét lên, Tần Bạch, ngươi làm cái trò gì thế? Viên cảnh sát giao thông tên gọi Tần Bạch kia giận dữ nói, hắn không có giấy thông hành xe, lại chống cự lại người thi hành công vụ. Trương Dương ra vẻ vô tội, ta không có chống người thi hành công vụ mà, người bảo ta đỗ xe vào hè ta cũng đỗ, người bảo ta dây giấy tờ ta cũng giao rồi. Lão cảnh sát giao thông kia kinh nghiệm phong phú, thấp giọng hỏi Tần Bạch đã xảy ra chuyện gì, sau đó hướng Trương Dương nói, đi nào. Đừng có dở trò với ta, hắn hẳn là đã nhìn ra nội tâm Trương Dương, loại xe cũ này hiển nhiên là xe công cũ, có thể lái được loại xe này hẳn chủ nhân của nó cũng có chút sâu xa. Dù sao ở Giang Thành này cũng có nhiều nhân vật không nên đắc tội, với lại chút vi phạm nhỏ này cũng chẳng có gì to tát. Lão cảnh sát giao thông đưa lại giấy tờ xe câu Trương Dương nó, lần sau nhớ chú ý đó. Vâng, Trương Dương vui vẻ tiếp nhận giấy tờ xe của mình, rồi từ đâu lôi ra một chiếc chìa khóa nổ máy rời đi viên cảnh sát giao thông trẻ kia nóng nảy hắn rõ ràng cố ý giấu chìa khóa lão cảnh sát giao thông cười ha hả thằng nhãi danh giảo quyệt thật sau đó quay lại nói với viên cảnh sát tên tần bạch kia làm công vụ thì cũng cần linh hoạt một chút hiện đang là giờ tan tầm làng nhằng gây ủn tắc giao thông đến lúc đó lại phải gánh trách nhiệm a thế nhưng cũng không thể phá vỡ nguyên tắc được nguyên tắc có mài ra ăn được không mất thời gian vì một thằng lì lợm làm gì, người thật là không có đầu óc kinh tế, quá ấu trĩ. Trương Dương vừa đi vừa mò mẫn bản đồ suốt một giờ mới tới được trường đảng Giang Thành. Trường đảng nằm ở nam khu Giang Thành, tiếp giáp ngay cạnh bệnh viện nhân dân số 1, đối điện với công viên Thanh Long, lại nói hắn vì không biết đường mà đi hết sức là mua đường, từ khu Đông Thành sang khu Bắc, sau đó lại mò sau khu Tây Thành, tới cuối cùng mới về tới đây, coi như là đi dạo quanh Giang Thành một vòng rồi mới tới trường đảng lúc tiến nhập vào trong, Trương Đại Quan nhận tự nhiên là bị bảo vệ thường trực hỏi han, đối phó với dạng này, đương nhiên Trương Dương quá quen thuộc rồi, hắn rút ra hai bao A Thi Mã cho họ, rồi xuất ra giấy thông báo nhập học. Tên bảo vệ Tiểu Trần vui vẻ nhiệt tình chỉ vị trí nhà khách trường đảng cho hắn, sau đó lại tự mình lái xe Trương Dương cất đi. Kinh phí học tập lần này của Trương Dương là do huyện nhà cấp, bất quá hắn cũng không có thói quan lãng phí khoản công. Trường đảng là an bài cho học viên ăn ở đều là hai người một phòng. Cùng phòng với Trương Dương là phó chủ tịch xã Trà Lâu huyện Nghi Nam là Chu Chiêm Nguyên, năm nay 30 tuổi, cũng có thể coi là một cán bộ trẻ, thế nhưng so với Trương Dương thì đích thị vẫn là một lão cán bộ không hơn không kém. Lúc nói chuyện giới thiệu bản thân, Trương Dương đương nhiên không có nói đến cái chức chủ nhiệm kế hoạch hóa đình xã Hắc Sơn Tử, mà đương nhiên là chức danh phó chủ nhiệm Sở Thương mại và Đầu tư huyện Xuân Dương. Chu Chiêm Nguyên nghe thấy Trương Dương còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ nhiệm Sở Thương mại và Đầu tư huyện trong mắt không khỏi hiên lên vài phần kính nể và ao ước. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng lắm về những lời thằng nhãi này nói, ngay cả căn cước cũng không thấy có. Chu Chiêm Nguyên tại thể chế cũng đã dốc sức không ít năm, kiểu học tập chuyên tu tại trường đảng cũng không phải là lần đầu tiên tham gia, cho nên về kiến thức các mặt đương nhiên hơn Trương Dương rất nhiều. Theo như miệng hắn nói thì Trương Dương biết được tập huấn chuyên tu này là chủ yếu là đào tạo công tác, cho nên các xã, thị đều đưa tới các cán bộ trẻ tuổi nòng cốt để tham dự, Ngày mai còn có cả bí thư thành ủy Hứa Thường Đức tới tham dự lễ khai giảng khóa học này. Trương Dương Nguyên bản là có kế hoạch đi tìm Lý Trường Vũ, lần này tới đây Tô lão thái cũng bảo hắn mang cho Lý Trường Vũ nhiều thứ, thế nhưng nhìn lại đã hơn 8 giờ tối, đành bỏ ý định này đi. Nhà ăn cũng đã đóng cửa, đành ra ăn qua loa mấy thứ bên ngoài, đang trở về thì gặp Chu Chiêm Nguyên đang cùng mấy tên đồng hương ra ngoài uống rượu, Chu Chiêm Nguyên sảng khoái bắt chuyện mời Trương Dôn đi cùng. Trương Dương In cảm ơn ý tốt của hắn nhưng cũng tạ lỗi khôn đi, dù sao hắn cũng không hợp đi với người ta. Trương Dương rửa mặt xong, uể oải bật TV lên xem, trên màn hình dần dần xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, thanh âm thân thiết nhu hòa của Hải Lan vang lên bên tại hắn, cả người hắn ngây ngốc ra, cặp mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt mỹ lệ của Hải Lan đang tươi cười trên màn hình. Một thời gian không gặp, nàng tựa hồ cũng gầy đi không ít. Hải Lan hiện đang làm phóng sự tại Bình Hải, Trương Dương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng lặng chiếu, không khỏi thở dài cảm thán thực sự là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Suốt đêm đó Trương Dương nằm cứ trần trọc miên man, hắn phát hiện ra rằng bản thân hắn Thủy chung không thể quên được hình ảnh của Hải Lan, tuy rằng hắn đã trốn thật sâu tình cảm đó trong lòng, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của nàng, nghe thấy giọng nói, nhìn thấy điệu cười của nàng thì tình cảm ẩn sâu trong lòng ấy lại bùng cháy lên dữ dội. Cảm giác này làm cho hắn thấy khó hiểu, không biết lý trí của nữ nhân làm bằng cái gì, nói buông là có thể buông dễ dàng như thế được sao? Mãi tới gần lúc bình minh, Trương Dương mới mơ màng thiếp đi lúc nào cô biết, trong giấc mơ ấy, hắn lại mơ thấy lúc hai người bên nhau, say đắm trao nhau nụ hôn dài miên man bất tận. Đang mộng đẹp thì có người lay lay hắn, dậy, dậy. Trương Dương mở hai mắt, cảnh vật trước mắt hắn từ mông lung bắt đầu hiện rõ ra. Trước mặt hắn là một khuôn mặt mỹ lệ, tóc dài trải chuốt chỉnh tề, búi lên trên thành một búi. Hàng lông mày lá liễu dài hiện ra một nữ nhân trông bừng bừng anh khí. Dưới gọng kính đen là một đôi mắt trong sáng như là nước mù thu, tràn ngập vẻ trông mình và trí thức. Mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày đầy vẻ quyến rũ Tây Phương. Tuy rằng Trương Dương thừa nhận nữ tử này quả thật là đẹp, nhưng hắn cũng cảm giác thấy nàng thiếu mất một điểm mà nữ nhân cần phải có đó là sức cuốn hút. Thân thể của nàng cũng khá cao, đại khái vào khoảng 1m7, mặc một bộ vét nữ đen, thân thể có thể nói là rất tuyệt. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, trông hết sức thanh lịch mà lại sang trọng. Trương đại quan nhân lúc này mới hốt hoảng, nữ nhân trước mặt này khiến cho người ta có một loại cảm giác khí thế uy áp khó diễn tả, nhưng hắn thực sự không rõ sao tự nhiên lại có nữ nhân trong phòng mình. Không đợi Trương Dương kịp định thần, khí chất mỹ nữ kia lên tiếng, giọng đầy vẻ nghiêm túc khiển trách ngươi làm sao vậy. Giờ đã là 9 giờ 30 rồi, sao vẫn còn chưa thèm rời giường. Trương Dương vừa bực mình vừa buồn cười, ngáp dài một cái rồi nói: người có nhầm hay không a? À? Đây là quyền riêng tư của ta, ngươi là mẹ ta hay nữ nhân của ta mà quản được sao?" Khí chất mỹ nữ cắn môi, kéo tung chăn trên người Trương Dương ra, rồi quát lên: "Đứng lên cho ta!" Trương Đại Quan Nhân sửng sốt, cái chuyện con mẹ gì thế này? Lão tử làm người hai kiếp rồi mà còn chưa thấy qua nữ nhân nào biêu hãn như thế a? À? Sở Yên Nhiên cùng An Nữ Thần tuy rằng rất có cá tính nhưng chắc chắn cả hai nàng đều kiên quyết không làm cái chuyện kéo chăn đàn ông ra thế này a à. khí chất mỹ nữ cũng có phần sửng sốt nàng hiển nhiên là thấy được tiểu tử này đang mặc áo ba lỗ và quần lót tuy rằng hắn vẫn mặc quần lót nhưng vì đang mộng mỹ ngon lành cái của hắn lại đang ngóc đầu dậy khiến quần hắn dựng lên cao vút khí chất mỹ nữ đỏ bừng mặt oán hận quát lên mặc quần áo mau mặc ngay quần áo vào cho ta trương dương trong lòng thầm mắng con mẹ nó chứ Ta đây mới phải là người xấu hổ mới phải chứ, chính ả à là người kéo chăn ta ra kia mà. Ngẫm lại vừa rồi chính mình đang nằm mơ thấy cùng Hải Lan XXOO không khỏi núi tiếc cho giấc mộng đẹp. Chậm rãi mặc quần áo, vừa mặc vừa suy nghĩ về lại lịch của nữ nhân này. Sau đó thong thả đi vào toilet vệ sinh cá nhân chừng hơn 10 phút, đi ra vẫn thấy nữ nhân kia đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào đợi mình. Trương Dương còn phát hiện trên hành lang còn có 16 tên được cử tới chuyên tu tại trường đảng đồng khóa với mình trong đó đương nhiên có cả Chu Chiêm Nguyên, cả đám đang đứng cúi đầu y như học sinh bị thầy cô phạt. Trương Dương trong lòng lấy làm lạ, cái nữ nhân này đang làm gì thế? Như thế nào đều như đang sợ nàng ta vậy? Ngay lập tức tới hội trường, tất cả hành vi của các người ta sẽ ghi vào hồ sơ lúc tốt nghiệp. Nàng nói xong xoay người bước đi. Gần 20 chuyên tu sinh lúc này mới như chút được gánh nặng, thờ dài rời đi. Trương Dương vẻ mặt khó hiểu hỏi, nàng là ai vậy? sao ra vẻ ép người gớm thế? Chu Chiêm Nguyên lặng lẽ kéo tay áo hắn nói nhỉ, đoàn thị ủy bí thư Tần Thanh. Cái gì? Trương Dương kinh ngạc trợn hai mắt lên, phàm là cán bộ tại danh thành không ai là không biết tới đại danh Tần Thanh, nàng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 90, sau đó lại đi du học tại Harvard, trong vòng ba năm đạt đến học vị tiến sĩ, vị hôn phu lý Trấn Dương của nàng cũng là một cao tài sinh ở Harvard, bọn họ quen và yêu nhau ở nước ngoài, sau khi về nước Lý Trấn Dương liền bước chân vào quan trường, đảm nhiệm vị trí thư ký thị trưởng cho thị trưởng Giang Thành Lê Quốc Chính. Bọn họ đã chuẩn bị kết hôn thì Lý Trấn Dương bị tai nạn vào đúng ngày hôn lễ. Tần Thanh từ đó bắt đầu bước chân vào quan trường, ngắn ngủi trong vòng một năm đã leo lên vị trí đoàn thị ủy bí thư, đừng nói là tại Giang Thành mà ngay cả tỉnh Bình Hải cũng chưa hề có tiền lệ như vậy. Tần Thanh xử sự tác phong thẳng thắn, rất có phong độ lãnh đạo, Thế nhưng đồng sự và hạ cấp nói rằng nàng ta có chút bất cận nhân tình, dần dần hình thành biệt hiệu Quả Phụ Thanh. Mọi người làm trong quan trường Giang Thành không ai không biết tới nàng ta. Trương Dương yên lặng suy nghĩ một chút, Quả Phụ Thanh, Đoàn thị ủy bí thư, tính ra nàng ta cũng ngang cấp với chức bí thư huyện ủy. Trong biên chế hắn chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã, nếu người ta muốn xem chừng mình chết chắc. Ngẫm lại phản ứng của mình vừa rồi, Trương cũng có chút hơi ngại tiểu đệ đệ lúc đấy đang ngóc cao đầu, hắn thầm mắng đúng là thật không biết nặng nhẹ gì cả, lúc nào cũng cứ như vậy được. Chu Chiêm Nguyên vẻ mặt đau khổ nói, lần này thật phiền phức. Trương Dương có chút bất mãn nhìn hắn một cái, thằng nhãi này vừa rồi nhất định là ra mở cửa nên quả phụ thanh kia mới xông vào trong phòng mình như thế được. Chu Chiêm Nguyên nhìn Trương Dương lập tức ý thức được hắn đang nghĩ gì, lập tức đỏ mặt nói, là nàng bước ta mở cửa, ta cũng không có biện pháp a. À. Trương Dương cười cười, không có việc gì, lên phòng học đi thôi. Cả đám chuyên tu sinh mặt xám xịt si tiến nhập vào trong hội trường, lúc này hội trường cũng vang lên một tràng hoan hô vỗ tay như sấm dậy, Trương Dương nhìn lại thấy giật mình, nguyên lại thị ủy bí thư hứa thường đức đã tới rồi. Cùng tiến vào với hứa thường đức là thư ký thị ủy bí thư Lưu Trường Văn, đoàn thị ủy bí thư Tần Thanh, ngoài ra còn có một số lãnh đạo của trường đảng, bọn họ đi tới bàn chủ tịch ngồi sau đó hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy trường đảng bước lên bục phát biểu một bài diễn văn hùng hồn, sau đó nhường lại mic cho bí thư thị ủy hứa thường đức. Trương Dương đối với mấy cái loại diễn văn phát biểu này vốn chẳng có nhiều hứng thú, hắn liền ngồi đánh giá hứa thường đức. Hứa thường đức năm nay 51 tuổi, bởi vì chăm sóc sức khỏe và ngoại hình tốt nên thoạt trông hắn trẻ hơn tuổi mình cũng không ít, tóc đen, lông mày rậm, mắt to, bất quá nước da trắng dưới ánh đèn lê ông chiếu xuống trông càng thêm tái nhợt, Thanh âm của hắn cũng không to, nhưng lại có sức hút, sức ảnh hưởng lớn. Trương Dương ngồi quan sát Hứa Thường Đức một lúc thì cảm thấy một trận buồn ngủ, cư nhiên ngồi dựa lưng vào ghế mà ngủ gật. Mở mắt ra thấy hội nghị đã tan cuộc, mũi hắn ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng, hắn xoay người sang bên nhìn thì thấy Tần Thanh đã đứng gần bên quan sát hắn. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, thế nào trùng hợp a, lại gặp nhau rồi. Trên mặt Tần Thanh không có chút mảy may cảm xúc nào vẫn lạnh lùng như băng vậy, ngươi đi theo ta một chút." Trương Dương ngoảnh lại nhìn Chu Chiêm Nguyên cùng mấy tên đồng khóa, tất cả thấy hắn nhìn lại đều nhanh nhanh chóng chóng lẩn mất, Trương Dương thầm mắng đúng là một đám không có nghĩa khí, Tần Thanh tới gần cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Trương Dương phiền muộn đi theo Tần Thanh, đại quan áp chết người, cấp bậc của Tần Thanh lớn hơn Trương Dương rất nhiều, nếu muốn đối phó với hắn quả thật đơn giản như trở bàn tay. Với tư cách là người phụ trách ban đào tạo tại trường đảng, đương nhiên Tần Thanh cũng có một phòng làm việc khá lớn. Vừa mới không lâu trước, nàng mới hoàn thành một đợt chuyên tu cho cán bộ xong, đợt lần này sẽ do chính nàng sắp xếp trường tình học, hơn nữa tới cuối cùng nàng là người chấm điểm và đánh giá, có thể coi nàng chính là chủ nhiệm lớp đợt này. Ánh mắt trương đại quan nhân toàn bộ đều tập trung trên váy của Tần Thanh, có thể nói eo của Tần Thanh rất thon, đường cong của cặp mông vô cùng yêu mỹ lại còn vỉnh hơn sơ với người thường một chút nữa, trông càng có vẻ khiêu khích nam nhân, bất quá đây là đánh giá của cá nhân Trương Dương. Cặp mông như vậy càng phù hợp với thân thể, chân đi một đôi giày nữ bệt nhỏ, đôi chân nhỏ và dài. Trương Dương xem chừng với vóc dáng ấy, vị đoàn bí thư thị ủy này xem chừng rất thích hợp với làm người mẫu. Tần Thanh bước vào phòng làm việc, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Trương Dương nhìn một chút, trong gian nhà không có một cái ghế nào trừ bộ bàn ghế tiếp khách kia, như vậy cũng có nghĩa là hắn phải đứng. Tần Thanh mày liệu dựng lên, mắt Phượng Hàm Uy cả giận nói, Trương Dương, người mặc dù tới từ Xuân Dương tới đây, nhưng thân là một cán bộ quốc gia, hẳn người phải hiểu được tính tổ chức và kỷ luật. Đảng và chính phủ tổ chức một lần học tập cho các người biết bao nhiêu khó khăn mới có được. Người thế nào lại không biết quý trọng điều đó. Thái độ lười nhác của ngươi như vậy thật khiến cho người người kỳ vọng vào ngươi phải thất vọng. Trương Dương đối với nàng có chút phản cảm, hắn nhíu mày nói, ta bất quá chỉ là ngủ dậy muộn một chút mà thôi. Điều đó có liên quan gì tới năng lực công tác của ta? Con người đâu phải thánh thiền, làm sao có thể hoàn mỹ được cơ chứ? Người dù sao cũng phải cho ta cơ hội để sửa chữa sai lầm, không thể một gậy đánh chết được a. À? Tần Thanh không ngờ tiểu tử này không có một chút gì gọi là sợ hãi mà cư nhiên dám đứng nói đạo lý với nàng, nàng cả giận nói, ngươi không chỉ ngủ dậy muộn mà còn ngủ gật trong hội nghị. Thái độ như vậy là thiếu tôn trọng lãnh đạo. Trương Dương cười nói, ta tôn trọng hay không tôn trọng có quan hệ gì tới công tác. Đảng dạy ta rằng chúng ta là công bộc của nhân dân chứ không phải nô bộc của lãnh đạo. Ta tôn trọng nhân dân là đủ rồi. Ngươi, Tần Thanh bị thằng nhãi này nói cho tới nghẹn lời. Trương Dương lại nói, lại nói tới lúc hứa bí thư nói chuyện, tất cả mọi người đều tôn trọng hắn, ta đương nhiên là cũng như vậy, nhân gia chắc sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như ta. Hẳn là Tần Bí Thư chú ý tới ta, ta thừa nhận là ta có chút sai sót. Xin cam đoan từ nay về sau sẽ chú ý. Tần thanh cảnh cáo hắn, cái miệng lưỡi trơn chu của người ít nói đi. Bất kỳ cái dạng cán bộ như thế nào ta đều gặp qua rồi. Trương Dương đương nhiên nghe ra vẻ ý hiếp trong lời nói của nàng, hắn ha hả cười một tiếng, sau đó nhìn tần thanh một chút rồi nhỏ giọng nói, tần bí thư, trong mắt có nhiều tơ máu, da có vẻ khô, lưỡi đỏ, hẳn là do khí huyết không đều. Ta có biết qua về Trung Y, có thể bắt mạch cho bí thư chứ? Tiểu tử này trong lời nói lộ ra vẻ thân thiết, trên mặt đầy vẻ a zon nịnh hót. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 55.